Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 91, đại náo cục công an. Đây là nhẫn của bạn trai tặng cho tôi. Tôn Hình Hình lập tức phản bác. Bạn trai cô, nữ cảnh sát không buông tha. Nói như vậy thì bạn trai của cô rất có tiền, hắn không phải là hacker kia đấy chứ. Không đợi Tôn Hình Hình kịp trả lời, nữ cảnh sát lập tức suy đoán. Tôi thấy khả năng này là rất lớn, bạn trai cô có tiền, cô lại mở tiệm bán hoa, tám phần không phải vì tiền mà vì hứng thú. Mà bạn trai của cô biết điều này, hắn cố gắng dùng biện pháp đặc biệt để làm cô vui, để cửa hàng làm ăn tốt hơn. Điều này cũng có thể giải thích vì sao hắn vì một số tiền nhỏ mà tấn công các trang web đặt hoa khác, vì hắn không thích tiền, hắn muốn tìm nguồn vui cho cô. Tôn Hình Hình trợn mắt há mồm, nữ cảnh sát này có sức tưởng tượng quá phong phú, chẳng lẽ đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi ảnh hưởng sao? Thế nào, bị tôi đoán trúng rồi à? Nữ cảnh sát rất đắc ý. Dương Nhạc tôi chính là đệ nhất mỹ nữ đội cảnh sát mạng, là được gọi là người đẹp băng giá thứ hai. Tôn Hình Hình nhìn bộ mặt đắc ý của Dương Nhạc mà nói không nên lời. Hứa Trung Kiện thì không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ một Dương Nhạc gần đây làm ăn không ra gì lại là mèo mù vớ được cá rán, đã đoán đúng sự việc. Tôn Hình Hình, bạn cha của cô tên gì? Hứa Trung Kiện mở miệng hỏi. Cảnh sát Hứa, bạn trai tôi căn bản không biết sử dụng máy tính, ba ngày trước tôi mới dạy anh ấy cách dùng QQ, anh cảm thấy anh ấy là hacker sao? Tôn Hình Hình dở khóc dở cười nói. Anh ấy có biết về máy tính hay không cứ đưa đến cục công an là biết ngay. Dương Nhạc hừ khẽ một tiếng, nàng khá ghen ghét Tôn Hình Hình, không phải ghen tức vì đối phương xinh đẹp vì Dương Nhạc vẫn luôn cho rằng mình rất xinh, là một lãnh băng băng thứ hai. Nhưng một cảnh sát gần ngang bằng người đẹp lãnh băng băng như Dương Nhạc mà không được người nào tặng nhẫn kim cương, mà Tôn Hình Hình chỉ là một bà chủ cửa hàng hoa mà lại đeo một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, điều này làm Dương Nhạc thật sự vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Anh ấy không phải là hacker. Tôn Hình Hình có chút tức giận. Các người không thể tùy tiện bắt người được. Nhìn cô rất căng thẳng, tôi càng tin anh ta là hacker. Dương Nhạc càng thêm hưng phấn, lúc này nàng quên cả nhiệm vụ ghi chép mà quát Tôn Hình Hình. Nói mau, bạn trai cô tên họ là gì? Đang ở đâu? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người phụ nữ một khi đã ghen ghét thì cực kỳ đáng sợ. Dương Nhạc này đột nhiên giống như có cửu hận với Tôn Hình Hình, nào có ai ngờ hai người chỉ gặp mặt nhau chưa quá nửa giờ. Tôn Hình Hình cau mày, nàng không trả lời. Tôn Hình Hình, mau nói tên bạn trai của cô cho chúng tôi biết. Hứa Trung Kiện cũng mở miệng. Dù anh ta có tình nghi hay không thì cũng phải cẩn thận kiểm tra. Tôn Hình Hình còn chưa nói dứt lời thì cửa phòng thẩm vấn bị người ta đá văng ra, ngoài cửa xuất hiện một cậu thiếu niên. Tên khốn nạn nào dám bắt vợ tôi? Người này là Hạ Thiên, ngoài hắn ra thì làm gì có ai kiêu ngạo như vậy ở cục công an. Tôn Hình Hình không điện thoại cho Hạ Thiên, nhưng thực tế khi Tôn Hình Hình vừa bị đưa đi thì Hạ Thiên lập tức nhận được tin nhắn, đây chính là công báo cáo của Đinh Báo. Hắn sợ Tôn Hình Hình xảy ra chuyện nên sắp xếp hai người thầm bám theo nàng, vì vậy khi Tôn Hình Hình vừa bị đưa đi thì Đinh Báo đã nhận được tin. Sau khi Đinh Báo nhận được tin thì lập tức nói cho tên mập, sau đó tên mập lập tức báo cho Hạ Thiên. Vì tên mập biết chuyện liên quan đến cảnh sát mình không thể ra mặt, cũng chỉ có một mình Hạ Thiên làm được việc mà thôi. Hạ Thiên nghe nói Tôn Hình Hình đột nhiên bị cảnh sát đưa đi thì cực kỳ bực bội, hắn lập tức phóng đến cục công an, sau đó dựa theo chiếc mũi cực thính mà phóng đến phòng thẩm vấn. Mà phòng cảnh sát an ninh mạng cũng không ý thức được Hạ Thiên tiến vào, vì hắn đi với tốc độ quá nhanh, vì vậy mà hắn đi thẳng một đường đến phòng thẩm vấn tìm được Tôn Hình Hình. Cảnh sát an ninh mạng là một bộ phận mới. Thời gian thành lập mới chỉ vài năm, mà từ khi đội an ninh mạng của Cục Công an thành phố Giang Hải được thành lập đến nay chưa bao giờ bị người ta đá văng cửa phòng thẩm vấn. Điều này làm cho Hứa Trung Kiện và Dương Nhạc đứng ngây người 10 giây đồng hồ mà chưa kịp phản ứng, đến khi hai người kịp phản ứng thì Hạ Thiên đã đến bên cạnh kéo Tôn Hình Hình đứng lên. Chị Hình, đám khốn nạn này không ức hiếp chị đấy chứ? Hạ Thiên ân cần hỏi han. Không, bọn họ chỉ hỏi vài vấn đề mà thôi. Tôn Hình Hình lắc đầu. À, vậy thì chúng ta về. Hạ Thiên kéo Tôn Hình Hình muốn đi, hắn hoàn toàn không quan tâm đến hai vị cảnh sát đang đứng bên cạnh. Khinh thường, đúng là khinh thường quá trần trụi. Dương Nhạc nổi giận đùng đùng, một người, đẹp như mộng, đứng đây mà tên khốn kia giống như không thấy, chẳng lẽ hắn mù sao? Đứng lại. Dương Nhạc gầm lên với Hạ Thiên. Anh là ai, anh muốn cướp trại sao? Cô ấm đầu à,
Chị Hinh không phải tù nhân, cái gì là cướp trại? Hạ Thiên trừng mắt nhìn nữ cảnh sát, vì sao cũng là cảnh sát mà cảnh sát tỷ tỷ lại thông minh, trong khi cô gái trước mặt lại đần như vậy? Cướp trại, trong đây có trại sao? Anh dám mắng tôi sao? Dương Nhạc lập tức bị chọc giận, đừng tưởng nàng chỉ là một nữ cảnh sát nho nhỏ, nàng là người có hậu trường, nếu không sao dám hô to gọi nhỏ trước mặt Hứa Trung Kiện. Mắng thì kỳ quái lắm sao? Hạ Thiên có chút buồn bực. Cô quá xấu, chắc chắn thường xuyên bị chửi. Anh còn dám nói tôi xấu? Dương Nhạc nhanh chóng nổi điên, trước nay chưa từng có ai nói nàng xấu. Chẳng lẽ cô tưởng mình đẹp như hoa hậu à? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Dương Nhạc. Mắt lớn mũi nhọn, dầu vàng da đen, đùi to như chân trâu, trên bụng có một tấn mỡ, chẳng lẽ như vậy chưa đủ xấu sao? Anh! Dương Nhạc chỉ tay vào Hạ Thiên, lúc này nàng đã tức tối đến mức nói không nên lời. Đủ rồi, hồ đồ! Hứa Trung Kiện cực kỳ tức giận, hắn quát lớn. Người đâu, đến bắt phần tử quấy rối phòng cảnh sát ra ngoài. Hạ Thiên nở nụ cười sáng lạn với Hứa Trung Kiện. Không cần tiễn, tôi tự đi ra. Hạ Thiên nói xong thì kéo Tôn Hinh Hinh ra ngoài, mà hai cảnh sát vừa phóng vào cửa phòng thẩm vấn lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng cực mạnh gạt mình ra, bọn họ chỉ biết trơ mắt nhìn Hạ Thiên đi qua. Đứng lại! Một tiếng quát chói tai vang lên phía sau, âm thanh từ trong miệng Hứa Trung Kiện đang cực kỳ tức tối truyền ra. Hắn làm cảnh sát lâu năm, hắn chưa từng thấy người nào không kiêng nể như vậy. Dù là con nhà quan thì cũng sẽ nể mặt cảnh sát vài phần, nhưng người này hoàn toàn coi cảnh sát là không khí. Nhưng Hạ Thiên vẫn không quan tâm, hắn tiếp tục đi về phía trước, mà Tôn Hinh Hinh thì có chút bất an. Hạ Thiên, nếu không chúng ta cứ nói rõ mọi chuyện trước cái đã. Cản bọn họ lại. Hứa Trung Kiện quát. Khi tiếng quát của Hứa Trung Kiện vang lên thì có vài tên cảnh sát nhanh chóng đứng lên ngăn cản Hạ Thiên. Này, các anh không biết câu chó ngoan không cản đường sao? Hạ Thiên dùng giọng bất mãn nói. Đám cảnh sát lập tức bị chọc tức, thằng khốn này mở miệng là mắng người. Tiểu tử, có phải mày muốn ăn đòn không? Một tên cảnh sát đeo kính trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Á! Tên cảnh sát đeo kính vừa nói dứt lời thì cảm thấy một đấm đập vào trán, hắn ngửa người ngã gục. Hạ Thiên vung nắm đấm nói. Mày mới đáng bị đòn. Anh dám đánh cảnh sát sao? Đám cảnh sát trong phòng chợt ngây người. Những năm nay không có mấy người dám đánh cảnh sát, hơn nữa tên này còn đánh cảnh sát ngay trong đồn, điều này lại càng ít khi xảy ra. Ít nhất trong trụ sở cảnh sát an ninh mạng thì đây là lần đầu tiên có người dám đánh cảnh sát. Anh còn dám ra tay tôi sẽ nổ súng. Hứa Trung Kiện hét lớn một tiếng, sau đó hắn rút súng lục chĩa vào người Hạ Thiên, hắn thật sự đã bị những hành động càn quấy của Hạ Thiên làm cho khó thể nhịn. Hứa Trung Kiện móc súng ra thì người hoảng sợ không phải là Hạ Thiên mà chính là đám cảnh sát trong trụ sở an ninh mạng. Tuy đội an ninh mạng không thiếu người nhưng phần lớn đều là nhân viên kỹ thuật, chiến trường của mọi người phần lớn đều ở trên INT, rất ít khi ra ngoài bắt người. Mà trong đội an ninh mạng thì số người có súng là rất ít, bọn họ đều là cảnh sát nhưng rất ít khi gặp phải những tình huống như bây giờ. Lúc này Hứa Trung Kiện muốn nổ súng làm mọi người cực kỳ kinh hoàng. Này, có biết dùng súng không? Hạ Thiên nhìn Hứa Trung Kiện. Chốt bảo hiểm chưa mở. Đám cảnh sát không dám nói gì, tên kia đúng là muốn tìm chết cũng không nên làm như vậy. Hạ Thiên, thôi đi, đây chỉ là chuyện nhỏ, không cần làm lớn như vậy. Tôn Hinh Hinh nhìn không được mở miệng khuyên nhủ. Chị Hinh, thế này sao là chuyện nhỏ cho được? Hạ Thiên không cho là đúng. Ức hiếp vợ tôi thì phải là chuyện lớn, đám khốn nạn này dựa vào cái gì để bắt chị? Bắt hắn lại. Hứa Trung Kiện vừa lập tức phân phó đám cảnh sát vừa nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Nếu cậu dám chống lệnh thì tôi sẽ nổ súng. Có súng thì ngon sao? Hạ Thiên có chút khó chịu, hai ngày nay sao luôn bị người ta chĩa súng vào người thế này? Hạ Thiên đột nhiên hóa thành một luồng hư ảnh phóng về phía Hứa Trung Kiện, đoạt súng đối với hắn là chuyện quen việc dễ làm, vì vậy chỉ cần hai ngón tay khẽ móc lên thì súng đã vào tay. Sau đó hắn cầm súng quơ quơ trước mặt Hứa Trung Kiện. Hắn cười hì hì nói. Anh xem, tôi cũng có súng. Vẻ mặt Hứa Trung Kiện chợt tái nhợt, mà vẻ mặt đám cảnh sát bốn phía cũng biến đổi, ai cũng sợ Hạ Thiên dùng súng, huyết tẩy đại đội. Mau, gọi trợ giúp nhanh lên. Đã có người bắt đầu gọi điện thoại, khoảnh khắc này cả đội cảnh sát an ninh mạng chợt rối loạn, nguyên nhân rất đơn giản, trong đây có rất nhiều cảnh sát mà chỉ có một mình Hứa Trung Kiện có súng,
mà bây giờ khẩu súng duy nhất lại nằm trong tay Hạ Thiên, bọn họ không sợ sao? Sợ cái quái gì, tôi có giết các anh đâu. Hạ Thiên có chút khinh bỉ đám quỷ nhát gan, hai tay hắn chợt hoạt động, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, khẩu súng lục đã giã ra một đống linh kiện như ảo thuật. Lúc này những âm thanh leng keng vang lên, những linh kiện súng lục rơi đầy sàn nhà. Này, nhớ kỹ, lần này chỉ giỡn súng của anh, lần sau nếu còn bắt vợ tôi thì ngay cả anh tôi cũng, giã, luôn. Hạ Thiên cảnh cáo Hứa Trung Kiện một câu, ngay sau đó hắn nghênh ngang ôm Tôn Hinh Hinh bỏ đi. Kiêu ngạo, địch mỉa quá kiêu ngạo. Khoảnh khắc này đại đội cảnh sát an ninh mạng yên tĩnh không một tiếng động, cũng không ai dám đứng ra ngăn cản Hạ Thiên. Chương 92, người đẹp băng giá cường thế. Hạ Thiên kéo Tôn Hinh Hinh đến đội cảnh sát hình sự số 6, giờ tan tầm của cảnh sát hình sự là không ổn định, bây giờ tuy đã là 7 giờ tối nhưng cảnh sát ở đây vẫn rất nhiều, phần lớn đang bận rộn. Gần đây thành phố Giang Hải cũng không quá an tĩnh, những vụ án hình sự phát sinh tương đối nhiều, hơn nữa cũng có những vụ án lớn đang tiếp nhận, vì vậy mà cảnh sát hình sự bận rộn đến mức khó chịu. Khi Hạ Thiên tiến vào trụ sở đội cảnh sát hình sự số 6 thì cũng không ai quan tâm, người này không phải đến đây lần đầu tiên, ai cũng quen mặt hắn. Tất nhiên lần này mọi người có chút kỳ quái, người này không phải đến đây để theo đuổi người đẹp băng giá sao? Sao còn mang theo một người đẹp khêu gợi và trưởng thành đến đây? Lúc này Hoàng An Bình cũng từ phòng thẩm vấn đi ra, vẻ mặt rất căm tức, rõ ràng phỏng vấn phạm nhân không mấy thuận lợi. Mấy ngày trước Hoàng An Bình còn là kẻ tâm thần, bây giờ hắn đã chính thức đi làm trở lại. Tất nhiên công đầu phải thuộc về cha hắn, là Cục trưởng Cục Công an Hoàng Hải Đào, nếu không thì còn cần một thời gian dài mới được tiếp nhận trở lại. Hoàng An Bình trước kia là đội phó đại đội cảnh sát hình sự, là thuộc hạ trực thuộc của Lãnh Băng Băng, được cho là rất quen thuộc Lãnh Băng Băng. Bây giờ hắn khôi phục lại công tác, tất nhiên hắn lại quay về đội cảnh sát hình sự số 6, mà trước đó hắn đã gây ra không ít chuyện, mọi người nhìn hắn có thói quen cảnh giác, sợ tiểu tử này tiếp tục phát bệnh trở lại. Hoàng An Bình vốn rất mất hứng, tên phạm nhân chết tiệt kia không chịu mở miệng, nhưng khi thấy Hạ Thiên thì tâm tình cũng tốt hẳn lên. Hạ Thiên, sao cậu lại đến đây? Hoàng An Bình ra vẻ rất vui mừng, khi thấy Tôn Hinh Hinh đứng bên cạnh Hạ Thiên thì hắn lại ngây người. Tốt! Có bạn gái muốn dẫn đến khoe sao? Chào anh, tôi là Tôn Hinh Hinh, là bạn gái của Hạ Thiên. Tôn Hinh Hinh chủ động bắt chuyện với Hoàng An Bình. Chào em, anh là Hoàng An Bình, à, là anh em tốt của Hạ Thiên. Hoàng An Bình cũng tranh thủ thời gian để tự giới thiệu. Hạ Thiên có chút không vui. Này, anh trở thành anh em tốt của tôi từ khi nào? Hoàng An Bình khẽ đi lên huých Hạ Thiên, hắn khẽ nói. Hạ Thiên! Cậu không nói thu phục được nữ cảnh sát Tiêu Mai thì sẽ là anh em tốt của nhau sao? Hạ Thiên có chút sững sờ, hắn cũng nhớ đến điều này, nhưng hắn cũng phải dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hoàng An Bình. Vậy nữ cảnh sát đã có chồng đã vào tay anh rồi sao? Không sai, Hạ Thiên, tôi thật sự phục cậu sát đất. Tiêu Mai đã chiến tranh lạnh với chồng được nhiều tháng, hơn nữa cảm tình với tôi lại rất tốt, vì vậy tôi vừa tấn công thì lập tức thành công. Hoàng An Bình rất hưng phấn. Tối hôm qua anh đây đã đưa nàng vào khách sạn mướn phòng tâm sự. Hạ Thiên nhìn Hoàng An Bình mà có chút ghen tị, tiểu tử này sao mới tán một ngày đã kéo, em nó, lên giường rồi. Chính hắn thì mất nhiều ngày mà cảnh sát tỷ tỷ còn chưa nhận làm vợ, đúng là ông trời không có mắt. Hai người đang nói đến ai vậy? Tôn Hinh Hinh ở bên cạnh có chút mơ hồ. Khụ khụ, em gái, không có gì. Hoàng An Bình vội vàng ho khan cho qua chuyện. Này! Không nên gọi là em gái, anh phải gọi là đại tẩu, bây giờ anh đã đủ tư cách làm anh em tốt của tôi, nhưng anh chỉ nên làm tiểu đệ, tôi mới là đại ca. Hạ Thiên bất mãn nói. Được rồi, nếu cậu muốn làm đại ca thì là đại ca. Hoàng An Bình ra vẻ không có chuyện gì, hắn lập tức đổi giọng nói với Tôn Hinh Hinh. Đại tẩu. Hoàng An Bình rất bội phục Hạ Thiên, hắn cảm thấy đối phương là phúc tinh của mình. Hạ Thiên vừa xuất hiện thì bệnh của hắn được chữa khỏi. Mà Tiêu Mai thầm thương trộm nhớ cũng đã bị, làm thịt, vì vậy hắn thấy làm anh em với một người như Hạ Thiên sẽ tuyệt đối có nhiều lợi ích. Trên thực tế thì Hoàng An Bình không biết vấn đề, cưa Tiêu Mai cũng không liên quan gì đến Hạ Thiên. Với ngoại hình cao to đẹp trai, là đội phó đại đội cảnh sát hình sự, hơn nữa còn có cha là cục trưởng cục công an, nếu Hoàng An Bình muốn tán gái thì rất dễ dàng. Nhưng trước nay hắn quá nhát gái, gan không đủ lớn, nếu không Tiêu Mai đã sớm vào tay từ lâu. Tôn Hinh Hinh cũng rất vui,
Thật ra nàng cũng không biết Hoàng An Bình có thân phận gì, nhưng nàng biết đối phương là cảnh sát. Nàng thấy Hạ Thiên hay chọc ra phiền toái, bây giờ có cảnh sát làm tiểu đệ thì sẽ rất tốt, nếu nàng biết Hoàng An Bình là con trai của Hoàng Hải Đào thì sợ rằng sẽ càng vui sướng hơn. Đúng rồi, Hạ Thiên, muộn thế này cậu còn kéo đại tẩu đến đây làm gì? Hoàng An Bình hỏi, nếu Hạ Thiên đến một mình thì hắn còn cho rằng đến để cưa người đẹp băng giá, nhưng hôm nay Hạ Thiên mang theo cả bạn gái, điều này làm hắn khó thể hiểu tình huống. Có mấy tên khốn kiếp dám bắt vợ tôi vào đồn, vì vậy tôi chạy đến kéo ra, khi thấy còn sớm thì đến đây thăm cảnh sát tỷ tỷ, hỏi xem cô ấy đã tình nguyện làm vợ tôi hay chưa. Hạ Thiên hời hợt nói, điều này làm tất cả cảnh sát trong đây phải ngây người. Hoàng An Bình chợt há hốc mồm, hắn cũng phải giơ ngón tay cái với Hạ Thiên mà nói không nên lời. Đúng là trâu bò, đây tuyệt đối là trâu, mang theo người đẹp đến hỏi người đẹp băng giá có muốn làm vợ mình không, trên đời này ngoài Hạ Thiên thì sợ rằng cũng không còn ai dám làm như vậy. Bên ngoài trụ sở chợt vang lên những tiếng bước chân dồn dập, 7-8 người đột nhiên phóng đến, có vài người mặc thường phục, có vài người mặc đồng phục cảnh sát. Nhưng ngoài dự đoán chính là mỗi người đều cầm súng, bộ dạng rất căng thẳng. Trong nhóm người có một tên đàn ông mặc thường phục trông rất tinh anh, tuổi không lớn, có lẽ chưa đến 30 nhưng hai mắt làm người ta sinh ra cảm giác nhìn thấu tất cả. Người này vừa vào cửa đã nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Đúng là bọn họ. Một giọng nói the thé vang lên, chính là Dương Nhạc đội cảnh sát an ninh mạng, nàng đi theo phía sau đám người rồi chỉ tay vào Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh. Chính là bọn họ đánh cảnh sát bị thương và đoạt súng, đồng thời còn chống lệnh và bỏ trốn. Dương Nhạc nói ra những lời này thì tám họng súng chợt chĩa vào người Hạ Thiên, mà Hạ Thiên lại đứng bên cạnh Hoàng An Bình, vì vậy mà hai người đều nằm trong phạm vi của họng súng. Hầu như là một phản xạ có điều kiện, Hoàng An Bình cũng lập tức rút súng ra, hắn chĩa súng vào người đàn ông mặc thường phục. Khâu Minh, anh làm gì vậy? Mau hạ súng. Hoàng An Bình nghiêm nghị quát. Đội trưởng Hoàng, tôi nhận được tin cầu viện của đội cảnh sát an ninh mạng, tôi đến đây bắt phạm nhân, việc này không liên quan gì đến anh. Người đàn ông được gọi là Khâu Minh trầm giọng nói. Không đợi Hoàng An Bình mở lời, Khâu Minh lập tức quát lên với Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh. Hai người hai tay ôm đầu, ngồi xuống ngay. Khâu Minh, Hạ Thiên là bạn của tôi, cậu ta là phạm nhân khi nào? Hoàng An Bình quát lên tức tối. Đại đội các anh có phải cố ý đến đây gây chuyện không? Đội trưởng Hoàng, thì ra vị này là bạn anh, hèn gì to gan lớn mật. Dám cưỡng chế xông vào đội cảnh sát an ninh mạng cướp người bị tình nghi, hơn nữa còn cướp cả súng của Hứa Trung Kiệt. Khâu Minh rõ ràng không sợ Hoàng An Bình, hắn tỏ ra không chút yếu thế. Tất cả hạ súng ngay. Một giọng nói lạnh như băng chợt vang lên, lãnh băng băng xinh đẹp gợi cảm chợt xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trong lúc giằng co, hai bên không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía lãnh băng băng, cũng không bên nào buông súng. Hoàng An Bình, thu súng lại. Trong giọng nói của lãnh băng băng mang theo lực lượng khó thể chống đỡ. Đội trưởng, Hoàng An Bình vẫn rất do dự, nhưng cuối cùng hắn cũng hạ súng. Mọi người thở phào một hơi, tình thế giằng co làm hai bên rất căng thẳng, cũng may lãnh băng băng xuất hiện kịp thời. Lãnh băng băng lúc này nhìn về phía Khâu Minh, giọng nói càng thêm lạnh lùng. Khâu Minh, tôi cho anh 3 giây đồng hồ, nếu anh không thu lại súng thì đừng trách tôi không khách khí. Đội trưởng lãnh. Tôi chỉ chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Khâu Minh vẫn không có ý hạ súng. Bộp, lãnh băng băng rút khẩu súng dắt bên hông. Đội trưởng lãnh, cô không biết nói lý lẽ sao? Khâu Minh có chút căm tức. Kẹt, lãnh băng băng mở chốt an toàn. Bầu không khí hiện trường chợt trở nên cực kỳ căng thẳng, khi thấy động tác của lãnh băng băng, cũng không ai nghi ngờ một giây sau lãnh băng băng sẽ nổ súng. Trong mắt Khâu Minh lóe lên cái nhìn tức tối, người phụ nữ này quá kiêu ngạo. Một, lãnh băng băng bắt đầu đếm, mà lúc này đã rút súng. Hạ súng, hạ súng. Khâu Minh quát lên nghiêm nghị, hắn biết rõ tác phong của người đẹp băng giá, biết nàng có gan nổ súng. Dù hắn biết tốc độ nổ súng của mình cũng không kém lãnh băng băng, nhưng vấn đề là hắn không dám nổ súng mà lãnh băng băng lại dám, đây là chênh lệch. Vẫn là đội trưởng lợi hại. Đúng vậy, cũng không biết mở mắt xem đội trưởng của chúng ta là ai sao. Đại đội của bọn họ muốn tranh chấp với chúng ta, đúng là không có mắt. Đám cảnh sát hình sự đại đội số 6 trở nên hưng phấn, rõ ràng hành động của lãnh băng băng làm bọn họ thấy mình có mặt mũi. Trước đó Hoàng An Bình vẫn rất bất mãn khi lãnh băng băng bắt mình hạ súng, nhưng lúc này hắn không khỏi bội phục nàng,
hành động quá đẹp, chỉ dùng một chữ để nói, tàn khốc. Vẫn là vợ anh lợi hại. Hạ Thiên có chút cảm khái. Âm thanh của Lãnh Băng Băng lại vang lên. Khâu Minh, đây là đội cảnh sát hình sự số 6, là khu vực của Lãnh Băng Băng tôi, không có người nào được dùng súng ở đây. Đội trưởng Lãnh, tôi chỉ đến đây bắt hai tên phạm nhân cực kỳ nguy hiểm mà thôi. Khâu Minh nói với vẻ mặt tức giận. Cô vì phạm nhân mà động đến súng, tôi sẽ báo cáo chuyện này lên trên. Nếu anh không có tâm tư đâm thọc vào những vụ án của người khác, tỷ lệ phá án sẽ không thấp hơn tôi. Trong lời nói của Lãnh Băng Băng mang theo chút trào phúng. Đừng nói ở chỗ tôi không có phạm nhân thật sự nguy hiểm, dù có thì cũng không phiền anh phải ra tay, thủ hạ của tôi tự ra tay. Cô! Khâu Minh giận quá hóa cười, sau đó hắn chỉ vào Hạ Thiên. Tốt, nếu đội trưởng Lãnh đã nói như vậy thì mời bắt hai người kia lại. Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Cậu lại gây ra chuyện gì nữa rồi? Hạ Thiên dùng ánh mắt vô tội nhìn Lãnh Băng Băng. Cảnh sát tỷ tỷ, tôi nào có trêu chọc ai, ngược lại có một đám cảnh sát khốn kiếp dám trêu chọc tôi, mà tôi cũng cảm thấy chị nên dạy bảo bọn họ. Vì tôi là chồng tương lai của chị, đám người này chọc giận tôi thì chẳng khác nào chọc vào chị. Cậu câm miệng cho tôi. Lãnh Băng Băng tất nhiên không để Hạ Thiên có cơ hội nói hưu nói vượt. Mai ta có Citizen AU rồi, nên tối sẽ có boom cho tất cả chuyện ta đang theo nhé các bác. Chương 93, việc nhỏ hóa lớn. Hạ Thiên nói ra những lời này thì bình thường đối với đội cảnh sát hình sự số 6, vì đây không phải là lần đầu tiên hắn đùa giỡn người đẹp băng giá, nhưng khi nghe vào trong tai đám người Khâu Minh thì lại là chuyện khác. Khâu Minh nghe được như vậy thì lập tức châm chọc. Đội trưởng Lãnh, tôi còn nghĩ tại sao cô cứ giữ gìn tên phạm nhân này, thì ra không những là bạn của đội trưởng Hoàng, hơn nữa còn là bạn trai của đội trưởng Lãnh của chúng tao. Khâu Minh, chuyện riêng của tôi không đến lượt anh quan tâm. Lãnh Băng Băng trợn mắt nhìn Khâu Minh, nàng thật sự không giải thích, nàng biết những chuyện thế này càng giải thích sẽ càng loạn. Khâu Minh, anh nói Hạ Thiên là phạm nhân, dù sao cũng có một hành vi phạm tội chứ. Hoàng An Bình xen vào một câu. Khâu Minh cười lạnh một tiếng. Hắn tự tiện xông vào phòng thẩm vấn, cưỡng chế mang đi kẻ bị tình nghi, hơn nữa còn đánh bị thương một cảnh sát đội an ninh mạng, cướp súng của đội phó Hứa Trung Kiện đội an ninh mạng. Như vậy là quá nhiều hành vi phạm tội. Anh còn cảm thấy chưa đủ sao? Hoàng An Bình chợt ngẩn ngơ, ngay sau đó hắn nhìn Hạ Thiên. Này, những chuyện này là thật sao? Bọn họ bắt vợ tội, tất nhiên tôi phải cứu người trở ra, bọn họ không cho tôi đi, còn muốn nổ súng bắn người, tất nhiên tôi phải cướp súng. Hạ Thiên nói bằng giọng điệu đương nhiên, hắn không cảm thấy có gì là không đúng. Thừa nhận là tốt. Khâu Minh hừ lạnh một tiếng. Đội trưởng Hoàng. Bây giờ anh còn ngăn cản chúng tôi bắt hắn sao? Khâu Minh, Hạ Thiên chỉ lo lắng cho bạn gái của mình, dù lời nói và hành động có chút quá khích cũng không phải chuyện gì lớn, tôi thấy nên cho qua. Hoàng An Bình ra vẻ rất hời hợt. Thế này còn chưa tính là chuyện lớn sao? Khâu Minh nói gấp. Hắn xâm nhập đội cảnh sát an ninh mạng, cướp người từ phòng thẩm vấn, còn đánh cảnh sát bị thương và cướp súng, nếu cho bọn họ bỏ đi thì chẳng những là mối nhục của cảnh sát an ninh mạng. Hơn nữa còn là mối nhục của Cục Công an thành phố Giang Hải chúng ta. Này, anh đừng nói lung tung, dù anh nhục nhã cũng không liên quan gì đến cảnh sát tỷ tỷ. Hạ Thiên nhịn không được phải xen vào một câu. Cậu đừng quá kiêu ngạo. Khâu Minh dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên. Đừng tưởng có Lãnh Băng Băng che chở thì xong chuyện, tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu gây chuyện lớn, cũng không ai cứu được cậu. Hạ Thiên ngáp một cái. Anh làm tôi sợ quá. Sợ đến mức nhanh chóng buồn ngủ. Khâu Minh, sao tôi lại cảm thấy tình cảnh hôm nay có vẻ giận cá chém thất nhỉ? Hoàng An Bình nhíu mày. Anh không phải muốn bắt người, mà muốn gây khó dễ cho đội trưởng Lãnh của chúng tôi. Hoàng An Bình nghĩ như vậy cũng rất bình thường, phòng cảnh sát hình sự có 6 đội, Khâu Minh là đội trưởng đội số 1 mà Lãnh Băng Băng là đội trưởng đội số 6. Nhưng có rất nhiều người biết rõ trước kia cảnh sát hình sự chỉ có 5 đội. Mà đội số 6 này được lập ra chỉ vì Lãnh Băng Băng, đó là nguyên nhân mà nàng có thể đảm nhận chức đội trưởng. Khâu Minh đã từng là cảnh sát trẻ tuổi ưu tú nhất của cảnh sát toàn Giang Hải, có thể nói là tương lai vô hạn. Hắn chưa đến 30 đã là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, tất nhiên có người coi hắn là người được bồi dưỡng cho chức vụ cục trưởng cục công an trong tương lai. Nhưng sau khi Lãnh Băng Băng xuất hiện thì danh tiếng của Khâu Minh hoàn toàn giống như ném đá xuống giếng. Trong lúc vô tình Lãnh Băng Băng đã thay thế Khâu Minh và trở thành nhân vật tiêu biểu cho cảnh sát Giang Hải.
Điều này tất nhiên sẽ làm cho Khâu Minh không phục, hắn cảm thấy mình mạnh hơn Lãnh Băng Băng. Trong mắt hắn thì đối phương chẳng qua chỉ dựa vào vẻ đẹp và thân thể mới có được địa vị hôm nay, nói trắng ra thì hắn cho rằng Lãnh Băng Băng là tình nhân của một nhân vật thần bí nào đó. Kết quả là lời nói của Khâu Minh rơi vào trong miệng Lãnh Băng Băng, hai người tất nhiên sẽ tạo nên cục diện nước sông núi khó nằm liền. Hai lãnh đạo có ân oán thì tuyến dưới tất nhiên sẽ khó vừa mắt với nhau, lần này Khâu Minh mang theo nhiều người phóng vào đội cảnh sát hình sự số 6, tất nhiên sẽ làm cho cảnh sát đội số 6 rất bất mãn. Tuy Khâu Minh rất nổi tiếng nóng tính, nhưng kể cả Lãnh Băng Băng cũng cho rằng Khâu Minh đang mượn cơ hội để chèn ép nhau, vì vậy Hoàng An Bình mới có lời nói như thế. Đội trưởng Hoàng, dù anh nói thế nào thì hành vi phạm tội của người này cũng đã định, đây là sự thật, dù cục trưởng có mặt ở đây thì chú ấy cũng sẽ ủng hộ tôi bắt cậu ta. Khâu Minh không thèm quan tâm, tất nhiên hắn cũng không nhượng bộ. Hắn nói lời này đã bày tỏ rõ ràng, dù Hoàng An Bình là con trai cục trưởng, hắn cũng không sợ. Khâu Minh quả thật không sợ Hoàng An Bình, vì hắn có hậu trường trong tỉnh. Nhưng Khâu Minh có chút sợ hãi Lãnh Băng Băng, vì hắn có tin Lãnh Băng Băng có chỗ dựa trong tỉnh, hơn nữa còn mạnh hơn cả hắn. Hoàng An Bình đang định nói thêm điều gì thì Lãnh Băng Băng đã xen vào một câu. Hoàng An Bình, trước tiên đưa Hạ Thiên vào phòng thẩm vấn, sau khi biết rõ sự việc rồi nói sau. Không đợi Hoàng An Bình mở lời, Lãnh Băng Băng đã nhìn về phía Tôn Hinh Hinh. Tôn tiểu thư, chị theo tôi. Vâng, đội trưởng. Lúc này Hoàng An Bình mới kịp phản ứng, hắn kéo Hạ Thiên. Đi theo tôi. Lần này Hoàng An Bình lại bội phục Lãnh Băng Băng, một chiêu này của nàng khá cao tay, Khâu Minh chẳng phải luôn miệng nói Hạ Thiên có tội sao. Như vậy đội cảnh sát hình sự số 6 sẽ bắt người, để xem Khâu Minh còn nói được lời nào. Còn vấn đề sau khi bắt người, bọn họ xử lý Hạ Thiên thế nào là chuyện riêng của đội cảnh sát hình sự số 6, không liên quan gì đến Khâu Minh. Lãnh Băng Băng, đây là phạm nhân của chúng tôi. Khâu Minh không phải ngốc, hắn lập tức hiểu rõ ý đồ của Lãnh Băng Băng. Vụ án này đã được chỉ định để đội các anh làm sao? Lãnh Băng Băng dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Khâu Minh không phản bác được, vụ án này vừa xảy ra, hắn vừa mới nhận được điện thoại cầu viện của đội cảnh sát an ninh mạng thì lập tức chạy đến, nào có ai chỉ định án do bọn họ tiếp nhận. Các anh không bắt được người, bây giờ đối phương chủ động đến đội cảnh sát hình sự chúng tôi. Vụ án tất nhiên nằm trong phạm vi của chúng tôi. Lãnh Băng Băng nói xong lời này thì dẫn Tôn Hinh Hinh vào phòng thẩm vấn. Vẻ mặt Khâu Minh chợt xanh chợt đỏ, lúc này hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lãnh Băng Băng đưa người đi. Thu đội. Cuối cùng Khâu Minh cũng cắn răng nói ra hai chữ, hắn vung tay rất không cam lòng, sau đó xoay người bỏ đi. Còn Hạ Thiên lúc này đang nói chuyện với Hoàng An Bình trong phòng thẩm vấn. Nghe tôi nói này Hạ Thiên. Đây là cậu đã gây rối. Đại tẩu bị tình nghi sao anh lại đến cướp người? Hoàng An Bình có chút buồn bực, nếu là án lớn thì sao bọn họ không lo lắng? Nhưng nếu là án nhỏ thì cần phải làm ra động tĩnh lớn như vậy sao? Tôi không biết. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu. Cậu không biết sao? Hoàng An Bình lập tức buồn bực. Cậu có biết hậu quả khi đến đồn cảnh sát cướp người không? Tất nhiên, nhưng dù vợ tôi có làm gì cũng không được phép bắt đi. Hạ Thiên ra vẻ giống như điều này là đương nhiên, hắn thật sự không biết vì sao Tôn Hinh Hinh lại bị kéo vào đồn cảnh sát, hắn còn chưa kịp hỏi, mà Tôn Hinh Hinh cũng chưa kịp nói. Hoàng An Bình cảm thấy không rõ ràng. Nếu là giết người thì sao? Hạ Thiên chẳng quan tâm. Kẻ nào bị vợ tôi giết thì rõ ràng là loại đáng chết. Hoàng An Bình nghẹn giọng nhìn chân chối, đây là lần đầu tiên hắn được nghe một lý luận mạnh mẽ như vậy. Lưu manh cậu có phải bị bệnh rồi không? Lãnh Băng Băng nổi giận đùng đùng đi đến. Một chuyện quá nhỏ, hơn nữa cũng không liên quan đến Tôn Hinh Hinh, chỉ cần nói rõ ràng là không sao, bây giờ anh lại làm lớn chuyện vậy à? Sự việc vốn rất đơn giản, Lãnh Băng Băng tất nhiên tìm hiểu được rõ ràng nguyên nhân hậu quả từ miệng Tôn Hinh Hinh, khi biết được sự kiện hacker thì nàng cũng chính thức nổi nóng. Đây là chuyện như móng tay, đáng lý ra Hạ Thiên chỉ cần điện thoại cho Hoàng Hải Đào, thậm chí cho Hoàng An Bình để chào hỏi đội cảnh sát an ninh mạng. Như vậy bọn họ sẽ không gây khó cho Tôn Hinh Hinh, nào xảy ra chuyện lớn như bây giờ. Người khác đem chuyện phức tạp hóa thành đơn giản, nhưng Hạ Thiên lại đem chuyện nhỏ như móng tay trở thành lớn bằng trời. Đáng lý ra cũng chẳng phải chuyện gì cần nói, nhưng bây giờ Hạ Thiên cướp người, đánh cảnh sát và cướp súng, nếu truy cứu đến cùng thì rõ ràng sẽ bóc lịch như chơi. Hoàng An Bình cũng nhanh chóng biết được nguyên nhân sự việc, hắn cảm thấy dở khóc dở cười,
chút chuyện đơn giản mà náo loạn đến tình cảnh bây giờ. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Thả người hay là? Hoàng An Bình hỏi ý kiến của Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng cũng rất do dự, thật ra nàng rất muốn giữ lại để Hạ Thiên nếm chút đau khổ, nhưng nàng cảm thấy làm như vậy chẳng khác nào tỏ ra yếu thế trước mặt Khâu Minh, đây là điều nàng không muốn. Trước đây rất lâu, ấn tượng của Lãnh Băng Băng về Khâu Minh là rất tốt, nhưng sau khi đối phương mở miệng vu oan nàng có quan hệ mập mờ với một đại nhân vật thì chẳng còn chút cảm tình nào. Mà quan hệ cá nhân giữa Lãnh Băng Băng và Kiều Tiểu Kiều là rất tốt, nàng cũng đã xác nhận Hạ Thiên là bạn trai của Kiều Tiểu Kiều, nếu muốn bắt hắn lại thì phải xem mặt Kiều Tiểu Kiều. Nhưng đối với Lãnh Băng Băng thì vài lý do trên không phải quan trọng, nàng chỉ sợ giữ đối phương ở lại thì đội cảnh sát hình sự số 6 sẽ náo loạn, sợ rằng sẽ có phiền phức lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, Lãnh Băng Băng cảm thấy giữ người này ở lại là tai họa, chỉ có cách đẩy đi mới là tốt nhất. Nhưng nếu cứ như vậy để hắn chạy đi thì Khâu Minh sẽ nắm chặt sự việc này để làm phiền, đến lúc đó chỉ sợ không cần đến ngày mai thì cả cục công an sẽ biết Lãnh Băng Băng mở đường cho tình nhân bỏ chạy. Nàng tin Khâu Minh chắc chắn sẽ tung tin đồn bậy. Ông xã, điện thoại kia. Ông xã, điện thoại kia. Âm thanh quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lãnh Băng Băng, nàng có thể phán đoán đây là giọng nói của Kiều Tiểu Kiều. Nhưng ngay sau đó nàng phát hiện ra đó là tiếng chuông điện thoại của Hạ Thiên, rõ ràng Kiều Tiểu Kiều ghi âm lại giọng nói của mình làm tiếng chuông điện thoại cho Hạ Thiên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra nhìn, là một dãy số lạ, nhưng sau đó hắn vẫn nghe. Hạ Thiên à, tôi là Kiều Đông Hải. Âm thanh của Kiều Đông Hải vang lên, điều này làm cho Hạ Thiên có chút thất vọng, hắn đang chờ mong một trong số 4 bà vợ điện thoại đến. Có chuyện gì? Hạ Thiên dùng giọng mất hết sức lực hỏi. Cậu đang ở đâu? Kiều Đông Hải hỏi ngay. Tôi có vài chuyện cần thương lượng với cậu, tôi đến chỗ Kiều Tiểu Kiều nhưng không thấy cậu, Phượng Nhi và Hoàng Nhi cũng không biết cậu đang ở đâu. À, tôi ở đồn cảnh sát. Hạ Thiên trả lời. Quả 1/99. Chương 94, làm lớn chuyện. Giọng nói của Kiều Đông Hải chợt biến đổi. Dồn cảnh sát sao, có chuyện gì? Không có gì. Hạ Thiên cũng không nói rõ. Anh tìm tôi có chuyện gì? Anh tranh thủ về thôi, chúng ta có chuyện cần bàn. Kiều Đông Hải thúc giục. Là thế này, khi nào cảnh sát tỷ tỷ đồng ý thả thì tôi về. Hạ Thiên nhìn gương mặt lạnh như băng của Lãnh Băng Băng mà cảm thấy có hơn phân nửa là không muốn thả người, mà chỉ cần ở bên cạnh cảnh sát tỷ tỷ thêm một lúc thì hắn lại cảm thấy vui vẻ. Cái gì? Cuối cùng Kiều Đông Hải cũng hiểu rõ, người này bị cảnh sát tóm cổ. Đợi tôi vài phút, tôi điện thoại cho cục trưởng cục công an. Không đợi Hạ Thiên lên tiếng, Kiều Đông Hải đã gọi cho Hoàng Hải Đào. Cục trưởng Hoàng, cháu là Kiều Đông Hải. Kiều Đông Hải rất trực tiếp. Cục công an của các chú bắt một người tên là Hạ Thiên, người này rất quan trọng với Kiều gia, hy vọng các chú có thể thả người. Hạ Thiên sao? Hoàng Hải Đào chợt sững sờ. Kiều thiếu gia, có phải anh đã lầm rồi không, có người tên là Hạ Thiên bị bắt sao? Kiều Đông Hải lập tức thầm hiểu là Hoàng Hải Đào không muốn thả người, vì vậy mà giọng nói của hắn chợt mất vui. Cục trưởng Hoàng, Tiểu Kiều nhà chúng tôi xảy ra chút chuyện, cần có Hạ Thiên chăm sóc, vấn đề này do chính nhị thúc phân phó. Nếu chú không thả người thì cháu cũng không biết ăn nói với nhị thúc thế nào cho phải. Hoàng Hải Đào nghe thấy như vậy thì biết là đại thiếu gia Kiều gia đã hiểu lầm, vì thế lão vội vàng giải thích. Kiều thiếu gia, cậu hiểu lầm rồi, Hạ Thiên đã có ân lớn với tôi, nếu cậu ta bị đưa vào cục công an thì dù cậu không nói tôi cũng thả người. Bây giờ tôi sẽ xuống xem xét tình hình, để xem có chuyện gì. Vậy thì đa tạ cục trưởng Hoàng. Kiều Đông Hải cũng không nói nhiều. Hắn nói xong thì cúp điện thoại. Ngay sau đó Hoàng Hải Đào đã gọi điện thoại đến cho Lãnh Băng Băng. Băng Băng, cô giúp tôi kiểm tra xem ai là người đã bắt Hạ Thiên. Cục trưởng, là cháu bắt. Lãnh Băng Băng trả lời. Là cô. Hoàng Hải Đào lập tức nóng vội. Băng Băng, chú biết Hạ Thiên có chút hiểu lầm với cháu, nhưng cháu bắt hắn làm gì? Kiều gia đã tìm chú đòi người, cháu thả ra trước đi. Cục trưởng. Hôm nay cậu ta gây ra chuyện lớn. Lãnh Băng Băng không khỏi nhắc nhở một câu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hoàng Hải Đào có chút kinh ngạc, Lãnh Băng Băng nói có chuyện lớn thì khó thể là chuyện nhỏ. Lãnh Băng Băng vội vàng nói rõ đầu đuôi. Có chết người không? Hoàng Hải Đào nghe xong thì thở dài một hơi, việc này cũng khá tốt, không tính là lớn. Nếu là như vậy thì nhị thúc của Kiều Đông Hải chính là phó chủ tịch tỉnh Kiều sẽ ít khả năng tìm lão gây phiền phức.
Có lẽ là không. Lãnh Băng Băng trả lời. Vậy thì thả người đi. Hoàng Hải Đào nói. Nếu Khâu Minh có ý kiến gì thì cứ bảo đến tìm chú. Vâng, cục trưởng. Lãnh Băng Băng tất nhiên cầu còn chưa được, nàng vốn có ý nghĩ muốn đẩy Hạ Thiên đi càng nhanh càng tốt nhưng không có một cái cớ phù hợp mà thôi, bây giờ cục trưởng đã mở lời, Khâu Minh có thể làm gì được nàng. Lãnh Băng Băng cúp điện thoại rồi nói với Hạ Thiên. Cậu có thể đi. Có thể đi sao? Hạ Thiên có chút không tình nguyện. Lãnh Băng Băng hận không thể đá chết Hạ Thiên, nào có loại người không muốn rời khỏi đồn cảnh sát. Hạ Thiên, chẳng lẽ cậu muốn qua đêm ở đây sao? Hoàng An Bình cũng không biết nên khóc hay cười. Nếu cảnh sát tỷ tỷ đồng ý thì tôi sẽ tình nguyện. Hạ Thiên nhìn Lãnh Băng Băng, hắn cười hì hì nói. Hoàng An Bình không còn gì để nói, người này rõ ràng đang đùa giỡn người đẹp băng giá. Nếu cậu không muốn đi thì cứ ở lại mà đợi. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng rời khỏi phòng thẩm vấn. Nàng đã hiểu, gặp tên lưu manh thế này phải tránh càng xa càng tốt. Sau khi cảnh sát tỷ tỷ xinh đẹp khêu gợi bỏ ra thì Hạ Thiên tất nhiên sẽ không còn hứng thú muốn ở lại, hắn lập tức rời khỏi đồn cảnh sát. Hoàng An Bình tự lái xe đưa Hạ Thiên về tòa nhà Kiều gia, mà Tôn Hinh Hinh thì tên mập đã sớm cho người chờ bên ngoài cục công an, khi nàng đi ra thì lập tức có người đưa về khu dân cư học phủ Danh Uyển. Điều này làm Hạ Thiên bắt đầu cảm thấy cái lợi của đám đồ đệ. Khi Hạ Thiên quay về tòa nhà Kiều gia thì Kiều Đông Hải đã chờ sẵn trong phòng khách, còn Kiều Tiểu Kiều vẫn đang ngủ say. Hạ Thiên cũng không bất ngờ vì vấn đề này, hắn biết Kiều Tiểu Kiều sẽ ngủ đến tận sáng ngày mai. Hạ Thiên, tôi nhận được tin tức, có người muốn đối phó với Kiều gia, mà ra tay với Kiều Tiểu Kiều chính là kế hoạch bước đầu của bọn họ. Kiều Đông Hải cũng không hỏi Hạ Thiên có chuyện gì với cảnh sát. Hắn không quan tâm đến điều này. Biết là ai không? Hạ Thiên hỏi. Vẫn chưa rõ. Kiều Đông Hải khẽ lắc đầu. Nhưng có thể nói là thế lực ở thủ đô. Anh không biết là ai thì cũng vô dụng. Hạ Thiên không biết rõ các thế lực ở Giang Hải, tất nhiên sẽ càng không hiểu gì về thế lực ở thủ đô, đây là những thứ hắn hoàn toàn không biết. Cao gia là thế gia có hậu trường ở thủ đô, anh có cảm thấy bọn họ đang giở trò hay không? Kiều Đông Hải thử dò hỏi. Đơn giản thôi, chúng ta đến hỏi Cao Danh Dương là được, nếu thật là hắn quấy rối thì xử lý luôn. Hạ Thiên hời hợt nói. Hạ Thiên, dù chúng ta hỏi Cao Danh Dương thì đối phương cũng sẽ không nói thật. Kiều Đông Hải lắc đầu. Tôi thấy chúng ta nên âm thầm điều tra, tôi sẽ quan tâm Cao gia thật chặt. Hắn sẽ nói. Hạ Thiên mười phần tin tưởng. Bây giờ chúng ta sẽ đi hỏi hắn. Sao cậu biết hắn sẽ nói? Kiều Đông Hải cảm thấy nghĩ mãi mà không rõ. Hạ Thiên cười hì hì. Vì trước đó tôi là người cứu hắn. Kiều Đông Hải chợt hiểu ra. Bây giờ cậu muốn ra tay trên người hắn sao? Anh có biết bây giờ Cao Danh Dương ở đâu không? Hạ Thiên duỗi lưng. Thừa dịp Tiểu Kiều đang ngủ, chúng ta đi tìm hắn thôi. Kiều Đông Hải có chút do dự, nhưng sau đó lại gật đầu. Đêm giai nhân chỉ đóng cửa 3 ngày, sau đó bắt đầu mở cửa. Mà bây giờ mở cửa kinh doanh cũng không có dấu hiệu làm ăn kém. Trong một gian phòng xa hoa có hai người đang ngồi đối diện với nhau, một người là Cao Danh Dương, người còn lại rất mập, là một trong tứ thiếu gia Giang Hải, là Tô Tiểu Sán. Tiểu Sán, uống một ly. Cao Danh Dương cầm lấy ly rượu trước mặt cạn sạch. Sau khi tôi gặp chuyện không may thì chỉ có cậu tìm đến mà thôi. Cao thiếu gia. Tô Tiểu Sán vừa mở miệng thì Cao Danh Dương đã khoát tay. Đừng gọi tôi là Cao thiếu gia, mọi người là anh em, cậu gọi tôi một tiếng Danh Dương là được. Tô Tiểu Sán gật đầu, hắn cũng uống cạn ly rượu trước mặt, ngay sau đó nói. Danh Dương, thật ra anh có thể đã hiểu lầm, Diệp thiếu gia gần đây sứt đầu mẻ chán, mà Kiều thiếu gia thì nghe nói gần đây Kiều Tiểu Kiều xảy ra chuyện, hắn có lẽ cũng rất bận rộn. Tiểu Sán, cậu không cần giải thích cho bọn họ. Cao Danh Dương cười nhạt một tiếng. Tôi biết rõ tâm tư của Diệp thiếu kiệt hơn cậu. Người này đã sớm muốn lấy vị trí của tôi, trở thành đệ nhất thiếu gia Giang Hải. Còn Kiều Đông Hải, trước nay hắn không xem tôi ra gì, mà Kiều gia căn cơ thâm hậu, có phó chủ tịch tỉnh tọa trấn, tất nhiên chướng mắt tôi chỉ là chuyện bình thường. Sợ rằng ngày tốt lành của Diệp Thiếu Kiệt đã sắp chấm dứt. Tô Tiểu Sán lắc đầu. Tôi thấy qua tình cảnh lần này thì hắn sẽ phải cầu xin anh hỗ trợ. Sao? Cao Danh Dương trở nên kinh ngạc. Sự việc nghiêm trọng như vậy à? Mấy ngày nay tôi cũng không quá chú ý bên ngoài, Diệp gia có chuyện sao?
quả thật có chuyện lớn xảy ra, lão già Diệp gia. Tô Tiểu Sán gật đầu, hắn còn chưa nói dứt lời thì đã khựng lại. Cao Danh Dương vội vàng nối tiếp. Diệp Thiên Nam chết rồi sao? Như vậy không phải là chuyện tốt cho Diệp Thiếu Kiệt à? Diệp Thiên Nam chết tất nhiên là chuyện tốt đối với Diệp Thiếu Kiệt, đối với Cao Danh Dương thì cũng là chuyện tốt, vì hắn cảm thấy lão già kia chính là người khó đối phó nhất ở Diệp gia. Tô Tiểu Sán lắc đầu, gương mặt béo núc cũng đong đưa. Lão già Diệp gia không chết, ngược lại còn nghe nói sống lâu trăm tuổi không là vấn đề. Điều này sao có thể? Cao Danh Dương khó thể tin. Nghe nói tiểu tử kia cứu lão già Diệp gia tỉnh lại. Tô Tiểu Sán nở nụ cười khổ. Vẻ mặt Cao Danh Dương chợt biến đổi, hắn nghiến răng mà nói ra một cái tên. Là Hạ Thiên sao? Đúng là tiểu tử này. Tô Tiểu Sán có chút bất đắc dĩ. Không thể không nói y thuật của hắn quá lợi hại, chưa nói đến vấn đề cứu lão già Diệp gia sống lại, nghe nói bây giờ còn trẻ hơn 10 tuổi. Cao Danh Dương hít vào một hơi thật sâu, hắn cố gắng bình ổn tâm tư kích động, sau đó chậm rãi nói. Tiểu tử kia có quan hệ gì với Diệp gia? À, hắn coi trọng Diệp Mộng Oánh. Tô Tiểu Sán có chút chần chừ, cuối cùng cũng nói. Thằng khốn nạn này hình như miệng rất rộng, muốn nuốt trọng tất cả người đẹp thành phố Giang Hải sao? Trong mắt Cao Danh Dương lóe lên cái nhìn phẫn hận, hắn nghĩ đến Liễu Vân Mạn, rõ ràng người đẹp bác sĩ đã bị đối phương cướp mất. Tôi thấy hắn quả thật có suy nghĩ này. Tô Tiểu Sán lắc đầu. Quan hệ giữa hắn và Kiều Tiểu Kiều đã được xác nhận, Diệp Mộng Oánh hình như cũng có quan hệ với hắn, mà người đẹp băng giá cục công an cũng là người hắn theo đuổi, còn Liễu Vân Mạn. Tô Tiểu Sán nhìn Cao Danh Dương, hắn không nói hết lời, hắn biết Cao Danh Dương có tâm tư với Liễu Vân Mạn. Một ngày nào đó tôi phải dẫm nát tiểu tử kia dưới chân, phải dẫm nát mặt nó thành bùn. Cao Danh Dương nói ra từng chữ, hận ý của hắn với Hạ Thiên thật sự bùng ra từ tận đáy lòng. Tô Tiểu Sán không nói gì, hắn có thể hiểu được mối hận của Cao Danh Dương với Hạ Thiên. Hạ Thiên không những cướp phụ nữ của Cao Danh Dương, hơn nữa còn đánh Cao Danh Dương trước mặt mọi người, vì vậy mà đệ nhất thiếu gia Giang Hải lập tức mất đi uy nghiêm năm xưa. Dù bây giờ vẫn không có người nào dám trêu chọc Cao Danh Dương. Nhưng bọn họ vĩnh viễn nhớ tình cảnh Cao Danh Dương bị một thiếu niên tát liên tục trước mặt mọi người, mà tên thiếu niên kia bây giờ vẫn sống nhơn nhởn. Lúc này có người khẽ gõ cửa hai tiếng. Vào đi. Cao Danh Dương khẽ quát một tiếng, sau đó ông chủ Trung Lực của Đêm Giai Nhân tiến vào. Vẻ mặt Trung Lực rất khó coi, hắn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Cao Danh Dương rồi cẩn thận nói. Cao thiếu gia, tên kia lại đến nữa rồi. Quả hai. Chương 95, sao mày không giảm béo? Cao Danh Dương thấy bộ dạng nơm nớp lo sợ của Trung Lực mà thật sự mất vui. Ai lại đến, ai làm cho anh sợ hãi như vậy? Cao thiếu gia, chính là Hạ Thiên. Trung Lực lắp bắp nói, hắn thật sự bị Hạ Thiên dọa cho sợ hãi. Cái gì? Cao Danh Dương đột nhiên đứng lên. Hắn ở đâu, đưa tôi đến xem. Cao thiếu gia, không cần đi. Một âm thanh lười biếng vang lên trong phòng. Đúng là Kiều Đông Hải và Hạ Thiên, mà người vừa nói chính là Kiều Đông Hải. Vẻ mặt Cao Danh Dương chợt biến đổi, hắn không ngờ Kiều Đông Hải lại xuất hiện cùng lúc với Hạ Thiên. Nhưng ngay sau đó vẻ mặt Cao Danh Dương đã xuất hiện nụ cười, hắn nhiệt tình chào đón Kiều Đông Hải. Đông Hải, cậu đến rất đúng lúc, tôi đang chuẩn bị hẹn cậu ra ngoài uống vài ly. Cao Danh Dương không chào hỏi Hạ Thiên, bộ dạng giống như không quan tâm đến đối phương. Dù hắn có ẩn nhẫn cũng khó thể tươi cười với người này được. Xem ra gần đây tâm tình của Cao Thiếu Gia rất tốt. Kiều Đông Hải cười cười, hắn tự rót rượu cho mình rồi cạn sạch. Vẻ mặt Cao Danh Dương lập tức trở nên u tối, Kiều Đông Hải cố ý châm chọc mình sao? Hắn nói tâm tình của mình gần đây rất tốt sao? Đông Hải, xem ra tâm tình của cậu là rất tốt. Cao Danh Dương chậm rãi nói. Kiều Đông Hải tùy tiện ngồi xuống. Đó là Cao Thiếu Gia nói thôi, thật ra bây giờ tâm tình của tôi tốt được sao? Cũng không biết thằng khốn nạn nào mời sát thủ đến giết Tiểu Kiều nhà tôi, nếu Tiểu Kiều xảy ra chuyện thì sau này sợ rằng sẽ không còn xu nào mua rượu uống, nếu đã không có rượu thì rõ ràng là muốn lấy mạng của tôi, anh nói xem, tâm tình của tôi có tốt được không? Sao, có chuyện này à? Cao Danh Dương rất ngạc nhiên. Ai ăn gan hùng gan báo mà dám xuống tay với Kiều Tiểu Kiều? Kiều Đông Hải dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Cao Danh Dương. Điều này cũng làm tôi cảm thấy kỳ quái, theo lý thì người thường không có gan như vậy, Cao thiếu gia, anh thấy ai có gan? Trái tim Cao Danh Dương chợt nhảy dựng lên,
hắn nhìn ánh mắt Kiều Đông Hải mà hiểu rõ, đối phương rõ ràng đến đây hỏi tội, thì ra chuyện này bị người ta đổ lên đầu hắn. Đông Hải, tôi nghĩ rằng trong thành phố Giang Hải không ai có gan như vậy. Cao Danh Dương cười nhạt một tiếng, hắn nói lời này để nói rõ mình không liên quan. Kiều Đông Hải mỉm cười. Tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng tôi hình như nghe được một tin tức, thủ đô có người muốn gây bất lợi cho nhà chúng tôi, vì vậy tôi chợt nghĩ không biết có phải do người thủ đô làm ra hay không. Nghe nói Cao Thiếu Gia có rất nhiều người quen ở thủ đô, cũng không biết Cao Thiếu Gia có thể chỉ điểm cho mọi người hiểu có người nào ở thủ đô muốn gây khó cho nhà chúng tôi. Kiều Đông Hải nói như vậy đã quá rõ, Cao Danh Dương biết mình không thể tiếp tục giả vờ hồ đồ. Hắn chậm rãi thở ra một hơi nhìn thẳng Kiều Đông Hải rồi nói. Kiều Thiếu Gia, cậu đang hoài nghi tôi. Kiều Đông Hải lắc đầu, hắn chỉ Hạ Thiên. Cao Thiếu Gia, chúng ta quen biết nhau đã lâu, tôi tin anh sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Nhưng cậu em rể này của tôi mấy ngày trước có hiểu lầm với anh, bây giờ Tiểu Kiều xảy ra chuyện, cậu ấy nghi ngờ lời nói của anh cũng là bình thường, anh nói xem có đúng không? Hạ Thiên, cậu hoài nghi tôi sao? Cao Danh Dương cuối cùng cũng không thể không quay sang Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Cao Danh Dương, hắn ra vẻ thở phào. Anh còn nhận ra tôi sao? Tôi còn tưởng đầu anh có vấn đề, cha anh có nói cho anh biết, nếu tôi không muốn cứu anh thì chỉ sống được thêm nửa năm hay không? Hạ Thiên nói ra những lời này thì Tô Tiểu Sán chợt kinh hoàng, Kiều Đông Hải lại rất bình tĩnh, chuyện này hắn biết khá rõ, khi Hạ Thiên chữa cho Cao Danh Dương thì hắn cũng có mặt. Như vậy thì sao? Cao Danh Dương cắn răng hỏi. Vậy cũng được, sống thêm nửa năm nữa cũng tốt. Đúng rồi, hỏi anh một vấn đề, dạo này còn hứng thú vui đùa với phụ nữ nữa không? Hạ Thiên cười hì hì hỏi. Hạ Thiên, cậu muốn gì cứ nói trực tiếp. Cao Danh Dương thật sự phẫn nộ. Đừng tưởng rằng tôi nằm trong tay thì cậu muốn nói gì tôi phải nghe nấy, tôi nói cho cậu biết, Cao Danh Dương tôi tình nguyện chết cũng không làm chó cho cậu. Hạ Thiên bĩu môi, hắn ra vẻ không cho là đúng. Anh đừng quá quan tâm đến mình, tôi không thích chó, cũng sẽ không muốn nuôi đàn ông làm chó. Hạ Thiên, vấn đề kia cần gì phải hỏi, có đàn ông nào mà chẳng thích phụ nữ? Kiều Đông Hải ở bên cạnh chen lời, hắn cũng không muốn tạo ra tình hình quá căng với Cao Danh Dương. Được rồi, cho rằng anh vẫn còn hứng với phụ nữ. Hạ Thiên nhìn Cao Danh Dương rồi cười hì hì. Nhưng anh quá thảm, dù có người đẹp lột trần trước mặt cũng không thể ăn, anh nói xem, trong thời gian nửa năm mà cứ phải trải qua những ngày như vậy thì đau khổ không bằng chết. Cao Danh Dương nghe Hạ Thiên nói như vậy thì vẻ mặt chợt biến đổi, hắn dùng tay chỉ Hạ Thiên, cơ thịt trên mặt chợt co rút, hai mắt phun lửa. Mày, đúng là mày dở trò quỷ. Hiểu là tốt. Hạ Thiên nở nụ cười sáng lạn. Nói đi, là thằng nào muốn giết vợ tôi? Việc này không liên quan gì đến tao. Cao Danh Dương tức giận nói. Hạ Thiên, nếu tao biết mời sát thủ thì người phải chết là mày, không phải là Kiều Tiểu Kiều. Lời này cũng đúng. Hạ Thiên nhìn Kiều Đông Hải. Anh thấy thế nào? Điều này, tôi cũng thấy đúng. Kiều Đông Hải khẽ gật đầu, Cao Danh Dương nếu thật sự mời được sát thủ thì nên trực tiếp ra tay với Hạ Thiên. Hạ Thiên gật đầu, hắn lại nhìn Cao Danh Dương. Được rồi, coi như anh nói thật, nhưng anh chắc chắn sẽ có thể điều tra được thằng nào muốn giết vợ tôi. Tóm lại, khi nào anh điều tra được thì sẽ trở thành đàn ông chân chính, nếu không thì cứ tiếp tục kéo dài cuộc sống khổ sở. Hạ Thiên không đợi Cao Danh Dương đáp lời mà đứng dậy. Đã nói hết lời, chúng ta đi thôi. Cao Thiếu Gia, lần sau chúng ta sẽ cùng uống rượu. Kiều Đông Hải đứng dậy. Hôm nay hắn xem như là người hầu của Hạ Thiên. Cao Danh Dương không nói gì nhưng vẻ mặt càng tối tăm, hắn không muốn khuất phục Hạ Thiên, nhưng theo tình hình bây giờ thì hình như hắn không còn biện pháp nào khác. Trừ khi hắn tìm được thần y chữa lành tình trạng mất đi năng lực đàn ông. Sau khi Cao Danh Dương tỉnh dậy thì bác sĩ đã làm kiểm tra toàn diện, kết quả là thân thể không có vấn đề gì, điều này làm hắn cảm thấy rất nghi ngờ. Hạ Thiên nói rằng hắn sống chỉ được nửa năm, điều này sợ rằng chỉ là đe dọa suông. Nhưng ngày hôm sau, Tiểu Hàm mà gần đây hắn rất say mê nhảy thoát y trước mặt làm hắn hoảng sợ phát hiện ra một vấn đề, một bộ phận nào đó trên cơ thể không có phản ứng. Vài ngày sau hắn nhiều lần làm thí nghiệm, cuối cùng hắn phát hiện mình mất đi năng lực đàn ông. Trước đó Cao Danh Dương còn cho rằng vấn đề này do cơ thể chưa hoàn toàn bình phục, nhưng vừa rồi Hạ Thiên nói ra vài câu đã làm hắn xác nhận một sự thật, đối phương đã động tay động chân lên người mình. Kiều Thiếu Gia, Hạ Thiên, hai người đi thong thả.
Khi thấy Cao Danh Dương không nói lời nào thì Tô Tiểu Sán lập tức đứng lên tiễn khách. Hạ Thiên đột nhiên quay đầu, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Tiểu Sán một lúc lâu. Mãi đến khi Tô Tiểu Sán cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, tưởng rằng đối phương có sở thích mới, thì Hạ Thiên mới dùng giọng khó hiểu nói. Sao mày không giảm béo? Sao không giảm béo? Tô Tiểu Sán nghe vấn đề này mà cảm thấy rất nhức đầu, hắn đã cố gắng nhiều lần, người này chẳng lẽ không biết sao? Tô Tiểu Sán vì giảm béo mà ngày nào cũng dậy sớm chạy bộ, buổi tối thậm chí còn bỏ qua cơ hội vận động cùng người đẹp mà tự mình chạy trên máy đến nửa đêm. Hắn còn chưa giảm béo sao? Mỗi ngày 24 tiếng hắn đã bỏ mất 12 tiếng giảm béo, người này còn hỏi vì sao chưa giảm béo. Cũng may Kiều Đông Hải giải thích hộ Tô Tiểu Sán một câu. Hạ Thiên, thật ra Tô Thiếu Gia rất tích cực giảm cân, nhưng những sự việc này quá khó khăn. Giảm béo mà khó sao? Hạ Thiên ra vẻ rất khó hiểu. Tôi lại thấy rất dễ. Tô Tiểu Sán rất muốn lấy thịt đè người, nhưng trọng lượng của hắn ép chết một người đẹp thì còn có thể, muốn đánh nhau thì không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Nhìn bộ dạng mày quá béo cũng đáng thương. Hạ Thiên dùng ánh mắt đồng tình nhìn Tô Tiểu Sán. Nếu mày muốn giảm béo thì đến tìm tao, tao bao mày một tháng giảm từ 391 cân bây giờ xuống còn 191 cân. Hừ, tao không cần mày thương. Trong lòng Tô Tiểu Sán thầm oán hận Hạ Thiên, ngay sau đó hắn lại phản bác. Tôi 390 cân, không phải 391. Về cân lại đi chú em. Hạ Thiên lười biếng nói một câu, sau đó xoay người rời khỏi phòng. Tô Thiếu Gia, Hạ Thiên nói có thể giúp cậu giảm béo là sự thật, cậu có thể suy xét lại. Kiều Đông Hải nói một câu cuối cùng rồi đổi theo Hạ Thiên. Mà vẻ mặt Cao Danh Dương lại càng khó coi. Khi rời khỏi đêm gia nhân thì Kiều Đông Hải không nhịn hỏi một câu. Hạ Thiên, cậu thật sự làm Cao Danh Dương thành thái giám sao? Đó là đương nhiên, người cướp vợ tôi chỉ có hai kết quả, một là hết, hai thành thái giám. Hôm đó Tiểu Kiều không muốn hắn chết, vì vậy tôi cho hắn làm thái giám. Hạ Thiên nói bằng giọng điệu đương nhiên. Trong lòng Kiều Đông Hải chợt phát lạnh, hắn nhắc nhở chính mình sau nàng ngàn vạn lần không nên cướp vợ của tên này. Đáng lý dựa theo lẽ thường thì người này là em rể Kiều Đông Hải, tất nhiên Kiều Đông Hải sẽ không cướp vợ của em rể. Nhưng vấn đề là Hạ Thiên quá tham lam, ngoài em gái Kiều Đông Hải thì còn có một đám người đẹp khác, sợ rằng sau này hai bên còn tranh chấp người đẹp với nhau. Kiều Đông Hải suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu Cao Danh Dương thật sự điều tra ra kẻ nào có dã tâm với Tiểu Kiều, như vậy cậu sẽ khôi phục cho hắn sao? Lúc đó còn phải xem tâm tình của tôi thế nào đã. Hạ Thiên thuận miệng nói. Kiều Đông Hải lập tức cảm thấy Cao Danh Dương quá đáng thương, tên kia còn làm đàn ông hay không thì phải xem vào tâm tình của Hạ Thiên. Điều này quá mơ mịt, cũng ý nghĩa là tương lai của Cao Danh Dương quá mờ mịt. Đông Hải, đã lâu không gặp. Một âm thanh vang dội vang lên, Kiều Đông Hải quay đầu nhìn lại, vẻ mặt biến đổi lớn. Quả 3. Chương 96, Lâm Đại Thiếu Gia. Một cặp nam nữ đi về phía bên này. Nhìn qua thấy tuổi không lớn, ngang lứa với Kiều Đông Hải, cũng 24-25. Người đàn ông tướng mạo bình thường, nhưng cách ăn mặc rõ ràng rất tỉ mỉ, giá trị xa xỉ. Người phụ nữ đang khoác tay hắn thì rất xinh đẹp, nàng mặc một bộ váy ngắn, bộ dạng trưởng thành quyến rũ nhưng trang điểm hơi đậm. Sau lưng cặp nam nữ còn có hai người đàn ông thân thể vạm vỡ, vẻ mặt không chút biểu cảm, cả hai luôn giữ khoảng cách với cặp nam nữ, rõ ràng là vệ sĩ. Người đàn ông nở nụ cười nhìn Kiều Đông Hải, hắn giống như rất vui sướng, còn người phụ nữ thì ánh mắt có vẻ né tránh, có chút mất tự nhiên. Lâm Tử Hào. Kiều Đông Hải nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ, trong mắt bùng ra hận ý khắc cốt ghi tâm. Đông Hải, đã 5 năm rồi chúng ta chưa gặp lại rồi nhỉ? Lâm Tử Hào vẫn rất tươi cười, hắn giống như không quan tâm sự phẫn nộ và cừu hận của Kiều Đông Hải. Yên Nhi nói những năm này đã không còn gặp mặt anh. Bây giờ chúng ta xa cách lâu ngày gặp lại, không bằng cùng vào uống vài ly tâm sự. Lâm Tử Hào, giữa chúng ta không có gì để nói. Kiều Đông Hải lạnh lùng nói. Được rồi, tôi cũng không bắt buộc, nhưng tối mai tôi sẽ mời một tiệc rượu, cũng muốn gặp mặt vài bạn bè cũ, anh là bạn tốt của tôi, anh nhất định phải tới. Lâm Tử Hào mỉm cười nói. Kiều Đông Hải cắn răng nói. Anh yên tâm, tôi sẽ tới. Vậy thì tốt, tối mai gặp lại. Lâm Tử Hào cười cười, hắn ôm người phụ nữ thon thả đi vào đêm giai nhân. Kiều Đông Hải dùng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lâm Tử Hào và người phụ nữ đang tay trong tay,
hai tay hắn siết chặt, thân thể hơi run, điều này chứng tỏ hắn đang cố gắng nhẫn nhịn. Người này có cựu oán với anh sao? Hạ Thiên dùng giọng hiếu kỳ hỏi một câu. Kiều Đông Hải không trả lời vấn đề của Hạ Thiên, hắn đột nhiên thở hắt ra một hơi, khoảnh khắc này giống như khôi phục lại bình thường. Hắn lắc đầu ra vẻ tùy ý nói. Chúng ta về thôi. Hạ Thiên cũng không thích xen vào chuyện người khác, tuy hắn cảm thấy tám phần tên Lâm Tử Hào kia có cựu oán với Kiều Đông Hải, nhưng Kiều Đông Hải không nói thì hắn cũng không quan tâm, dù sao cũng không phải cựu oán của mình. Gặp mặt Lâm Tử Hào rõ ràng ảnh hưởng rất lớn đến tâm tình của Kiều Đông Hải, hắn lên xe mà không nói lời nào, sau khi đưa Hạ Thiên quay về tòa nhà Kiều ra thì hắn lập tức bỏ đi. Hạ Thiên trở lại phòng ngủ của Kiều Tiểu Kiều, lúc này Kiều Tiểu Kiều tất nhiên vẫn còn đang ngủ, vì vậy hắn mở máy tính lên mạng. Khi hắn vừa vào QQ thì nhận được tin tức của Tiểu Yêu Tinh. Đại Sắc Lang, tặng hoa đến bây giờ mới về nhà sao? Sau tin nhắn là một mặt cười lăn lộn. Hạ Thiên có vẻ không hiểu. Tặng hoa cái gì, anh đây không tặng hoa. Sao lại thế, anh không phải là nhân công của cửa hàng Hoa Hinh Hinh sao? Tôi đưa đến cho anh nhiều nghiệp vụ như vậy, sao anh lại không đi tặng hoa? Tiểu Yêu Tinh cảm thấy rất khó tưởng. Thì ra là em làm. Hạ Thiên cuối cùng cũng hiểu, hắn đã biết nguyên nhân Tôn Hinh Hinh bị đưa vào đồn cảnh sát, bây giờ hắn nghe thấy Tiểu Yêu Tinh nói như vậy thì biết ngay hacker chính là nha đầu này. Tức chết tôi, sao anh không đi tặng hoa? Em muốn hack anh. Tiểu Yêu Tinh rất tức giận, lúc này biết âm mưu không thực hiện được vì thế mới phát tiết lên máy tính của Hạ Thiên, vì vậy màn hình máy tính của hắn lại là màu đen. Nha đầu chết tiệt kia, Yêu Tinh chết tiệt, đừng để anh túm được em. Hạ Thiên nổi giận, nhà đầu chết tiệt, mỗi lần thức tối là làm máy tính đen ngòm, như vậy còn thiên lý nữa không? Con bà nó, tôi ghét mấy thằng hacker. Hạ Thiên mắng rất bất bình, nếu nói về đánh nhau thì hắn là cao thủ, mà Tiểu Yêu Tinh thì ngu như heo, không biết đánh đấm. Nhưng nếu nói về kỹ thuật máy tính thì hắn là gà, mà Tiểu Yêu Tinh là cao thủ, địa vị hai người tương phản quá rõ rệt, điều này làm Hạ Thiên lần đầu tiên sinh ra cảm giác vô lực. Bực bội, đúng là bực bội. Hạ Thiên chưa từng bực bội như hôm nay, Tiểu Yêu Tinh làm máy tính hắn đen ngòm mà cũng không khôi phục lại như những ngày trước đó. Hạ Thiên là gà, tất nhiên hắn không có biện pháp nào để cứu vãn tình hình, vì vậy cũng không thể lên mạng, chỉ có thể đi ngủ sớm. Trước kia Hạ Thiên có một thói quen tốt, chỉ cần muốn ngủ thì sẽ ngủ được ngay, vì vậy hắn thường ngủ sớm dậy sớm. Nhưng tối nay hắn rất buồn bực, khó thể vỗ giấc, mà nhìn thấy Kiều Tiểu Kiều ngủ ở bên cạnh như một cô bé thì hắn lại càng bức bối. Ngủ không được cũng không sao, nhưng khi chồng không ngủ được mà vợ ngủ ngon ở bên cạnh, không bực bội mà được sao? Vẫn là thần tiên tỷ tỷ tốt, khi mình không ngủ được thì thần tiên tỷ tỷ chắc chắn sẽ không ngủ. Hạ Thiên phát hiện ra mình rất nhớ thần tiên tỷ tỷ. Hạ Thiên cũng không biết mình ngủ từ khi nào, nhưng hôm nay tỉnh dậy đã hơn 10 giờ, mà Kiều Tiểu Kiều thì không còn ngủ trên giường, nàng đã thức dậy và bận rộn bên chiếc máy tính như cũ. Hạ Thiên đi đến sau lưng Kiều Tiểu Kiều. Hắn nhìn chằm chằm vào máy tính một lúc lâu mà sinh ra cảm giác chóng mặt. Hắn vẫn không hiểu nàng đang làm gì, mà Kiều Tiểu Kiều thì rất tập trung, nàng không cảm giác được sau lưng có người. Kiều Tiểu Thư. Đúng lúc này Kiều Phượng Nhi đẩy cửa đi vào. Kiều Tiểu Kiều cuối cùng cũng quay đầu, sau đó nàng nhìn thấy Hạ Thiên. Chồng, anh đã thức dậy rồi à? Kiều Tiểu Kiều nhìn Kiều Phượng Nhi rồi phân phó. Phượng Nhi, đưa bữa sáng đến cho chồng chị. Vâng. Kiều Tiểu Thư. Kiều Phượng Nhi lên tiếng, nàng cũng không lập tức bỏ đi mà nói tiếp. Kiều Tiểu Thư, Lâm Đại Thiếu gia đến. Lâm Đại Thiếu gia sao? Kiều Tiểu Kiều nhíu mày. Lâm Tử Hào sao? Kiều Phượng Nhi gật đầu. Đúng vậy, đúng là anh ta, anh ấy đang chờ dưới lầu 1, chỉ có muốn gặp không? Kiều Tiểu Kiều có chút do dự, sau đó nàng khẽ gật đầu. Trước tiên mời anh ấy vào phòng khách, tôi sẽ sang. Vâng. Kiều Tiểu Thư. Kiều Phượng Nhi lập tức đi ra. Vợ, Lâm Tử Hào kia rốt cuộc là thằng nào? Hạ Thiên hỏi một câu. Kiều Tiểu Kiều có chút kinh ngạc. Chồng, anh chưa từng gặp anh ấy sao? Vừa gặp tối qua, hình như thằng này có cửu oán với đại ca của em. Hạ Thiên trả lời. Vẻ mặt Kiều Tiểu Kiều trở nên phức tạp. Chuyện của hắn và đại ca có chút phức tạp, nhưng anh cũng đừng quan tâm, cứ để đại ca tự giải quyết là được. Hạ Thiên nghe thấy Kiều Tiểu Kiều nói như vậy cũng không tiếp tục truy vấn, ngay sau đó có người đưa bữa sáng lên. Trước tiên Hạ Thiên đi đánh răng rửa mặt, sau đó dùng điểm tâm, mà Kiều Tiểu Kiều thì đến phòng khách.
Lâm Tử Hào đã chờ sẵn ở phòng khách, Kiều Hoàng Nhi đứng ở trong phòng. Khi thấy Kiều Tiểu Kiều tiến vào thì Lâm Tử Hào đứng dậy đón chào, lúc này Kiều Hoàng Nhi lặng lẽ lui ra. Tiểu Kiều, vài năm không gặp, chẳng biết còn nhớ Lâm đại ca không? Lâm Tử Hào nhìn Kiều Tiểu Kiều, trong ánh mắt tràn đầy hương vị cưng chiều. Kiều Tiểu Kiều nhìn Lâm Tử Hào, vẻ mặt cũng có chút khác thường. Đây là một đại ca đối xử với nàng như em ruột, nhìn qua cũng không có gì thay đổi, dù vài năm không gặp nhưng bộ dạng bây giờ cũng giống như trước đó, không có gì khác biệt. Lâm đại ca, Tiểu Kiều có thể quên nhiều người nhưng cũng không quên được anh. Kiều Tiểu Kiều cười thản nhiên, nàng rất khách khí chào hỏi Lâm Tử Hào. Lâm đại ca, mời ngồi trước. Kiều Tiểu Kiều khách khí làm trong lòng Lâm Tử Hào bùng lên cảm giác mất mát. Hắn biết rõ tiểu cô nương khôn khéo nhu nhược mỗi lần nhìn thấy hắn thì lập tức phóng đến đã biến mất, bây giờ Kiều Tiểu Kiều là một thiếu nữ thiên tài trong giới tài chính, là người cầm lái cho số tiền vài trăm tỷ của Kiều gia. Lâm Tử Hào lại ngồi xuống, hắn khẽ thở dài. Tiểu Kiều, vài năm không gặp em cũng đã lớn lên, giữa chúng ta cũng trở nên xa lạ. Kiều Tiểu Kiều ngồi xuống đối diện Lâm Tử Hào, nàng bảo trì khoảng cách không thân và cũng chẳng lạnh nhạt, nàng khẽ nói. Lâm đại ca năm xưa rất quan tâm Tiểu Kiều, trước nay Tiểu Kiều vẫn luôn khắc ghi trong lòng em thì Lâm đại ca vĩnh viễn là đại ca. Lâm Tử Hào nhanh chóng xóa bỏ những điểm thất lạc, hắn cười cởi mở. Tiểu Kiều, có những lời này của em thì anh thấy đã đủ. Lâm Tử Hào dừng lại một chút rồi nói thêm. Tiểu Kiều, nghe nói em đã có chồng, khi nào thì giới thiệu cho anh. Thật ra Lâm đại ca cũng đã gặp anh ấy rồi. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười. Lâm Tử Hào giật mình. Anh đã gặp rồi sao? Kiều Tiểu Kiều mỉm cười. Đúng vậy, chồng nói cho em biết tối qua các anh đã gặp nhau, lúc ấy còn có cả đại ca của em. Là cậu ấy. Lâm Tử Hào chợt ngẩn ngơ, hắn cố nhớ về một người ở bên cạnh Kiều Đông Hải vào tối hôm qua, nhưng hắn lập tức phát hiện mình không có ấn tượng gì với người này, vì lúc đó hắn còn tưởng rằng đối phương là người hầu của Kiều Đông Hải. Thật ra anh ấy cũng đang ở đây, vừa mới ngủ dậy, còn đang dùng điểm tâm. Nếu Lâm đại ca muốn gặp thì em có thể đi gọi anh ấy đến. Kiều Tiểu Kiều còn nói thêm. Lâm Tử Hào hơi trầm ngâm, sau đó hắn lắc đầu. Cũng không cần, Tiểu Kiều, tối nay anh có một bữa tiệc, hy vọng em và chồng cùng đến lúc đó anh có thể được nhìn thấy cậu ấy. Vâng, em nhất định sẽ đến. Kiều Tiểu Kiều đáp ứng. Lâm Tử Hào đứng dậy cáo từ. Tiệc rượu còn cần phải chuẩn bị, anh về trước. Lâm đại ca, em tiễn anh xuống dưới. Kiều Tiểu Kiều cũng đứng lên, nàng tự mình tiễn Lâm Tử Hào xuống lầu 1. Từ khi Kiều Tiểu Kiều đến ở trong tòa nhà Kiều gia thì Lâm Tử Hào là người đầu tiên được hưởng đãi ngộ thế này, tất nhiên cũng đưa đến rất nhiều suy đoán. Người này là ai? Kiều Tiểu Thư tự mình tiễn xuống lầu, thể diện lớn vậy sao? Không biết, chẳng lẽ là bạn trai của Kiều Tiểu Thư? Ngu ngốc, Kiều Tiểu Thư có bạn trai rồi, căn bản không phải như vậy. Biết đâu Kiều Tiểu Thư đá thằng kia rồi. Đừng đoán mò, người đó là Lâm Tử Hào, là đệ nhất thiếu gia Giang Hải năm xưa. Cuối cùng cũng có người biết chuyện lên tiếng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 97, đe dọa tiểu cô nương. Lâm Tử Hào đã trở lại, tin tức này nhanh chóng truyền đi đến các nhân vật nổi tiếng khắp Giang Hải. Bọn họ biết chuyện này cũng là bình thường, vì Lâm Tử Hào đã phát thư mời cho tất cả mọi người. Mời bọn họ đến tham dự tiệc chiêu đã vào lúc 7 giờ tối ở Lâm gia. Tứ thiếu gia Giang Hải là những nhân vật nổi tiếng, bây giờ đệ nhất thiếu gia thành phố Giang Hải là Cao Danh Dương, nhưng rất nhiều người biết thực tế vị trí này chính là người khác cho hắn, mà người đó chính là Lâm Tử Hào. 5 năm trước khi Lâm Tử Hào còn ở Giang Hải thì Cao Danh Dương thật ra còn chưa đứng vào hàng ngũ tứ thiếu gia thành phố Giang Hải. Khi đó Cao Danh Dương chỉ là một tùy tùng cho Lâm Tử Hào, nhưng sau đó Lâm Tử Hào đến thủ đô. Cao Danh Dương thay thế cho thân phận của Lâm Tử Hào, hắn trở thành một thành viên của tứ thiếu gia Giang Hải. Tất nhiên Cao Danh Dương cũng là người có thủ đoạn, hắn chỉ cần mất thời gian 2 năm đã chính thức xứng danh tứ thiếu gia Giang Hải, chính thức thay thế địa vị của Lâm Tử Hào. Bây giờ Lâm Tử Hào đột nhiên quay về Giang Hải, hơn nữa đúng thời điểm Cao Danh Dương gặp tai họa. Thời điểm đặc thù này làm cho mọi người phải hoài nghi, Lâm Tử Hào có phải muốn quay lại thân phận năm xưa, lại trở thành đệ nhất thiếu gia Giang Hải. Hay là Lâm Tử Hào sẽ biến tứ thiếu gia thành ngũ thiếu gia, sau đó trở thành người đứng đầu. 6 giờ tối nay trước cửa biệt thự Lâm gia là nơi tụ tập các loại xe xa hoa, tuy tiệc rượu tổ chức lúc 7 giờ nhưng rất nhiều người đến sớm.
Tiệc rượu được tổ chức ở lầu 2, hầu như toàn bộ giới quyền quý ở Giang Hải đều tập trung ở đây, mà mỗi người đến đây đều cho rằng Lâm Tử Hào dùng phương pháp này để tuyên cáo mình đã quay về. Khi mọi người đến Lâm gia thì lập tức phát hiện Lâm Tử Hào vẫn là đệ nhất thiếu gia Giang Hải, vì lúc này Cao Danh Dương cung kính đi theo phía sau giống như 5 năm trước, Cao Danh Dương vẫn là tùy tùng cho Lâm Tử Hào. Nhưng ba thiếu gia trong tứ thiếu gia Giang Hải vẫn còn chưa xuất hiện, điều này hình như đã nói rõ bọn họ không ủng hộ thân phận của Lâm Tử Hào. Nếu không nhận được sự thừa nhận của ba người kia thì uy vọng của Lâm Tử Hào chắc chắn sẽ giảm sút, vì người nào cũng biết ba thiếu gia kia đại biểu cho đại gia tộc ở Giang Hải. Lầu 2 biệt thự Lâm gia, lúc này nam nữ tụm năm tụm ba lại với nhau. Trong vòng luẩn quẩn của các nhân vật nổi tiếng thì đều có những vòng tròn nhỏ, những người này đều biết rõ, đêm nay mình đến chỉ làm nền cho tứ thiếu gia hoặc ngũ thiếu gia Giang Hải. Vì vậy mọi người đều chú ý đến nhất cử nhất động của nhân vật trung tâm ngày hôm nay, là Lâm Tử Hào. Khi thời gian trôi qua thì đại sảnh tụ tập ngày càng đông người, bầu không khí càng náo nhiệt, nhưng ba thiếu gia Giang Hải còn lại vẫn chưa đến. Vô tình thời gian đã đến 7 giờ 10 phút, khi mọi người cho rằng tam thiếu gia Giang Hải sẽ không đến thì lúc này chợt xuất hiện hai người đàn ông, một người toàn thân đều là hàng hiệu, trên tay đầy nhẫn kim cương. Mà một người khác thì béo núc như một đô vật, là hai trong số tứ thiếu gia Giang Hải, chính là Diệp Thiếu Kiệt Diệp gia và Tô Tiểu Sán Tô gia. Vì Diệp gia và Tô gia có quan hệ thông gia nên rất nhiều người cho rằng Diệp gia và Tô gia cùng là một thể, lúc này hai người bọn họ cùng nhau xuất hiện cũng không có gì là lạ. Mà hai người đến cũng làm cho mọi người thầm thở phào một hơi, tuy đến chậm nhưng vẫn đến, bây giờ người duy nhất chưa đến chính là Kiều Đông Hải Kiều gia. Thiếu Kiệt, Tiểu Sán, tôi còn tưởng hai cậu không đến. Lâm Tử Hào mỉm cười tiến về phía hai người, mà Cao Danh Dương thì đi chậm lại nửa bước, sau đó theo sát Lâm Tử Hào. Diệp Thiếu Kiệt và Tô Tiểu Sán cũng không khỏi nhìn Cao Danh Dương, trong mắt lóe lên cái nhìn lo lắng, nhưng vẻ mặt vẫn treo nụ cười. Lâm Đại Thiếu gia cho mời thì chúng tôi nào không dám đến. Diệp Thiếu Kiệt cười nhạt một tiếng. Nhưng trong nhà có chút chuyện làm trễ nãi thời gian, kính xin Lâm Đại Thiếu gia đừng trách. Lâm Tử Hào khẽ gật đầu. Thiếu Kiệt, tôi cũng nghe qua chuyện trong nhà cậu, nếu có gì cần hỗ trợ thì cứ nói. Vậy xin đa tạ Lâm Đại Thiếu gia. Diệp Thiếu Kiệt thản nhiên nói. Mọi người đều là bạn bè, không cần khách khí. Lâm Tử Hào cười cười. Sau đó hắn quay đầu nhìn Tô Tiểu Sán. Tiểu Sán, cậu thật sự nên giảm béo. Lâm Đại Thiếu gia, tôi cũng đang cố gắng giảm béo. Tô Tiểu Sán có chút xấu hổ. Lâm Tử Hào cười cười, hắn cũng không tiếp tục dây dưa ở đề tài này, hắn nhìn ra cửa rồi lẩm bẩm. Đông Hải sao còn chưa tới? Bây giờ đã không còn như xưa, Kiều Thiếu gia thân phận đã khác biệt, chỉ sợ sẽ không đến. Trong giọng nói của Diệp Thiếu Kiệt mang theo hương vị trào phúng. Hắn nghe được từ trong miệng Tô Tiểu Sán mà biết bây giờ Kiều Đông Hải có quan hệ rất tốt với Hạ Thiên. Trước đó không lâu bốn người tứ thiếu gia còn họp bàn tìm cách đối phó với tiểu tử Hạ Thiên, bây giờ Kiều Đông Hải lại rời bỏ bọn họ, tất nhiên kẻ nào cũng bất mãn với hành vi này của Kiều Đông Hải. Diệp thiếu gia thích nói bậy sau lưng người khác như vậy sao? Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, khi âm thanh này vang lên thì Kiều Đông Hải xuất hiện trong tầm mắt mọi người, sau đó hắn tiến tới. Lúc này tứ thiếu gia Giang Hải ngày xưa và tứ thiếu gia Giang Hải hôm nay đều đã tụ tập trong đại sảnh. Kiều Đông Hải tuy nói với Diệp Thiếu Kiệt nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Hào, ai cũng có thể thấy được cừu hận giữa hắn và Lâm Tử Hào. Lâm Tử Hào lại vui mừng tiến lên tiếp đón Kiều Đông Hải. Đông Hải, cậu cuối cùng cũng đến. Tôi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ đến. Kiều Đông Hải hừ lạnh một tiếng. Tôi không giống kẻ khác, nói rất thối. Vẻ mặt Lâm Tử Hào có chút xấu hổ, hắn thở dài, sau đó di chuyển chủ đề. Đông Hải, Tiểu Kiều không đi cùng cậu sao? Tiểu Kiều có người đàn ông để dựa dẫm, tất nhiên sẽ không đi theo một đại ca như tôi. Kiều Đông Hải nhìn Lâm Tử Hào, hắn nói một câu hai ý nghĩa. Lâm Tử Hào cười nhạt một tiếng. Tôi cũng nghe nói Tiểu Kiều có vị hôn phu, vì vậy tôi cũng muốn gặp cậu ấy, Tiểu Kiều cũng nói sẽ đưa cậu ấy đến gặp, có lẽ chỉ hoãn một chút là sẽ tới. Anh đã thấy cậu ấy rồi. Trong mắt Kiều Đông Hải bùng lên cái nhìn nghiền ngẫm, không biết vì sao mà trong lòng hắn có chút buồn bực, sao Kiều Tiểu Kiều và Hạ Thiên còn chưa tới. Khi Kiều Đông Hải còn đang nghi ngờ thì những tùy tùng phụ trách tiếp đãi trước cửa Lâm gia cũng đang rất nghi hoặc, vì bọn họ nhìn thấy một chiếc Volvo vừa dừng lại trước cổng. Trong địa phương mà đủ mọi loại xe xa hoa tụ tập thì một chiếc Volvo quá bình thường,
nhưng đó không phải là nguyên nhân bọn họ nghi hoặc tên thiếu niên vừa mới bước ra khỏi xe. Người này vóc dáng bình thường, ăn mặc bình thường, hơn nữa dưới chân còn là một đôi giày thể thao ố vàng. Những khách nhân được mời đến tham gia bữa tiệc tối nay đều ăn mặc tinh xảo, nam thì tây phục giày da, nữ thì quần áo dạ hội, ai cũng ăn mặc chính thức, tùy tiện như tên thiếu niên kia rõ ràng là không có. Khi đám tùy tùng chuẩn bị tiến lên hỏi người kia có thư mời đến đây tham gia tiệc rượu hay không thì chợt nghe thấp một âm thanh trong trẻo. Anh thần y bại hoại, sao anh cũng có mặt ở đây? Bại hoại, thần y, anh. Ba từ này mà cũng được phối hợp cùng một chỗ, không thể không nói người phối hợp là thiên tài. Người vừa xuống xe tất nhiên là Hạ Thiên, hắn nghe thấy có người gọi như vậy thì không khỏi quay đầu chừng mắt nhìn một tiểu cô nương, hắn bất mãn nói. Sao anh không thể vào đây? Cô gái nhỏ kia không phải ai khác mà chính là Hàm Hàm chuyên cho vay nặng lãi, tất nhiên nàng cũng không phải tới đây một mình, nàng đang đứng bên cạnh mẹ là Mai Nhược Đình. Mai Nhược Đình mặc một bộ lễ phục dạ hội trễ ngực, cũng vì vậy mà những nét phong tình quyến rũ của một thiếu phụ trưởng thành bùng ra trước mắt, Hàm Hàm thì ăn mặc như công chúa, rất đáng yêu. Mẹ nói người đến đây toàn giới thượng lưu, sao anh có thể đến đây được? Hàm Hàm dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Thiên. Ba ba nói anh là kẻ lừa đảo, mẹ nói anh còn thấp hèn hơn cả lừa đảo, vậy anh là tầng lớp thấp hèn của xã hội. Hàm Hàm, đừng nói lung tung. Mai Nhược Đình vội vàng quát lên để Hàm Hàm không tiếp tục, đồng thời nàng cũng dùng ánh mắt xấu hổ nhìn Hạ Thiên. Hạ thần y, thật xin lỗi, Hàm Hàm còn nhỏ không hiểu chuyện, kính xin cậu thứ tội. Mẹ, con không nói lung tung, ba không phải đã nói thần y ca ca là dân lừa đảo sao? Hàm Hàm có vẻ không phục. Tiểu nha đầu, em nói anh là lừa đảo, cẩn thận kẻo anh đánh đòn. Hạ Thiên rất mất hứng. Anh thần y bại hoại, anh là người lớn, em là trẻ con, anh đánh em thì rõ ràng là người lớn ăn hiếp con trẻ, rất xấu. Hàm Hàm nghiêm trang nói. Hạ Thiên rất buồn bực, cô gái nhỏ này đúng là phiền phức, hắn thật sự không thể ra tay đánh nàng. Hi hi, anh thần y bại hoại, anh không dám đánh phải không? Hàm Hàm có chút đắc ý. Nàng ngẩng đầu nhìn Mai Nhược Đình, bộ dạng vừa khoe khoang vừa kiêu ngạo. Mẹ, có phải con rất lợi hại không? Ai nói anh không dám đánh em? Hạ Thiên căm giận nói. Tiểu nha đầu, anh cảnh cáo em, nếu em còn tiếp tục nói anh là lừa đảo, anh sẽ xử lý ba em, cướp mẹ em làm vợ. Sau đó anh sẽ là ba em, mỗi ngày anh sẽ giam em trong nhà, không cho ra khỏi cửa, sau đó chờ em lớn lên anh cũng cướp làm vợ, mỗi khi trời tối sẽ tét đít. Á! Hàm Hàm lập tức sững sốt, sau đó gương mặt nhỏ nhắn chợt trắng bệch, mà Mai Nhược Đình ở bên cạnh cũng ngây ra như phỗng. Tiểu tử, mày mới nói gì? Một tiếng gầm nhẹ rơi vào trong tai Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn sang, hắn thấy hai người đàn ông đi tới, một trong số đó chính là tam thúc của Liễu Vân Mạn, là chồng của Mai Nhược Đình, là Liễu Kỳ. Mà người còn lại thì hơn 40, tai to mặt lớn, hai mắt híp lại thành đường, nếu không nhìn kỹ thì chẳng thấy tròng mắt. Tôi nói gì ông không nghe thấy sao? Hạ Thiên rất kỳ quái, hắn lập tức an ủi Liễu Kỳ. Ông đừng lo, tôi sẽ thật sự không xử lý ông, vì ông cũng không còn sống được vài năm nữa đâu. Đợi đến khi ông chết thì vợ lên giường với người khác, không bằng ném sang cho tôi là ok rồi. Chương 98, ai uy hiếp ai? Hạ Thiên không cho Liễu Kỳ cơ hội nói chuyện, hắn nhìn sang Hàm Hàm rồi bổ sung thêm một câu. Thật ra tôi cũng không có hứng với vợ ông. Nhưng tiểu nha đầu này quá phiền toái, vì giáo dục cô bé mà tôi cũng chỉ biết cướp vợ ông. Tất nhiên, nếu sau này nha đầu không tìm tôi gây phiền toái, tôi sẽ chẳng cướp vợ ông làm gì. Oa! Hàm Hàm đột nhiên khóc giống lên. Mẹ, con không cần anh thần y bại hoại làm cha, con cũng không muốn làm vợ anh ấy, đừng để anh ấy mỗi ngày đều đánh mông con, hu hu hu. Bây giờ đã biết sợ rồi sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt đắc ý nhìn Hàm Hàm. Thì ra cũng có cách đối phó với cô bé này. Liễu Kỳ lại rất tức giận. Thằng kia, mày đùa giỡn vợ tao, còn đe dọa con gái tao, nếu tao không cho mày một bài học thì không phải là đàn ông. Hạ Thiên thuận miệng nói. Ông cũng không phải là đàn ông, là thám giám con bà nó rồi còn gì. Họ Hạ kia, mày đừng tưởng biết chút y thật là giỏi. Liễu Kỳ bị đâm trúng chỗ đau thì dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ tao nói cho mày biết, tao muốn sau này mày vĩnh viễn khỏi làm nghề y. Liễu Kỳ nói xong những lời này thì nói với tên đàn ông tai to mặt lớn ở bên cạnh. Cục trưởng Trịnh,
đây chính là người tôi đã nói với anh. Sao? Tên đàn ông tai to mặt lớn nãy giờ cứ dán mắt lên ngực Mai Nhược Đình, bây giờ nghe Liễu Kỳ nói như vậy thì cuối cùng cũng chuyển tầm mắt lên người Hạ Thiên, hắn dùng giọng không quan tâm hỏi. Cậu chính là tên thần y lừa bịp hành y phi pháp phải không? Ông nói ai? Hạ Thiên trừng mắt nhìn người này. Lúc này tên đàn ông tai to mặt lớn đứng bên cạnh Liễu Kỳ đúng là phối hợp tuyệt đỉnh, một người gầy khô, một tên béo như heo. Này họ Hạ, vị này chính là cục trưởng Trịnh Thiên Thành cục y tế thành phố Giang Hải, cậu hành y phi pháp rơi vào trong tay anh ấy, bây giờ tự cầu phúc đi. Liễu Kỳ đứng bên cạnh cười lạnh, vẻ mặt rất đắc ý. Mà Trịnh Thiên Thành cũng mở miệng nói. Nghe nói cậu là Hạ Thiên phải không? Tiểu tử, dù cậu có bản lĩnh thật sự thì cũng đừng nên quá tham lam chứ. Cậu trị bệnh cho người ta thu vào và trăm ngàn hai vài triệu cũng không đáng gì, nhưng cậu lại muốn vài chục triệu, muốn nửa gia tài, như vậy khác gì quân xảo trá. Không muốn bỏ tiền thì không hết bệnh nan y, người chết đi còn dùng tiền được sao? Hạ Thiên bĩu môi, tên mập giống như muốn giảng giải, lời hay ý đẹp, với hắn, bây giờ hắn giảng giải lại. Nói thì đúng là như thế, nhưng cậu hình như cũng chào giá quá cao thì phải. Trịnh Thiên Thành híp mắt. Tiểu tử. Nhìn bộ dạng thì biết cậu không có tiền, vì vậy vội vã kiếm tiền, nhưng muốn kiếm tiền thì cũng không nên làm như vậy, không thể trông cậy vào con bệnh để biến mình thành phú ông, đúng không? Thật ra cậu nên thoáng một chút, sau này giám đốc Liễu sẽ giới thiệu bệnh nhân, thu nhập của cậu sẽ ngày càng nhiều, cậu nói xem qua lại như vậy có tốt không? Này, ông nói chuyện có vẻ dễ nghe hơn con khỉ. Hạ Thiên thuận miệng nói. Đáng tiếc là tôi không muốn cứu khỉ, chỉ mong sao hắn bị bệnh chết nhanh một chút. Vì vậy hoặc là ông ta bỏ ra nửa gia sản, nếu không thì nằm chờ chết, ai bảo con khỉ kia dám nói tôi là kẻ lừa đảo, lúc đầu tôi còn muốn chữa bệnh miễn phí cho lão. Tiểu tử, giám đốc Liễu có chút không đúng, nhưng dù là thế nào thì cũng nể mặt tôi nói anh ta bỏ ra 1 triệu để cậu chữa bệnh, thế nào? Trịnh Thiên Thành nói với vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt cứ miết lên ngực lại xuống mông Mai Nhược Đình. Đúng là không có biện pháp, ai bảo bây giờ Mai Nhược Đình ăn mặc phong tình và quyến rũ như vậy. Hạ Thiên lập tức từ chối. Không được, cứu sống 1 triệu, cứu chết thua 1/2, đây là quy củ. Trịnh Thiên Thành cuối cùng cũng mất hứng, hắn đường đường là cục trưởng, hắn thương lượng với tiểu tử kia lâu như vậy đã là nể tình, tiểu tử này còn chưa biết tốt xấu sao. Tiểu tử, cậu thật sự không muốn nể mặt nhau sao? Vẻ mặt Trịnh Thiên Thành chợt trầm xuống. Tôi không quen ông, sao phải nể mặt ông? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Hắn nói nhiều với người này cũng không phải nể mặt, nếu người này muốn tranh cãi thì chiều, nếu không thích tranh cãi thì thôi. Ngu ngốc! Trịnh Thiên Thành cuối cùng cũng nổi giận. Tốt, Hạ Thiên, tôi dùng thân phận cục trưởng cục y tế nói cho cậu biết, cậu hành y không bằng cấp, sau này nếu tiếp tục có hành vi chữa bệnh phi pháp thì tôi sẽ xử phạt, cậu thu phí 10.000 thì tôi phạt 100.000, cậu thu phí 1 triệu thì tôi phạt 10 triệu. Hạ Thiên cảm thấy không vui, hắn trừng mắt nhìn Trịnh Thiên Thành. Ông uy hiếp tôi sao? Uy hiếp thì thế nào? Thư Tịnh cười lạnh một tiếng. Nếu cậu biết điều thì nên ngoan ngoãn chữa bệnh cho giám đốc Liễu, nếu không sau này đi phụ hồ uống trà đá sống qua ngày đi. Ai nói chồng tôi sẽ đi phụ hồ? Một giọng nói dễ nghe vang lên, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời xuất hiện bên cạnh Hạ Thiên. Thiếu nữ cũng ăn mặc tùy tiện như Hạ Thiên, nhưng khác biệt chính là loại tốt hơn, tuy không nhìn ra nhãn hiệu nhưng rõ ràng rất tinh tế. Là tôi. Thế nào? Trịnh Thiên Thành thuận miệng nói, nhưng ngay đó vẻ mặt chợt biến đổi, vì lúc này hắn nhìn rõ tướng mạo của thiếu nữ, ngay sau đó vẻ mặt xám như cho tàn, hắn lắp bắp. Kiều tiểu thư. Thiếu nữ này chính là Kiều Tiểu Kiều, nàng vừa mới dừng xe, đang xem xét lại y phục, vì vậy làm chậm trễ thời gian. Nào biết nàng vừa xuống xe thì có người dùng giọng uy hiếp nói Hạ Thiên chỉ có thể đi phụ hồ, tất nhiên nàng sẽ rất tức giận. Thì ra là cục trưởng Trịnh. Gương mặt Kiều Tiểu Kiều chợt trở nên lạnh lẽo. Cục trưởng Trịnh, ông muốn chồng tôi đi phụ hồ sống qua ngày sao? Kiều Tiểu Thư, hiểu lầm rồi, vừa rồi tôi không biết cậu ấy là. Trịnh Thiên Thành cuối cùng cũng kịp phản ứng, hắn liên tục giải thích, trong lúc vô tình đầu vã đầy mồ hôi. Hắn nào biết thằng khốn ăn mặc như phụ hồ kia chính là chồng của Kiều Tiểu Kiều, nếu hắn biết thì có 100 lá gan cũng không gây phiền phức cho Hạ Thiên. Kiều Tiểu Kiều cũng không có tâm tình nghe đối phương giải thích, nàng cắt ngang lời Trịnh Thiên Thành. Cục trưởng Trịnh, ông có tin bây giờ tôi có thể cho ông đi làm phụ hồ không? Tôi tin.
Trịnh Thiên Thành khom người mà đã muốn khóc đến nơi, tất nhiên hắn biết rõ năng lượng của Kiều gia. Đêm nay chúng tôi còn có chuyện, không so đo với các người. Nhưng tôi nói cho ông biết, nếu ông dám phạt chồng tôi sẽ cho ông rời khỏi cục y tế, nếu còn có người dám phạt thì tôi đổi cục trưởng mới, tôi đổi đến khi nào không còn ai to gan mới thôi. Kiều Tiểu Kiều lạnh lùng nói. Kiều Tiểu Thư, tôi đảm bảo sẽ không phát sinh chuyện này, thật ra đây chỉ là hiểu lầm. Hạ Thần Y chẳng qua đánh mất giấy chứng nhận mà thôi, chúng tôi sẽ nhanh chóng bổ sung cho anh ấy, sau này sẽ không còn hiểu lầm phát sinh. Trịnh Thiên Thành vội nói. Tốt, nếu ông làm tốt thì tôi sẽ xí xóa. Kiều Tiểu Kiều cười nhạt một tiếng, sau đó nàng kéo tay Hạ Thiên. Chồng, chúng ta vào thôi. Hai người cùng nhau đi đến cửa biệt thự, lúc này cũng không có ai dám ngăn cản. Tuy đám tùy tùng Lâm gia chưa từng gặp mặt Hạ Thiên nhưng ai cũng biết thân phận của Kiều Tiểu Kiều, đây chính là điều mà Lâm Đại Thiếu gia đã dặn qua nhiều lần, người nào cũng được xem hình của Kiều Tiểu Kiều, đã sớm ghi nhớ hình ảnh của nàng, kẻ nào đứng ra ngăn cản thì chẳng phải không thích sống sao. Mà tình cảnh vừa rồi cũng làm cho Mai Nhược Đình và Liễu Kỳ trợn mắt há mồm, bọn họ không có quan hệ nhưng biết rõ thân phận của Kiều Tiểu Kiều, nhưng dù là như thế thì bọn họ cũng không ngờ Hạ Thiên có quan hệ thân mật với nàng. Mà tiểu nha đầu Hàm Hàm đã ngừng khóc, nàng dùng ánh mắt mờ mịt nhìn bóng lưng của Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều. Trịnh Thiên Thành cảm thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi, khi thấy Kiều Tiểu Kiều đi khuất tầm mắt thì thở phào nhẹ nhõm. May mà tâm tình Kiều Tiểu Kiều hôm nay khá tốt, hơn nữa Trịnh Thiên Thành hắn cái khó ló cái khôn, đề xuất sẽ giúp Hạ Thiên giải quyết vấn đề chứng nhận hành y, vì vậy có thể nói là tạo mối quan hệ với Kiều gia, xem như tìm được phúc lớn trong tai họa. Nhưng Trịnh Thiên Thành cũng lập tức hiểu rõ một chuyện. Tên khốn nạn Liễu Kỳ thiếu chút nữa đã mang đến cho hắn tai họa ngập đầu, vì vậy mà cực kỳ bực bội. Hắn đột nhiên xoay người dùng giọng nghiến răng nghiến lợi hỏi Liễu Kỳ. Giám đốc Liễu, tôi gần đây không hại anh chơi tôi vậy sao? Cục trưởng Trịnh, anh hiểu lầm rồi. Vẻ mặt Liễu Kỳ chợt biến đổi, hắn vội vàng giải thích. Trịnh Thiên Thành không cho Liễu Kỳ cơ hội giải thích, hắn khoát tay với bộ dạng mất kiên nhẫn. Hiểu lầm. Anh có biết thiếu chút nữa tôi sẽ phải đi phụ hồ rồi không? Anh mù à, người ta có thân phận gì mà đáng để lừa anh vài đồng tiền? Anh không thấy Kiều Tiểu Thư không quan tâm đến anh, vì anh căn bản không đủ tư cách để người ta quan tâm, nếu cô ấy mắng anh hai câu thì mất thân phận. Cục trưởng Trịnh, tôi thật ra không biết tiểu tử kia có quan hệ với Kiều Tiểu Kiều. Liễu Kỳ nhìn không được phải giải thích một câu. Thái độ của anh là gì? Cái gì mà là tiểu tử? Con bà nó. Phải gọi là Hạ Thần Y. Trịnh Thiên Thành giống lên. Tôi đã biết rõ vì sao Hạ Thần Y không chữa bệnh cho anh, vì thái độ chó má của anh, ai mà không muốn anh chết quách đi. Liễu Kỳ còn muốn nói thì Mai Nhược Đình đã mở miệng. Cục trưởng Trịnh, thật xin lỗi, chúng tôi làm anh liên lụy rồi. Mai Nhược Đình xin lỗi làm Trịnh Thiên Thành tiêu tan chút tức tối. Lúc này hắn không muốn nghe giải thích, hơn nữa trong lòng cũng có ý với Mai Nhược Đình, muốn kéo em nó lên giường. Bây giờ hắn vạch trần ý nghĩ của Liễu Kỳ, hắn cảm thấy Mai Nhược Đình là người đẹp mà đi theo Liễu Kỳ là một cô vợ bé không có danh phận, rõ ràng là không đáng. Thôi được rồi, Mai Tiểu Thư, việc này tôi xem như tự gặp xui xẻo, bây giờ tôi phải nhanh chóng đi giải quyết hậu quả. Tôi cũng khuyên mọi người đừng vào tham gia tiệc rượu, miễn cho Kiều Tiểu Thư khỏi mất hứng. Trịnh Thiên Thành khoát tay nói, hắn nói xong thì bỏ đi ngay, hắn đang muốn làm cho Hạ Thiên một giấy chứng nhận hành nghề y. Chương 99, tennis hôn thê của Lâm Đại Thiếu gia. Kiều Tiểu Kiều đến. Trong đại sảnh tiệc rượu trên lầu 2 chợt vang lên một tiếng hô trầm thấp, ngay sau đó ánh mắt mọi người chuyển ra cửa, vẻ mặt người nào cũng trở nên quái dị. Mọi người cảm thấy quái dị vì nhìn thấy Hạ Thiên, dù mọi người ở đây đều là nhân vật thượng lưu trong xã hội Giang Hải, ai cũng đã nghe tin Kiều Tiểu Kiều có vị hôn thê, nhưng đối với mọi người thì đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên. Mà rõ ràng hình tượng của Hạ Thiên khác biệt quá xa so với sức tưởng tượng của bọn họ. Trong tưởng tượng của mọi người thì hôn phu của Kiều Tiểu Kiều không những anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm, còn phải trầm trọng ổn định. Nhưng thực tế thì thiếu niên mà Kiều Tiểu Kiều đang nép vào như một chút chim nhỏ có tướng mạo rất tầm thường, tuy gương mặt có vài phần thanh tú nhưng tuổi không lớn, không sinh ra chút cảm giác trầm ổn. Nếu nói thật, dù là không trông mặt bắt hình dong, không so đo tướng mạo thì hôn phu của Kiều Tiểu Kiều ăn mặc quá tình toàng, sao lại keo kiệt như vậy? Dù Kiều Tiểu Kiều cũng ăn mặc bình thường nhưng ai cũng có thể thấy được quần áo của nàng được thiết kế đặc biệt, không nhãn hiệu nhưng là độc nhất vô nhị,
nếu nói về giá trị thì còn cao hơn những nhãn hiệu xa hoa của đám người ở đây. Những ai tham gia bữa tiệc này đều có ánh mắt sáng, người nào chỉ cần liếc mắt đã thấy trang phục trên người Hạ Thiên chỉ là hàng vỉa hè, thậm chí còn tệ hơn hàng vỉa hè. Dù sao thì mua hàng dở cũng phải mặc đồ mới, nhưng quần áo của thiếu niên này lại rất cũ, đặc biệt là đôi giày đã ố vàng quá mức. Một người như vậy sao có thể là hôn phu của Kiều Tiểu Kiều? Hầu như trong lòng tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, thậm chí bọn họ còn hy vọng tên thiếu niên kia không có quan hệ với Kiều Tiểu Kiều. Nhưng vấn đề là nếu hai bên không có quan hệ thì sao hành vi của họ lại thân mật như vậy? Mọi người đều có tâm tư khác nhau, lúc này Lâm Tử Hào cũng tiến lên nghênh đón. Tiểu Kiều, em đến rồi à? Không đợi Kiều Tiểu Kiều nói chuyện, Lâm Tử Hào quay về phía Hạ Thiên rồi duỗi tay. Chắc chắn cậu chính là Hạ Thiên được tất cả đàn ông thành phố Giang Hải hâm mộ, tôi là Lâm Tử Hào, rất vui khi được gặp cậu. Tôi là Hạ Thiên. Hạ Thiên lúc nào cũng bắt tay Lâm Tử Hào, vì Lâm Tử Hào không phải là tình địch của hắn. Tiểu Kiều, Hạ Thiên. Kiều Đông Hải cũng đi tới, hắn mở miệng chào đón. Cao Danh Dương, Diệp Thiếu Kiệt và Tô Tiểu Sán thật sự cũng đang nhìn Hạ Thiên, cũng không ai tiến lên chào hỏi, trong lòng họ đang suy nghĩ điều gì thì chẳng ai hiểu rõ. Xin mọi người yên lặng một chút. Lúc này Lâm Tử Hào chợt đề cao thanh âm, khi tất cả mọi người yên tĩnh trở lại và chuyển ánh mắt về phía hắn, lúc này hắn mới tiếp tục. Hôm nay mọi người có thể nể tình đến tham gia tiệc rượu, tôi rất cảm tạ. Tôi đã rời khỏi Giang Hải được 5 năm, hôm nay tôi tổ chức tiệc rượu chủ yếu muốn tụ tập với bạn bè năm xưa, hơn nữa cũng không còn thu xếp gì đặc biệt, vì vậy mọi người cứ tùy ý. Mặt khác tôi còn muốn nhân cơ hội để giới thiệu một người. Người trong đại sảnh chợt nghị luận to nhỏ với nhau, tất cả đều đang suy đoán người sắp được Lâm Tử Hào giới thiệu là ai. Vì mọi người đã nghe rõ lời giới thiệu của Lâm Tử Hào, mục đích chủ yếu để hắn tổ chức tiệc rượu hôm nay chính là giới thiệu người kia. Một số người nhìn về phía Hạ Thiên, trong lòng thầm suy đoán chẳng phải Lâm Tử Hào muốn giới thiệu vị hôn phu này của Kiều Tiểu Kiều. Vì những người nơi đây đều đã quen mặt nhau, chỉ có Hạ Thiên là người mới. Diệp Thiếu Kiệt đột nhiên ngước mắt nhìn lên. Không chỉ có hắn, những người đàn ông khác cũng nhìn lên, bọn họ cùng nhìn lên cầu thang. Đúng lúc này một người đẹp tóc vàng dáng người thon gầy lồi lõm rõ ràng chậm rãi đi xuống, nàng mặc một bộ váy dạ hội cổ chữ V có màu đen, làn da trắng nõn được làm nổi bật, một sợi dây chuyền kim cương trên chiếc cổ trắng nột, dây chuyền còn thả sâu vào khe núi làm người khác khát khao di chuyển ánh mắt vào xem bên trong còn có thứ gì. Người đẹp chậm rãi đi xuống cầu thang, chưa nói đến thân thể lồi lõm kinh người phô bày ra quá rõ ràng. Hơn nữa còn bùng ra vẻ quyến rũ và phong tình tuyệt đối. Khuôn mặt nàng tuyệt đẹp có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, phối hợp với trang phục lễ hội màu đen làm người ta sinh ra cảm giác ở xa ngàn dặm. Hơn nữa trên người nàng lại bùng ra cảm giác phong tình quyến rũ, có cả sự cao quý khó thể khinh nhờn, trong lúc vô hình làm cho tất cả đàn ông nơi đây bùng lên hormone chinh phục. Trong đại sảnh có không ít người đẹp, nhưng ai nhìn thấy người đẹp vừa đi xuống cũng cảm thấy xấu hổ cho chính mình. Nếu nói về gương mặt, trong đây chỉ có duy nhất Kiều Tiểu Kiều là hơn hẳn đối phương, nhưng nếu nói về dáng người và sức quyến rũ thì Kiều Tiểu Kiều thua đứt. Người đẹp đi xuống cầu thang trong ánh mắt dâm dục của đàn ông và ghen ghét của phụ nữ, sau đó nàng đến bên cạnh và khoác tay Lâm Tử Hào. Đúng lúc này Lâm Tử Hào cũng mở miệng. Giới thiệu với mọi người, đây là vợ tôi, là Mộc Hàm. Đám đàn ông không thể không thu hồi ánh mắt dâm tục của mình, thì ra người đẹp tóc vàng này chính là hôn thê của Lâm Tử Hào. Mà đám phụ nữ lại rất ghen ghét, người phụ nữ kia không những xinh đẹp mà còn là hôn thê của một thiếu gia siêu cấp, đúng là không có thiên lý. Ngoài vấn đề ghen ghét thì mọi người cũng giật mình, ngoài Lâm Tử Hào thì có người đàn ông nào xứng đôi với một phu vật cực kỳ quyến rũ và cao quý như vậy. Tất cả phụ nữ trong đại sảnh đều biết mình không có cơ hội trở thành người của Lâm Tử Hào, có lẽ chỉ có cô gái Mộc Hàm này mới xứng đôi với đệ nhất thiếu gia Giang Hải. Chúc mừng Lâm Đại Thiếu Gia! Hôn thê của Lâm Đại Thiếu Gia quá đẹp. Lâm Đại Thiếu Gia và Mộc Tiểu Thư thật sự tạo nên một đôi. Sau vài phút yên tĩnh ngắn ngủi thì mọi người bắt đầu thi nhau chúc tụng Lâm Tử Hào, vì vậy mà bữa tiệc càng thêm náo nhiệt. Đét! Một tiếng động nhỏ vang lên cắt đứt tiết tấu bữa tiệc, mọi người lại trợn mắt há mồm, mỗi người đều dùng ánh mắt khó tin nhìn Mộc Hàm, mà khoảnh khắc này vẻ mặt Lâm Tử Hào chưa từng trở nên khó coi như thế. Đét! Đét! Lại hai tiếng động vang lên. Nhưng đó không phải tiếng tát, đó là âm thanh đánh đít, mà người bị đòn chính là Mộc Hàm. Chẳng biết từ khi nào thì Mộc Hàm đang nằm trong lòng một người đàn ông, mà tay của người đàn ông kia đang đánh vào mông nàng.
người đàn ông kia đánh Mộc Hàm cũng không sao, nhưng đối với Lâm Tử Hào thì giống như trực tiếp đánh vào mặt mình, thậm chí còn khó chịu hơn bị đánh vào mặt. Anh làm gì vậy? Gương mặt lạnh lùng trong trẻo của Mộc Hàm lập tức biến mất, thay vào đó là sự xấu hổ, giận dữ và không biết phải làm sao. Nàng muốn vùng vẫy nhưng căn bản không thể thoát ra, mà bàn tay nóng bỏng của tên khốn kia cứ đập lên hai mông vỉnh lên trời của nàng, tuy không quá đau nhưng lại sinh ra những cảm giác khác thường, sinh ra cho nàng cảm giác tê dại quá sâu sắc. Tên đáng chết này chính là Hạ Thiên, khi Mộc Hàm đi xuống cầu thang thì đã nhìn thấy hắn, lúc đó nàng đã cảm thấy không ổn. Nàng luôn tìm cách trốn tránh hắn, nào biết gặp lại hắn ở đây. Nhưng sau đó Mộc Hàm thấy Hạ Thiên không có phản ứng gì, sau đó lại thấy hắn đứng bên cạnh Kiều Tiểu Kiều, trong lòng thầm thở phào một hơi. Nàng cho rằng Hạ Thiên sẽ vì Kiều Tiểu Kiều mà không gây phiền phức cho mình, như vậy nàng sẽ yên ổn. Nào ngờ mới qua một phút thì cơn ác mộng của Mộc Hàm đã hàng lâm, người này chợt xuất hiện trước mặt nàng như quỷ sứ, ngay sau đó không cho nàng cơ hội mà ôm đi ra, sau đó vỗ mông nàng trước mặt biết bao nhiêu người. Đã nói gọi điện mà không chịu, hơn nữa còn cho tiểu yêu tinh hách máy tính của tôi, loại vợ không nghe lời này phải đánh đòn. Hạ Thiên dùng hai tay vỗ lên mông Mộc Hàm, hơn nữa càng mạnh tay hơn, tỏ vẻ rất bất mãn. Hơn nữa bây giờ lại là hôn thê của kẻ khác, cô là vợ tôi, sao lại làm hôn thê của người khác? Tôi không đánh mông cô thì sẽ không nhớ đòn sao? Giọng nói của Hạ Thiên rất lớn, những người ở đây đều nghe rất rõ, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đây là chuyện động trời gì? Hai người này một là hôn thê của Lâm Tử Hào, một là hôn phu của Kiều Tiểu Kiều, sao lại ở cùng một chỗ? Một số người không khỏi nhìn về phía Lâm Tử Hào và Kiều Tiểu Kiều, ai cũng thấy vẻ mặt Lâm Tử Hào rất khó coi, mà Kiều Tiểu Kiều thì rất bình tĩnh, giống như chẳng có gì liên quan đến nàng. Nhưng Lâm Tử Hào và Kiều Tiểu Kiều còn chưa nói thì người khác sẽ không dám nói gì, nhưng trong lòng ai cũng sinh ra cảm giác không ổn, tiệc rượu đêm nay rõ ràng đã bị hủy hoại. Cậu thả tôi ra trước có được không? Mộc Hàm bị Hạ Thiên đánh mông mà cảm thấy mềm nhũn, không còn lực phản kháng, nàng năn nỉ. Nếu không chúng ta nói chuyện ở nơi khác, đừng đánh tôi trước mặt nhiều người như vậy, đừng đánh vào chỗ đó. Mộc Hàm ép sát vào người Hạ Thiên, hai đỉnh núi cao ngất trước ngực ép lên ngực Hạ Thiên, điều này không khỏi làm cho đám đàn ông trong đại sảnh cảm thấy hâm mộ. Còn giọng điệu năn nỉ của Mộc Hàm thì không ai nghe rõ, mọi người chỉ biết hai người kia nói vài lời với nhau, mà điều này cũng đủ chứng minh Mộc Hàm có biết Hạ Thiên. Mà Mộc Hàm từ đầu đến cuối đều không phản kháng, tất nhiên ai cũng cho rằng cả hai có quan hệ rất mật thiết. Mộc Hàm, Hạ Thiên, hai người làm gì vậy? Lâm Tử Hào dù có ẩn nhẫn cũng không thể chịu đựng được nữa, lần này hắn gầm lên đã nói rõ hắn muốn bùng nổ, mà đám người trong đại sảnh bắt đầu cảm thấy hả hê, kịch hay đã bắt đầu. Chương 100, tình cừu. Trước đó 3 phút, Lâm Tử Hào rất vui sướng, qua 5 năm hắn quay lại thành phố Giang Hải, mà người Giang Hải bây giờ vẫn rất cung kính với hắn, hắn vẫn là đệ nhất thiếu gia Giang Hải, địa vị vẫn như trước. Khi Lâm Tử Hào tuyên bố Mộc Hàm là hôn thê thì càng thỏa mãn, vì hắn cảm thấy đám đàn ông đều nhìn mình bằng ánh mắt hâm mộ. Trên đời nào có nhiều người đẹp nhưng được như Mộc Hàm thì đếm trên đầu ngón tay, có một người đẹp như vậy tất nhiên sẽ là một loại vinh quang với tất cả đàn ông, thậm chí là một biểu tượng của địa vị. Nhiều khi người đẹp không phải chỉ là đàn bà của đàn ông, hơn nữa còn là một loại xa xỉ phẩm, muốn có một món hàng như vậy thì có tiền là chưa đủ. Cũng nhờ vào đó mà đàn ông có được một người phụ nữ chất lượng ở bên cạnh là một biểu tượng của địa vị. Nhưng Hạ Thiên đã dùng tay vứt tất cả niềm vui của Lâm Tử Hào ra Thái Bình Dương, hôn thê của Lâm Tử Hào bị người ta đánh đòn ngay trước mặt mọi người. Hơn nữa vị hôn thê xinh đẹp lại không dãy giụa, không phản đối, còn thân mật ghé sát tai tên đàn ông kia, ra vẻ cam tâm tình nguyện chịu phạt. Dù những năm gần đây tâm tính Lâm Tử Hào rất rắn giỏi nhưng sự việc xảy ra như vậy thiếu chút nữa làm hắn bất tỉnh. Đối với bất kỳ một người đàn ông nào thì đây rõ ràng là nhục nhã cực hạn, dù vợ cắm sừng lên đầu thì cũng không nghiêm trọng bằng tình huống lúc này. Dù sao thì chuyện cắm sừng cũng chỉ được tiến hành bí mật, nhưng bây giờ tình cảnh phát sinh trước mặt nhiều người, trước mặt tất cả nhân sĩ thượng lưu Giang Hải. Chỉ sợ không đến ngày mai thì toàn bộ nhân vật nổi tiếng thành phố Giang Hải sẽ biết chuyện này, mà địa vị đệ nhất thiếu gia của Lâm Tử Hào cũng sẽ không thể ngẩng đầu lên trước mặt người khác. Lâm Tử Hào giống lên một tiếng nhưng không ảnh hưởng đến Hạ Thiên, hắn vẫn vỗ mông Mộc Hàm. Sau này còn dám không nghe lời. Tôi. Mộc Hàm nhìn Lâm Tử Hào mà không khỏi có chút do dự, nàng biết nếu Hạ Thiên nói gì mình nghe nấy thì Lâm Tử Hào sẽ mất sạch mặt mũi, nhưng nếu nàng không nghe thì Hạ Thiên sẽ tiếp tục tét đít.
Đét. Trong lúc Mộc Hàm do dự thì Hạ Thiên đã tiếp tục vỗ mông. Một tát này lập tức làm cho Mộc Hàm hạ quyết tâm, nàng biết võ công nhưng căn bản không thể đối kháng với Hạ Thiên, xem ra nàng nên dùng thủ đoạn trước đó. Chồng, đừng đánh nữa. Mộc Hàm ngẩng đầu, hai gò má đỏ ửng, rất quyến rũ. Sau này tôi nghe lời cậu là được. Mộc Hàm, em. Lâm Tử Hào thiếu chút nữa đã ói máu, Mộc Hàm gọi người khác là chồng sao? Được rồi, bây giờ em nói cho tên khốn kia biết, sau này em là vợ anh, không quan hệ gì đến hắn. Hạ Thiên nhìn Lâm Tử Hào nói. Mộc Hàm còn chưa nói thì Lâm Tử Hào đã tức tối gầm lên. Hạ Thiên, cậu có ý gì? Cậu rõ ràng là hôn phu của Kiều Tiểu Kiều, có liên quan gì đến Mộc Hàm? Có phải cậu cố tình quấy rối tôi, muốn gây khó dễ phải không? Này, anh gây khó dễ với tôi mới đúng, là anh muốn cướp vợ tôi. Hạ Thiên không vui nói. Tôi cướp vợ cậu sao? Lâm Tử Hào giận quá hóa cười. Đúng là buồn cười, cậu biết Mộc Hàm được mấy ngày? Mộc Hàm đến đây còn chưa được 3 ngày, cậu chỉ biết cô ấy được 3 ngày, tôi. Tôi biết cô ấy 3 năm, rốt cuộc là ai cướp của ai? Anh bao nhiêu tuổi rồi? Hạ Thiên hỏi. Tôi bao nhiêu tuổi liên quan gì đến cậu? Lâm Tử Hào quát lạnh. Hạ Thiên, dù ai nói cậu cố tình gây khó dễ cho tôi, chỉ cần cậu lập tức buông Mộc Hàm ra, sau này không dây dưa với cô ấy, tôi sẽ nể mặt Tiểu Kiều, sẽ coi như sự việc này chưa từng xảy ra. Hạ Thiên không cho là đúng. Rõ ràng là anh cố ý gây khó cho tôi, anh không nói mình bao nhiêu tuổi, tôi đoán anh cũng chỉ 25, 3 năm trước anh biết Mộc Hàm thì 22. Bây giờ tôi mới 19 tuổi, tôi 19 tuổi đã biết cô ấy, vì vậy rõ ràng là biết trước cả anh, nói cách khác anh là kẻ cướp vợ tôi. Mọi người trong đại sảnh không biết nói gì, lý luận của người nào quá khủng bố, mà Mộc Hàm trong ngực Hạ Thiên thì có chút sở khóc sở cười, lưu manh này ngụy biện kiểu gì vậy? Lâm Tử Hào tức đến mức hai mắt phóng hỏa. Cậu nói ra lý luận chó má gì vậy? Tôi là người biết nói lý lẽ. Hạ Thiên ra vẻ rất vô tội, hắn lại vỗ mông Mộc Hàm. Này, vợ, chị nói cho hắn biết, dù chị là hôn thê hôn thiếc gì của hắn thì bây giờ cũng bỏ, sau này chị là vợ của Hạ Thiên tôi, ai có ý với vợ tôi sẽ xử lý. Hạ Thiên, cậu. Lâm Tử Hào cảm thấy khó thở, đúng lúc này Mộc Hàm cũng mở miệng. Tử Hào, xin lỗi, hôn ước của chúng ta có thể hủy được rồi. Cuối cùng Mộc Hàm cũng không ép sát vào ngực Hạ Thiên, nàng ưỡn thẳng người nhưng vẫn tiếp xúc thân mật với hắn. Lúc này gương mặt đẹp của nàng đỏ ửng, gương mặt cũng gần như khôi phục lại vẻ trong trẻo và lạnh lùng, nàng nhìn Lâm Tử Hào, trong ánh mắt có chút thương cảm, có chút bất đắc dĩ. Mộc Hàm vừa nói ra những lời này thì vẻ mặt Lâm Tử Hào chợt tái nhợt. Lâm Tử Hào ngày xưa tiêu sái phong độ, lúc này cũng không còn lại gì, không một người đàn ông nào có thể tự nhiên trong tình cảnh này, Lâm Tử Hào cũng không. Lúc này hắn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, hai má nóng bừng bừng, giống như Hạ Thiên tát nhiều lần lên mặt hắn. Ha 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 ha. Một tràng cười vang lên, mọi người chợt kinh ngạc và quay đầu nhìn lại, bọn họ phát hiện ra người đang cười không phải là ai khác mà chính là Kiều gia Kiều Đông Hải. Kiều Đông Hải cười đến mức ôm bụng ngặt nghẽo, hắn vừa cười vừa đấm ngực, dù kẻ ngu cũng thấy hắn đang rất vui. Nhịn không được, con bà nó đúng là nhịn không được, ha ha, đúng là quá mức buồn cười, Lâm Tử Hào, anh cũng có ngày hôm nay sao? Ha ha ha. Kiều Đông Hải vừa cười vừa đi về phía Hạ Thiên, ngay sau đó hắn vỗ vai Hạ Thiên. Hạ Thiên, sau này cậu là anh em của tôi, dù Tiểu Kiều có tức giận không muốn gả cho cậu, cậu vẫn là anh em của tôi. 10 năm, đã 10 năm rồi Kiều Đông Hải tôi lần đầu tiên mới hết giận, ha ha ha, tất cả đều là công lao của cậu. Này, đừng nói lung tung, ai nói Tiểu Kiều không gả cho tôi. Hạ Thiên có chút mất hứng. À, Tiểu Kiều có vẻ không tức giận, ha ha. Châu, cậu đúng là Châu, nếu không sao có thể cướp được vợ của Lâm Tử Hào. Kiều Đông Hải cực kỳ vui sướng. Ha ha, Lâm Tử Hào ơi Lâm Tử Hào, tôi đã nói anh sẽ gặp báo ứng, khi tôi 15 tuổi thì vừa ý một cô gái đầu đời, lúc đó anh cướp mất, 18 tuổi tôi vừa ý cô gái thứ hai thì anh cũng cướp mất, còn nói cái gì là vì tốt cho tôi. Được rồi, tôi sẽ coi như anh tốt với tôi, nhưng còn Lâm Yên Nhi, tôi đã bàn luận chuyện hôn nhân với mẹ cô ấy, cuối cùng anh cũng cướp mất. Mọi người chợt im lặng, rất nhiều người biết Kiều Đông Hải và Lâm Tử Hào có ân oán, nhưng không ai biết nguyên nhân thật sự. Mà lúc này thì bọn họ chợt hiểu, thì ra hai bên có thù hận sâu sắc, vì thế mà bây giờ Kiều Đông Hải rất hả hê, ai cũng biết Kiều Đông Hải nói thật,
Lâm Tử Hào quả nhiên không tốt đẹp gì. Dù sao với thân phận của Lâm Tử Hào thì không thiếu nữ nhân, sao cứ nhìn chằm chằm vào người của bạn. Dù cố ý chơi nữ nhân của bạn thì một lần là được, cớ gì phải lặp lại nhiều lần như thế. Đúng là quá đáng. Đông Hải, như vậy có phải cậu đã sai khiến Hạ Thiên đến chơi tôi? Lâm Tử Hào cuối cùng cũng tỉnh táo, ít nhất hắn cũng biểu hiện mình đã tỉnh táo. Tôi đã nói, tôi vì tốt cho cậu, cô gái cậu biết lúc 15 tuổi, tôi chỉ cho cô ta 10.000 thì bỏ cậu lên giường, cô gái năm cậu 18 tôi bỏ ra 100.000 thì cũng bỏ cậu lên giường của tôi, phụ nữ như vậy không xứng với cậu. Lâm Tử Hào dừng lại một chút rồi nói. Còn Lâm Yên Nhi, cô ấy muốn làm ngôi sao ca nhạc, là một con hát sao có thể tiến vào cửa Kiều gia. Tôi đã cho cô ấy lựa chọn, một là làm ngôi sao, hai là gả cho cậu, sau đó cô ta phản bội cậu. Tôi chẳng qua chỉ thúc đẩy một chút, chỉ vì muốn tìm cho cậu người phụ nữ thích hợp. Lâm Tử Hào, anh câm miệng cho tôi. Kiều Đông Hải quát lên phẫn nộ. Các cô ấy thích tiền, thích hư vinh thì thế nào? Tôi không có tiền sao? Tôi thích họ là được, cần anh phải nhiều chuyện sao? Lâm Yên Nhi thích làm ngôi sao, tôi có thể cho cô ấy được như ước nguyện, cần anh quan tâm sao? Tôi không thiếu tiền. Đông Hải, nếu cậu thật sự muốn dùng tiền kéo phụ nữ, sao khi cậu ở bên họ lại không nói ra thân phận của mình? Lâm Tử Hào thản nhiên nói. Nếu ngay từ đầu cậu nói mình là đại thiếu gia Kiều gia, ba người đó sẽ bỏ cậu đi sao? Lâm Tử Hào, Lâm Yên Nhi là người phụ nữ đầu tiên tôi yêu, dù cho cô ấy hư vinh, dù cô ấy thích tiền cũng không sao, chỉ cần cô ấy gả cho tôi thì sẽ đủ tiền đủ hư vinh, tôi lại chẳng thiếu tiền, vì vậy cô ấy sẽ không bỏ tôi mà đi. Nhưng tên khốn nạn anh không những kéo các nàng bỏ chạy, hơn nữa còn ghi hình các nàng lăn lộn trên giường gửi cho tôi. Kiều Đông Hải nhìn Lâm Tử Hào, trong mắt lóe lên cái nhìn hận thấu xương. Từ ngày đó Kiều Đông Hải tôi đã thề, một ngày nào đó tôi phải cướp đi người phụ nữ anh yêu thích nhất, cho anh biết mùi đau khổ. Kiều Đông Hải nhìn Mộc Hàm trong lòng Hạ Thiên, sau đó hắn cười ha hả. Bây giờ tôi đã thành công, người phụ nữ anh thích nhất đang nằm trong lòng người khác. Ha ha ha, Lâm Tử Hào ơi Lâm Tử Hào, bây giờ trong lòng anh có tư vị gì? Bây giờ anh đã hiểu nỗi đau của tôi trước kia rồi sao? Chương 101, vợ nhỏ số 2. Lâm Tử Hào nhìn Mộc Hàm và Hạ Thiên, lúc này hắn rất bình tĩnh, hắn cười nhạt một tiếng. Đông Hải, cậu cho rằng, cậu để Mộc Hàm tiếp cận tôi, sau đó để em rể của mình và cô ấy đóng kịch hay, như vậy có thể đả kích tôi sao? Lâm Tử Hào nói ra lời này làm không ít người giật mình, thì ra là thế, thì ra Kiều Đông Hải chủ mưu. Nghĩ lại cũng đúng. Nếu không sao có thể cướp đi vị hôn thê của Lâm Tử Hào. Diễn trò sao? Kiều Đông Hải cười ha hả. Nếu tôi thật sự diễn trò thì sao không để chính mình cướp đi vị hôn thê của anh? Lâm Tử Hào, đến bây giờ anh vẫn còn đắp đất lên mặt mình sao? Đáng tiếc là quá muộn, anh cho rằng mình rất lợi hại, anh tưởng rằng mình là đệ nhất thiếu gia Giang Hải, nhưng tôi nói cho anh biết, bây giờ anh cóc là gì cả, cũng chỉ là một thằng đàn ông đáng thương bị người ta cướp mất hôn thê mà thôi. Đại ca, đừng nói nữa. Một giọng nói nhu hòa chợt vang lên, người mở miệng là Kiều Tiểu Kiều. Sau đó nàng quay đầu nhìn Lâm Tử Hào nói lời xin lỗi. Lâm đại ca, xin lỗi, chúng tôi đã gây phiền phức cho anh rồi. Sau đó Kiều Tiểu Kiều đi đến bên cạnh Hạ Thiên, nàng kéo tay hắn. Chồng, chúng ta về trước. Được. Hạ Thiên lập tức đồng ý, hắn vốn cũng không hứng thú gì với bữa tiệc rượu này. Hắn vừa kéo Kiều Tiểu Kiều vừa ôm Mộc Hàm nghênh ngang ra khỏi cửa. Lâm Tử Hào muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng nhịn được, vì hắn biết bây giờ Hạ Thiên và Mộc Hàm bỏ đi là lựa chọn tốt nhất, nếu còn tiếp tục ở lại thì hắn càng thêm nhục nhã. Lâm Tử Hào, hôn thê của anh đêm nay sẽ nằm trên giường của người đàn ông khác. Đáng tiếc, chỉ cần nhìn anh thì biết chưa từng chạm qua người vị hôn thê kia phải không? Ha ha ha! Kiều Đông Hải cười lớn, ngay sau đó hắn đi theo nhóm người Hạ Thiên. Cơ thịt trên mặt Lâm Tử Hào chợt co rút, hắn cố nén mở miệng vì có quá nhiều cố kỵ, không phải vì Hạ Thiên và Kiều Đông Hải, mà chính là vì vị hôn thê quyến rũ cao quý và yêu mị kia. Danh Dương, cậu ở dưới chung vui với mọi người, tôi lên lầu có chuyện. Sau khi nhóm người Hạ Thiên rời khỏi đại sảnh thì Lâm Tử Hào khẽ nói một câu với Cao Danh Dương, sau đó hắn lên lầu. Tiệc rượu vẫn tiếp tục được tiến hành nhưng bầu không khí đã rất quỷ dị. Mộc Hàm bây giờ rất oán hận nha đầu Yêu Yêu, nếu không phải Yêu Yêu nhàm chán và gây chuyện, tự dưng rước đến một Hạ Thiên võ công biến thái thì nàng sẽ không phiền phức như lúc này.
Đáng tiếc hôm nay nhà đầu yêu yêu không có ở đây, nếu không Mộc Hàm thật sự có xúc động đánh cho một trận. Bây giờ cậu có thể bỏ chị ra được chưa? Khi ra khỏi biệt thự thì Mộc Hàm nói với Hạ Thiên, người này vẫn còn ôm eo nàng. Chị là vợ tôi, sao tôi phải buông chị ra? Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Mộc Hàm. Có phải chị vẫn còn muốn làm hôn thê của Lâm Tử Hào hay không? Có tin tôi tiếp tục tét đít không? Không phải, chồng à, bây giờ người ta còn muốn làm như vậy nữa sao? Mộc Hàm dùng giọng nũng nịu nói, nàng biết Hạ Thiên là người thích mềm không thích cứng, vì vậy chỉ có thể dùng chiêu này để đối phó mà thôi. Hạ Thiên lúc này không tin Mộc Hàm. Chị cũng đừng gạt tôi, đêm nay chị phải tham gia tiệc rượu với Lâm Tử Hào, sao còn chuyện gì để làm? Chồng, cũng không lừa cậu, bây giờ chị cũng chỉ lộ mặt trong tiệc rượu mà thôi, ngay sau đó còn phải đi ngay. Mộc Hàm nở nụ cười quyến rũ, điều này làm cho Hạ Thiên cảm thấy thất thần. Mộc Hàm tỉ tỉ, em thấy chị có vẻ chưa có gì quá vội, thôi thì thế này, chúng ta về nhà trước rồi nói sau. Kiều Tiểu Kiều đột nhiên mở miệng nói. Tiểu Kiều nói không sai, chúng ta về nhà trước. Hạ Thiên tỏ vẻ tán thành. Mộc Hàm thấy tình thế tấn công nhu tình mật ngọt không có hiệu lực thì cũng chẳng còn biện pháp nào khác, nàng chỉ đành phải gật đầu đồng ý. Nhưng sự thật thì cũng giống như những gì Kiều Tiểu Kiều đã nói, nàng cũng không quá vội vã. Tiểu Kiều, Hạ Thiên, ba người về trước, anh đi tìm một chỗ uống rượu. Kiều Đông Hải nói với nụ cười trên môi, đến bây giờ hắn vẫn rất hưng phấn. Đại ca, anh cẩn thận một chút. Kiều Tiểu Kiều có chút bất đắc dĩ, nàng biết rất rõ ân oán giữa Kiều Đông Hải và Lâm Tử Hào, nhưng trước đó nàng cũng không biết ai đúng ai sai. Hơn nữa Kiều Tiểu Kiều cũng thấy đám phụ nữ kia không xứng với Kiều Đông Hải, đặc biệt là Lâm Yên Nhi, tuy bây giờ cô ta là ca sĩ có tiếng nhưng sinh hoạt cá nhân quá bết bát. Nếu nói về phương diện khác thì nàng cũng thấy Kiều Đông Hải nói không sai, Kiều gia có tiền, không quan tâm đến vấn đề một cô gái thích làm ngôi sao ca nhạc. Nếu Kiều Đông Hải thật sự thích Lâm Yên Nhi, có Kiều gia cho cô gái này hậu trường vững chắc thì chắc chắn sẽ phát triển mạnh trong ngành giải trí. Hơn nữa trước đó Lâm Yên Nhi thích làm ngôi sao ca nhạc. Nhưng nếu cô gái này được gả vào Kiều gia, được hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý thì chưa chắc thích làm ngôi sao. Tiểu Kiều, anh không sao, ngược lại ba người các em cần phải cẩn thận. Kiều Đông Hải cười ha hả, hắn leo lên xe của mình rồi nhanh chóng khởi động chạy đi như bay. Ba người Hạ Thiên, Kiều Tiểu Kiều, Mộc Hàm cũng nhanh chóng vào chiếc Volvo của Tiểu Kiều, mà tình hình vẫn là Tiểu Kiều lái xe, Mộc Hàm và Hạ Thiên ngồi ở phía sau. Chồng! Anh có thể nói cho em biết sao lại quen Mộc Hàm tỷ tỷ hay không? Kiều Tiểu Kiều vừa lái xe vừa nói. Gần đây Hạ Thiên không giấu giếm gì Kiều Tiểu Kiều, tất nhiên hắn sẽ nói rõ quá trình một năm một mười. Mộc Hàm ở bên cạnh nghe Hạ Thiên nói mà gương mặt đỏ hồng, trong lòng không ngừng oán giận Hạ Thiên, lưu manh này đáng chết, sao lại nói ra những chuyện này? Thậm chí Mộc Hàm bị Hạ Thiên thấy rõ tất cả từ đầu đến chân cũng bị nói ra. Thậm chí vị trí đặc biệt nhất giống như sân bóng không cỏ cũng bị Hạ Thiên nói cho người thứ ba. May mà người này là phụ nữ, nếu không Mộc Hàm sẽ phải liều mạng. Kiều Tiểu Kiều lặng lặng nghe xong toàn bộ quá trình, nàng không chen vào lời nào, chỉ chuyên tâm lái xe. Sau khi Hạ Thiên nói xong thì nàng mới mở miệng. Mộc Hàm tỉ tỉ, những gì chồng nói là thật đấy chứ? Thật, Mộc Hàm chỉ có thể gật đầu, Hạ Thiên không nói dối, cũng không thêm mắm dặm muối, thật như tình cảnh trước đó. Nhưng đây chính là vấn đề làm nàng tức tối, Hạ Thiên nói quá thật. Mộc Hàm khựng lại rồi còn nói thêm. Kiều Tiểu Thư, thật ra tôi cũng không biết Hạ Thiên đã có hôn thê, những chuyện giữa tôi và cậu ấy không nên nói. Đét! Mộc Hàm còn chưa nói dứt lời thì đã cảm thấy cặp mông tê dần. Cậu! Mộc Hàm rất xấu hổ. Sao lại đánh mông chị? Mộc Hàm tỉ tỉ, nếu chị đã đồng ý làm vợ của Hạ Thiên thì không nên đổi ý. Vì vậy sau này chị không nên nói ra những lời như vậy. Kiều Tiểu Kiều khẽ cười. Nếu không chồng nhất định sẽ tét đít chị. Kiều Tiểu Thư, em không nói giỡn đấy chứ. Mộc Hàm có chút đau đầu. Chẳng lẽ Hạ Thiên không phải hôn phu của em sao? Không phải, thật ra em đã gả cho anh ấy rồi, vì vậy không còn là hôn phu gì cả. Kiều Tiểu Kiều cười nhạt một tiếng. Mộc Hàm tỉ tỉ, bây giờ em có thể giới thiệu chính thức cho chị biết. Em là vợ nhỏ đầu tiên của Hạ Thiên, mà chị thì rất may mắn, chị là vợ bé thứ hai. Mộc Hàm bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, mấy ngày nay có phải mình đang mơ, nếu không vì sao nàng lại gặp phải một tên có võ công biến thái hầu như không thể gặp trên đời, sau đó lại nghe nói Kiều Tiểu Kiều làm vợ nhỏ cho người khác.
Càng kỳ quái là Kiều Tiểu Kiều còn nói Mộc Hàm nàng rất may mắn, có thể làm vợ bé thứ hai cho Hạ Thiên. Có lầm không đấy, dù là ở thủ đô, chỉ cần Mộc Hàm nói một câu sẽ có hàng tá con nhà quan đổ xô đến rước về nhà, bây giờ nàng lại phải làm một bà vợ nhỏ số 2 cho Hạ Thiên, như vậy mà còn kêu là may mắn sao? Kiều Tiểu Thư, chị đang mơ hay là em đang nói đùa vậy? Mộc Hàm xoa thái dương, nàng dùng giọng giống như đang thật sự mơ ngủ. Mộc Hàm tỉ tỉ, sau này cũng đừng xưng hô như vậy nữa, chị cứ gọi em là Tiểu Kiều. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười. Chị Hàm, em có thể chân thành nói cho chị biết, em không nói giỡn, còn chị có phải nằm mơ hay không, chị cứ để cho chồng đánh mông lần nữa là biết. Đét! Hạ Thiên rất phối hợp, bàn tay lại rơi xuống hai bờ mông căng tròn của Mộc Hàm. Trên mông truyền đến cảm giác đau đớn, trong lòng sinh ra cảm giác khác thường, điều này đã chính xác nói cho Mộc Hàm biết dây không phải nằm mơ, đang là hiện thực. Nhưng tất cả những lời nói của Kiều Tiểu Kiều làm nàng cảm thấy không thực tế, trong xã hội hiện đại này sao có thể phát sinh những sự việc thái quá như vậy? Kiều Tiểu Kiều tiếp tục nói. Chị Hàm, em biết rõ những gì mình nói bây giờ làm chị sinh ra mê hoặc, nhưng em có thể nói rõ cho chị biết, một ngày nào đó chị sẽ hiểu, gặp được chồng chính là may mắn nhất trong đời. May mắn lớn nhất sao? Vận rủi lớn nhất mới đúng ấy chứ. Mộc Hàm cảm thấy rất đau đầu, nàng không biết nên giải quyết điều này thế nào. Cho đến bây giờ nàng có thói quen dùng súng giải quyết vấn đề, nhưng vấn đề lúc này không thể dùng súng giải quyết, điều này là khó khăn rất lớn. Chị Hàm, Lâm Tử Hào không phải hôn thê chính thức của chị đấy chứ? Kiều Tiểu Kiều hỏi lại một câu. Mộc Hàm nở nụ cười ngốc nghếch, sau đó nàng không nhịn được phải hỏi ngược lại một câu. Sao em lại hỏi như vậy? Vì em thấy chị rời khỏi anh ta mà rất bình tĩnh, không chút đau lòng, vì vậy em thấy chị căn bản không thích anh ta. Kiều Tiểu Kiều dùng giọng không nhanh không chậm nói. Mộc Hàm lắc đầu. Không, thật ra hắn cũng xem như hôn thê chính thức của chị. Phải không đấy? Kiều Tiểu Kiều cảm thấy bất ngờ với đáp án của Mộc Hàm, nhưng nàng cũng không truy vấn mà lại hỏi một vấn đề khác. Chị Hàm, chị không phải là một người bình thường, chị có thể nói cho em biết chị làm gì không? Kiều Tiểu Kiều hỏi vấn đề này cũng không kỳ quái, vì Hạ Thiên vừa nói cho nàng biết thân thủ của Mộc Hàm không tệ. Hơn nữa còn mang theo súng bên người, cách dùng súng cũng rất tuyệt. Đặc biệt là nàng chỉ cần một lần điện thoại đã làm cho cảnh sát phải bỏ đi, tất cả đã chứng minh thân phận của Mộc Hàm là không tầm thường. Mộc Hàm trầm ngâm một lúc lâu mà không trả lời vấn đề này, giống như nàng có gì đó bí mật khó thể nói ra. Chương 102, đánh chết người rồi. Mộc Hàm còn đang trầm mặc thì điện thoại của Hạ Thiên đã vang lên. Ông xã, điện thoại kìa. Hạ Thiên lấy điện thoại ra. Một dãy số lạ nhưng hắn vẫn nhận máy. Alo, ai đó? Tiểu Bại Hoại, là chị. Trong điện thoại vang lên giọng nói run rẩy của Liễu Mộng. Cậu đến tìm chị ngay có được không? Chị có hơi sợ. Chị Mộng, chị đừng sợ, chị đang ở đâu? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Chị không biết đây là đâu, chỗ này rất vắng, không có người, không có xe, cậu đến mau, chị. Chị đánh chết người rồi. Giọng nói của Liễu Mộng có chút bất an. Sao, đánh chết người sao? Hạ Thiên cũng ngẩn ngơ, Liễu Mộng sao lại đánh chết người? Liễu Mộng cũng cảm giác được Hạ Thiên có chút nghi hoặc, nàng lập tức giải thích một câu trong điện thoại. Tiểu Bại Hoại, chị ở nhà quá buồn nên lén chạy ra ngoài tìm cậu nhưng chờ rất lâu mà không có taxi. Sau đó có một chiếc xe dừng lại hỏi chị có muốn đi không, tất nhiên là chị đi. Nào ngờ tên này chạy đến một địa phương vắng vẻ rồi muốn ức hiếp chị. Sau đó chị cho hắn một đấm, không ngờ đối phương chết queo. Cái gì, tên khốn nào dám ức hiếp chị? Hạ Thiên nổi giận. Chết cũng tốt, chị Mộng, chị đừng sợ, tôi đến ngay. Nhưng, chị không biết mình ở đâu, sao cậu có thể tìm đến được? Liễu Mộng rất bất an. Tiểu Bại Hoại, lần đầu tiên chị đánh chết người, cậu lại đây nhanh lên, chị thật sự có chút sợ hãi, chẳng biết có bị bắt hay không. Lỡ may chị bị bắt và nhốt tù vài chục năm. Như vậy nhất định sẽ rất buồn bực. Chồng, có chuyện gì xảy ra? Kiều Tiểu Kiều ở phía trước mở miệng. Anh muốn đi đâu? Anh cũng không biết, chị Mộng không nói mình đang ở đâu. Hạ Thiên cũng có chút buồn bực. Mộc Hàm chen vào. Cậu cứ tiếp tục trò chuyện, tôi có thể xác định vị trí của cô ấy. Mộc Hàm móc ra một chiếc điện thoại rồi bấm số nói ngay. Yêu yêu, giúp chị định vị một số điện thoại. Chị Hàm. Chị không phải đang ở nhà Lâm Tử Hào tham gia tiệc rượu sao?
đầu bên kia truyền đến giọng nói kỳ quái của Yêu Yêu. Sao hôm nay lại chạy ra chấp hành nhiệm vụ rồi? Bảo em làm việc thì em cứ làm, hỏi nhiều làm gì? Mộc Hàm tức giận nói, nàng nghĩ đến vấn đề nha đầu chết tiệt này rước đến cho mình một Hạ Thiên oan nghiệt, đúng lúc này trong lòng chợt sinh ra một cảm giác muốn đánh người. Này, chị Hàm, vậy chị nói số cho em biết đi. Yêu Yêu cười hì hì nói. Mộc Hàm nói một dãy số, tất nhiên là số điện thoại của Hạ Thiên. Này, đây không phải là số điện thoại của Hạ Thiên sao? Yêu Yêu thật sự nhớ rõ dãy số này, nàng cảm thấy có chút cổ quái. Chị Hàm, chị định vị số điện thoại của anh ta làm gì? Chị muốn đi tìm anh ta sao? Không phải định vị dãy số này, định vị số điện thoại đang gọi đến số máy của cậu ấy. Mộc Hàm tức giận nói. Yêu Yêu vừa lóc cóc gõ phím vừa tiếp tục nói. Chị Hàm, chị điều tra ai gọi điện thoại cho Hạ Thiên sao? Chẳng lẽ chị muốn vượt rào, muốn tìm kẻ thứ ba để tính sổ à? Yêu Yêu, em câm miệng ngay. Mộc Hàm đột nhiên giống lên trong điện thoại. Mau nói cho chị biết tọa độ của đối phương, không nói những lời khác. Tìm người thứ ba để tính sổ sao? Bây giờ nàng là vợ thứ ba, không đúng, đúng là gặp quỷ, là vợ nhỏ thứ hai. Chị Hàm, đừng tức giận, tọa độ là... Cuối cùng Yêu Yêu cũng nói ra một tọa độ, Mộc Hàm lập tức nói cho Kiều Tiểu Kiều, sau đó đưa tọa độ vào GPS, có tọa độ này thì Kiều Tiểu Kiều cũng biết nên chạy đến đâu. Hi hi, chị Hàm, bây giờ tín hiệu điện thoại của chị đang ở cùng vị trí với Hạ Thiên. Giọng nói của Yêu Yêu tiếp tục vang lên trong điện thoại. Thì ra các người ở cùng một chỗ, nhưng chị Hàm này, chị không phải đã đồng ý gả cho Lâm Tử Hào sao? Mới đây mà đã chuyển hàng rồi à? Nhưng không sao, em bao chị. Nhà đầu chết tiệt, đều là chuyện tốt em gây ra, em cứ ở đó mà hả hê. Mộc Hàm tức giận không thôi, nàng lập tức cúp điện thoại. Nàng đột nhiên cảm thấy Yêu Yêu và Hạ Thiên khá giống nhau, chính là những kẻ dở hơi, hai người nếu ở cùng một chỗ thì đúng là phối hợp tuyệt vời. Hạ Thiên vẫn tiếp tục nói chuyện với Liễu Mộng, hai bên trò chuyện nửa giờ. Mãi đến khi nhóm Hạ Thiên đi đến một địa phương cực kỳ vắng vẻ ở vùng ngoại thành mới tìm được Liễu Mộng. Sau đó nàng cúp điện thoại bổ nhào vào lòng Hạ Thiên. Tiểu bại hoại, là tên kia muốn ức hiếp chị. Liễu Mộng chỉ vào một chiếc xe Mercedes-Benz, trong xe có một người đàn ông hơn 30, người này đang gục đầu vào vô lăng, thất khiếu chảy máu, đã không còn chút khí tức nào. Chồng à, nếu không thì em điện thoại cho đại ca, anh ấy sẽ biết cách xử lý chuyện này thế nào. Tiểu Kiều nói, người này muốn làm nhục Liễu Mộng, bây giờ bị Liễu Mộng đánh chết. Nếu dựa theo lý thì cũng là tự bảo vệ mình. Nhưng dù sao kết quả cũng có người chết, truy cứu trách nhiệm sẽ rất phiền toái. Để đó tôi xử lý. Mộc Hàm nở nụ cười quyến rũ nhìn Hạ Thiên. Chồng, anh đưa Tiểu Kiều và chị Mộng về trước, chuyện nơi đây cứ giao cho chị là được, chị đảm bảo sẽ xử lý sạch sẽ mà không có phiền phức gì. Được rồi, Tiểu bại hoại, chúng ta đi nhanh lên, chị không muốn ở lại chỗ này. Liễu Mộng liên tục gật đầu. Nàng là người hôn mê vài chục năm, lá gan cũng lớn hơn những cô gái thông thường, nhưng đây là lần đầu tiên nàng đánh chết người, trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Đặc biệt là hôn mê lâu làm nàng cảm nhận điều đó giống như một ngục tối, bây giờ nàng cực kỳ sợ hãi với ngục tù, sợ rằng lần này mình sẽ bị nhốt vào nhà giam. Hạ Thiên có thể cảm nhận được sự sợ hãi của Liễu Mộc, vì vậy hắn lập tức đồng ý với lời đề nghị của Mộc Hàm. Trong lòng Mộc Hàm cảm thấy rất mừng. Cuối cùng cũng có được cơ hội thoát khỏi lưu manh Hạ Thiên, nhưng ngay sau đó nàng cảm thấy mình vui mừng quá sớm. Mộc Hàm cảm thấy tay mình nhẹ đi, điện thoại bị Hạ Thiên cướp lấy, sau đó hắn lấy điện thoại của nàng gọi cho số nào đó, rõ ràng hắn lưu lại số của mình và gọi lại để tiếp tục lưu lại ở máy bên kia. Phải thường xuyên điện thoại cho tôi, nếu không đến khi tôi tìm được chị thì sẽ tiếp tục test đít. Hạ Thiên trả lại điện thoại cho Mộc Hàm, sau đó hắn còn bóp nhẹ lên mông nàng. Hắn phát hiện mình có chút yêu thích cảm giác của cặp mông mềm mại, độ co giãn rất tốt. Chồng, chị sẽ thường xuyên điện thoại. Mộc Hàm cảm thấy mông truyền đến cảm giác khác thường mà trong lòng lại xấu hổ, nhưng biểu hiện của nàng vẫn rất dịu dàng quyến rũ, nàng chỉ thầm nghĩ đuổi đối phương đi cho nhanh, sự việc sau này thì sau này hãy nói. Tiểu bại hoại, đi mau. Liễu Mộng thúc giục, khoảnh khắc này Mộc Hàm không khỏi thầm cảm tạ Liễu Mộng, trong lòng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ đây là vợ cả của Lưu Manh? Mộc Hàm nhìn Hạ Thiên ôm Liễu Mộng đi vào xe, mà Kiều Tiểu Kiều cũng đã vào xe, sau đó xe khởi động phóng đi. Cuối cùng Mộc Hàm cũng thở dài một hơi, nàng lấy điện thoại ra bấm một dãy số.
phái hai người đến dọn vệ sinh, có rác cần xử lý. Hạ Thiên đi trên đường và nhận được điện thoại của Liễu Vân Mạn, nàng dùng giọng lo lắng nói. Hạ Thiên, có phải cô đi tìm cậu không? Tôi vừa rời khỏi phòng giải phẫu, bà nội nói không thấy cô. Chị Vân Mạn, chị Mộng đang ở bên cạnh tôi. Hạ Thiên trả lời. Liễu Vân Mạn khẽ thở ra một hơi. Vậy thì tốt rồi, làm tôi sợ muốn chết, cô đi một mình trong đêm, tôi sợ cô xảy ra chuyện. Rõ ràng Liễu Vân Mạn lo lắng cũng không thừa, vì Liễu Mộng thật sự xảy ra chuyện, may mà cũng không thiệt thòi gì. Tiểu Bại Hoại, nói cho Vân Mạn biết, chị không về nhà nữa đâu. Liễu Mộng nằm trong lòng Hạ Thiên mà lầm bầm một câu. Không cần Hạ Thiên chuyển cáo, Liễu Vân Mạn đã nghe được lời nói của Liễu Mộng trong điện thoại, nàng vội vàng nói. Hạ Thiên, trước tiên cậu chăm sóc cô cho tốt, sau khi tan tầm tôi sẽ đến tìm cậu. Được, chị Vân Mạn. Hạ Thiên đáp ứng. Sau khi biết Liễu Mộng đã an toàn thì Liễu Vân Mạn cũng không nói thêm điều gì, nàng nhanh chóng cúp điện thoại. Tiểu Bại Hoại, có chuyện này rất kỳ quái, chị mới đánh tên xấu xa kia một quyền, sao hắn lại chết ngay được? Liễu Mộng đột nhiên hỏi. Chị Mộng, có phải chị dùng hết sức đấm hắn không? Hạ Thiên cũng hiểu có chuyện gì xảy ra. Liễu Mộng ừ một tiếng. Đúng vậy, Lưu Manh muốn sàm sỡ chị, lúc đó chị quính lên, tất nhiên sẽ dùng hết sức lực. Chị Mộng, bây giờ chị rất mạnh, một quyền kia lại trúng đầu đối phương, dù là em trúng một quyền của chị vào đầu cũng khó thể chịu được. Hạ Thiên giải thích, tên khốn kia chỉ là người thường, bị chị đánh chết cũng là bình thường. Có phải như vậy không? Liễu Mộng có chút mừng rỡ. Tiểu Bại Hoại, bây giờ có phải chị đã đánh đấm lợi hại rồi không? Điều này, Hạ Thiên gãi gãi đầu. Chị Mộng, thật ra chị chỉ mạnh mà thôi, không thể tính là giỏi đánh đấm. Nếu chị có thể đánh trúng đối phương thì sẽ thắng, nhưng nếu là đánh nhau thật sự thì chị chưa hẳn đánh trúng được đối phương. Liễu Mộng bắt đầu có chút thất vọng. Như vậy sao, chị còn tưởng rằng mình đã rất giỏi rồi chứ? Nói như vậy sau này ai ức hiếp thì chị sẽ đánh hắn. Chị Mộng, không sao, có người ức hiếp chị thì tôi sẽ giúp. Hạ Thiên vội vàng nói. Liễu Mộng cong miệng lên. Như vậy không được, tự mình đánh vẫn sướng hơn. Hạ Thiên cũng thích tự mình ra tay, vì vậy hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Chị Mộng, nếu không tôi dạy chị võ công nhé. Hay, rất hay. Liễu Mộng tung tăng như chim sẻ. Tiểu Bại Hoại, cậu dạy chị võ công, sau này chị thấy kẻ nào không vừa mắt thì đánh cho bỏ ghét. Nhưng ngay sau đó Liễu Mộng lại nghĩ đến vấn đề gì đó, vẻ mặt nàng có chút ảm đạm. Nhưng mà này, Tiểu Bại Hoại, nghe nói học võ phải bắt đầu từ bé, chị đã lớn tướng thế này còn học gì nữa? Dù Liễu Mộng chỉ có tâm tình của đứa bé 16 nhưng không thể phủ nhận thân thể của nàng đã là 36, những chỗ nào nên phát dục thì đã bành trướng, cũng không tính là dẻo dai. Thực tế một người 16 tuổi học võ đã là rất khó, chưa nói đến một người 36 tuổi. Chương 103, kế hoạch cấp tốc dạy ma nữ. Chị Mộng, chị thì khác, chị rất đặc biệt. Hạ Thiên hắn chặt mông của Liễu Mộng, hắn ra vẻ an ủi. Chỉ cần chị tình nguyện thì em có thể biến chị thành nữ hiệp đệ nhất thiên hạ. Tiểu Bại Hoại, cậu nói thật sao? Liễu Mộng lập tức cao hứng trở lại, nàng vẫn còn tâm tính trẻ con, tâm tình thường thay đổi thất thường, không vui thì lập tức trở mặt, nhưng chỉ sau nháy mắt đã khôi phục nụ cười sáng lạn. Tất nhiên là thật, chị là vợ tôi, sao tôi phải lừa chị? Hạ Thiên dùng giọng sắt son nói. Vậy nhé. Liễu Mộng rất vui, nàng vươn người dậy rồi hôn lên mặt Hạ Thiên một cái. Tiểu Bại Hoại, cũng chỉ có cậu tốt với chị, chúng ta mau về nhà, sau đó cậu dạy võ cho chị, nhưng chị không muốn làm nữ hiệp, chị muốn làm ma nữ. Hạ Thiên có chút mơ hồ. Chị Mộng, sao chị lại muốn làm ma nữ? Hi hi, ma nữ tốt hơn, người được hoan nghênh nhất trong tiểu thuyết không phải là ma nữ sao? Hơn nữa ma nữ có thể ức hiếp người khác, chị muốn làm ma nữ đệ nhất thiên hạ, chuyên ức hiếp người khác. Liễu Mộng dùng giọng vui vẻ nói. Kiều Tiểu Kiều lái xe mà không nói lời nào, chỉ cần dựa vào lời nói kia của Liễu Mộng, nàng biết đối phương có tố chất làm ma nữ. Được rồi, chị Mộng, chị thích làm ma nữ thì làm ma nữ. Hạ Thiên cũng không phản đối vấn đề này, dù Liễu Mộng là hiệp khách hay ma nữ thì cũng là vợ hắn muốn ức hiếp ai thì cứ tự nhiên. Có thể không bao lâu sau Hạ Thiên lập tức phát hiện Liễu Mộng làm ma nữ cũng không phải chuyện gì tốt, vì vừa về tới tòa nhà Kiều gia thì Liễu Mộng đã quấn lấy hắn đòi dạy võ công.
Đáng lý ra chuyện học võ không phải một sớm một chiều, nhưng Liễu Mộng tính tình nôn nóng, nàng hận không thể dùng một đêm biến mình thành ma nữ. Vì vậy đêm nay Hạ Thiên bắt đầu quá trình tạo ra ma nữ, mà Liễu Mộng thật sự có tiềm chất làm ma nữ. Đầu tiên nàng có gương mặt thiên sứ và dáng người ma quỷ, sau đó nàng còn có tiềm chất trở thành cao thủ võ lâm, mà cuối cùng nàng là người không nói lý. Đây là ba yếu tố của ma nữ, ngoài vấn đề võ công thì tính cách rất phù hợp, chỉ cần rèn luyện là có thể trở thành ma nữ đệ nhất thiên hạ. Thật ra Liễu Mộng đã 36 tuổi nhưng tâm tình lại chỉ là 16, thậm chí còn chưa đến 16, phải gọi là người lớn mà tâm tình trẻ thơ. Một người thế này muốn học võ thật sự rất phiền toái, vì vậy lúc đầu Hạ Thiên cũng không có suy tính muốn dạy võ cho nàng, nhưng bây giờ nàng muốn học thì hắn không thể không dạy. Liễu Mộng lại không chút lo lắng. Nếu dựa theo quá trình bình thường thì tuổi 36 bắt đầu học võ sẽ không có thành tựu, nhưng Hạ Thiên cũng không gạt nàng, đúng là nàng không giống người thường, nàng rất đặc biệt. Nàng không những giống như Hạ Thiên, là người có băng hỏa linh thể trời sinh, hơn nữa còn là băng hỏa linh thể 36 năm. Vài ngày trước nàng đã được học băng hỏa thần quyết, có được băng hỏa linh khí còn mạnh hơn cả Hạ Thiên. Bây giờ nếu nàng biết cách vận dụng hoàn toàn băng hỏa linh khí, nếu so về sức mạnh thì Hạ Thiên thua xa. Mà đầu tiên Hạ Thiên muốn dạy Liễu Mộng cách khống chế băng hỏa linh khí, muốn làm một ma nữ hợp cách thì ra tay phải có người chết, phải biết rõ độ mạnh yếu khi ra tay, ức hiếp người và giết người là hai việc hoàn toàn khác nhau. Liễu Mộng thích ức hiếp người khác mà không phải giết người, vì vậy cần phải học cách khống chế lực đạo. Khi Hạ Thiên chỉ dạy Liễu Mộng cách khống chế lực lượng thì Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi cũng ở bên cạnh, các nàng đang học tập bộ pháp nhưng khi nghe nội dung của Hạ Thiên thì cũng không nói gì. Chị Mộng, nếu chị muốn đánh người ta rơi hai cái răng thì khí lực thế này là đủ. Muốn cho toàn bộ răng, trào hàm, thì phải dùng lực ở mức này. Muốn đánh gãy tay thì dùng như vậy. Đánh gãy chân thì thế này. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi nghe thấy như vậy thì không khỏi nhìn Liễu Mộng, tên lưu manh đang dạy cho một nữ lưu manh phá hoại phố phường sao. Rõ ràng Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi đã đánh giá thấp mục tiêu của Liễu Mộng, nàng không muốn làm một nữ lưu manh nho nhỏ. Nàng muốn làm ma nữ đệ nhất thiên hạ, cấp bậc khác biệt quá lớn. Vì muốn trở thành một ma nữ mà người gặp người thích quỷ gặp quỷ thương nên Liễu Mộng học tập rất chân thành, rất chuyên chú, vì vậy tốc độ học tập rất nhanh. Dù trước đây nàng chưa từng học võ nhưng có được sự chỉ bảo tận tình của một sư phụ Hạ Thiên, chỉ sau một buổi tối thì nàng đã biết cách sử dụng băng hỏa linh khí một cách tự nhiên. Rắc, một chiếc ghế gãy. Ầm, một cái bàn sụp xuống. Đùng. Một tấm ván bị chặt đứt. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi đã không còn tâm tình luyện bộ pháp, các nàng nhìn Liễu Mộng gây tai họa cho các dụng cụ trong phòng mà trợn mắt há mồm và có chút hâm mộ. Khi hai nàng nhìn thấy Liễu Mộng dùng tay làm cho những chiếc chân ghế bằng kim loại vo thành quả bóng thì ánh mắt đã trở nên kinh hoàng. Liễu Mộng giằng co với bàn ghế cả buổi tối, nàng biến chúng từ to thành nhỏ, cuối cùng thì tất cả trở thành gỗ vụn và bóng sắt, sau đó nàng không còn hứng thú để tiếp tục. Tiểu bại hoại, tiếp tục dạy võ cho chị nào. Liễu Mộng không biết có phải vì nguyên nhân đã hôn mê vài chục năm hay không mà bây giờ không thích ngủ, suốt đêm không ngủ mà nàng vẫn có vẻ tràn đầy tinh lực, không có chút cảm giác buồn ngủ. Hạ Thiên không khỏi ngáp một cái. Chị Mộng, chị còn chưa muốn ngủ xoa. Chị không ngủ, mày dạy võ cho chị. Liễu Mộng chụp lấy cánh tay Hạ Thiên, nàng dùng giọng nũng nịu nói. Được rồi. Hạ Thiên không còn cách nào khác. Chị Hinh, chị cùng hai cô ấy luyện phiêu miểu bộ đi. Thứ gọi là phiêu miểu bộ chính là bộ pháp mà Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi đang học. Sau khi học xong bộ pháp này, chẳng những có thể thoải mái né tránh đòn tấn công của kẻ địch, hơn nữa còn có thể bất ngờ tấn công kẻ địch. Đối với Hạ Thiên thì chỉ cần Liễu Mộng học được phiêu miểu bộ, sau đó nàng sẽ trở thành cao thủ. Sau khi chỉ Liễu Mộng học phiêu miểu bộ thì Hạ Thiên cũng khó thể cưỡng lại giấc ngủ, hắn để Liễu Mộng ở lại tập một mình. Chính mình thì đi vào gian phòng của Kiều Tiểu Kiều lên giường nằm ngủ. Khi không ngủ được bao lâu, đến trưa Hạ Thiên bị điện thoại đánh thức. Hạ Thiên à, tôi là Lý Bình. Đầu bên kia vang lên một giọng nam. Lý đại ca, có chuyện gì không? Hạ Thiên dùng giọng mơ hồ hỏi. Hạ Thiên, trưa nay cậu có rảnh không? Tôi muốn mời cậu dùng cơm, thuận tiện giới thiệu người đẹp cho cậu. Lý Bình nói trong điện thoại. Người đẹp. Hạ Thiên lập tức thanh tỉnh. Có, tất nhiên là có, Lý đại ca, anh đang ở đâu? Hạ Thiên vội vàng hỏi, có người đẹp giới thiệu thì có không rảnh cũng rảnh. Hơn nữa bây giờ hắn cũng không có việc gì làm, Liễu Mộng đang học phiêu miểu bộ, ít nhất cũng phải vài ngày mới có thành tựu.
Còn Kiều Tiểu Kiều, ám ảnh đoàn cũng không đến nhanh như vậy, có Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi bảo vệ thì hắn cũng không quá lo lắng. Đường Trung Nam có một quán Hương Mãn Viên, cậu có biết chỗ này không? Lý Bình hỏi. Hương Mãn Viên sao? Biết, tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên cảm thấy rất trùng hợp, hắn không quen thuộc thành phố Giang Hải, nhưng hắn lại biết Hương Mãn Viên, trước đó Kiều Tiểu Kiều đã đưa hắn đến một lần. Chúng tôi sẽ ở đây chờ cậu. Lý Bình giống như thở ra một hơi, rõ ràng trước đó hắn sợ Hạ Thiên sẽ không đi. Hạ Thiên nhanh chóng rời khỏi giường, đánh răng rửa mặt, sau đó nói với Kiều Tiểu Kiều một tiếng rồi rời khỏi tòa nhà Kiều gia. Hắn bắt một chiếc taxi phóng về phía Mãn Hương Viên. Tòa nhà Kiều gia cách không xa Mãn Hương Viên, trên đường cũng không kẹt xe, vì vậy chỉ mất 10 phút thì Hạ Thiên đã đến nơi. Lúc này Lý Bình đã đứng chờ ở cửa, hắn thấy Hạ Thiên xuống xe thì tiến lên đón chào. Hạ Thiên hất đầu hỏi. Không phải anh nói giới thiệu người đẹp cho tôi sao? Sao tôi chỉ thấy mình anh thế này? Lý Bình không nói gì, hắn nghĩ không sai, Hạ Thiên bị thu hút đến đây chỉ vì có hai chữ người đẹp. Lý Bình đã sớm biết điều này, biết người đẹp sẽ có sức hút, vì vậy vừa rồi gọi điện thoại đã cố ý nói như thế. Nếu không thì trời đánh sẽ chẳng làm Hạ Thiên quan tâm, sợ rằng đối phương cũng chẳng thèm nể mặt Lý Bình hắn. Cô ấy đang chờ bên trong, chúng ta vào là có thể gặp mặt. Lý Bình vội vàng giải thích, thật ra hắn cũng không gạt Hạ Thiên, hôm nay thật sự có người đẹp, nhưng chỉ là giới thiệu người đẹp mà thôi. Hai người đi vào một gian phòng nhỏ, người phụ nữ bên trong đã đứng lên. Như lời Lý Bình đã nói, đây là một người đẹp, gương mặt tuyệt đẹp, làn da không phải rất trắng nhưng trông rất khỏe mạnh, nhưng hấp dẫn người ta là cặp mắt sắc, quyến rũ kinh người. Đồng thời nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy trong mắt chất chứa u buồn, mà càng u buồn càng làm tăng vẻ quyến rũ của nàng. Người đẹp khoảng 30 tuổi, một bộ váy màu đen bao trọn thân thể trưởng thành bốc lửa của nàng, chân đi giày cao gót, nàng vốn đã cao, bây giờ mang giày cao gót thì càng cao hơn. Khi gặp mặt thì Hạ Thiên không khỏi nhớ đến Diệp Mộng Oánh, trên người cả hai có cùng khí chất, nhưng khác biệt là lần đầu tiên gặp mặt Diệp Mộng Oánh làm cho người ta sinh ra cảm giác xa lạ, nhưng biểu hiện của người đẹp này lại làm người ta sinh ra cảm giác gần gũi bình dị, cũng như nụ cười mê người trên mặt nàng lúc này. Chào cậu, có phải cậu là Hạ Thiên tiên sinh không? Người đẹp tiến lên một bước, sau đó nàng đưa bàn tay trắng nõn đến trước mặt Hạ Thiên. Tôi là Hạ Thiên. Hạ Thiên nắm tay người đẹp không chút khách khí. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị tên gì? Tôi là Vân Thanh. Người đẹp rút tay về không chút biểu cảm. Hạ tiên sinh, cậu có thể gọi tôi là Vân Thanh, hoặc là luật sư Vân. Hạ Thiên, luật sư Vân, hai người ngồi xuống nói chuyện. Lý Bình mời cả hai ngồi xuống, hắn tự giác ngồi xa hai người, mà Hạ Thiên tất nhiên phải sát lại gần Vân Thanh. Chương 104, nữ luật sư xinh đẹp. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào gương mặt của Vân Thanh, bộ dạng giống như nhìn cả đời không chán. Chị Vân Thanh, có gì chị cứ nói, tôi sẽ giúp. Hạ Thiên đáp ứng sảng khoái như vậy thì lập tức làm cho hai hàng chân mày xinh đẹp của Vân Thanh chợt nhíu lại, nàng không khỏi liếc mắt nhìn Lý Bình, chẳng lẽ Lý Bình gạt Hạ Thiên đến đây sao? Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận thì Vân Thanh cảm thấy không có khả năng này, nàng và Lý Bình chỉ quen biết vài năm, năm xưa hắn còn theo đuổi nàng mà đến bây giờ vẫn còn chưa hết hy vọng. Vì vậy Lý Bình không thể nào gạt mình và Hạ Thiên, như vậy sẽ không có gì tốt. Hạ tiên sinh, cậu còn nhớ Mạc Tử Luân và Lê San không? Vân Thanh suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Nhớ, chính là cặp vợ chồng bị sát thủ xử lý ở khu dân cư Kim Thái. Hạ Thiên tất nhiên nhớ rõ chuyện này, đó là chuyện xảy ra khi hắn cùng đi với Lãnh Băng Băng, sao không nhớ cho được. Vân Thanh nói ra sự kiện này cũng tin Lý Bình không gạt mình, chuyện này quả nhiên có liên quan đến Hạ Thiên. Trên mặt Vân Thanh xuất hiện chút thương tâm. Hạ tiên sinh, Mạc Tử Luân và Lê San đều là bạn của tôi rất muốn điều tra kẻ đứng sau vụ thuê sát thủ giết hại hai người này, nhưng phía cục cảnh sát không có tin tức hiệu quả. Lý Bình nói cho tôi biết cậu là người lần đầu tiên nhìn ra vụ án do sát thủ ra tay, hơn nữa còn tự tay bắt được sát thủ. Vì vậy tôi tin cậu có năng lực tìm được hung phạm đứng ở phía sau. Hôm nay tôi đến chỉ mong sao cậu có thể giúp tôi về vấn đề này. Tôi không thể để cho Mạc Tử Luân và Lê San chết chẳng nhắm mắt. Chuyện này sao? Hạ Thiên gãi gãi đầu. Chị Vân Thanh, có lẽ có chút phiền phức, tên sát thủ kia đã bị cảnh sát tỉ tỉ chụp được, chị ấy cũng không cho tôi thẩm vấn. Hơn nữa đối với sát thủ thì bình thường không được biết thân phận của cố chủ, vì cố chủ sẽ không liên lạc trực tiếp với sát thủ, vì vậy tìm ra người đứng sau màn là rất khó.
Lý Bình nghe thấy Hạ Thiên nói như vậy thì không khỏi gật đầu. Luật sư Vân, thật ra Hạ Thiên nói rất đúng, anh thấy em không nên tra vụ này, sợ rằng còn mang đến cho em họa sát thân. Lý Bình, em biết rõ anh nghĩ tốt cho em, nhưng Mạc Tử Luân và Lê San là bạn thân của em 20 năm, cả đời này em cũng chỉ có hai người bọn họ là bạn thân nhất, bây giờ bọn họ chết thảm, còn để lại một con gái 5 tuổi, em không thể không xen vào chuyện này. Vân Thanh có vẻ rất quả quyết. Em nhất định phải tìm ra đám khốn kiếp kia, phải cho bọn họ đền mạng cho Mạc Tử Luân và Lê San. Vân Thanh dừng lại một chút rồi hỏi Hạ Thiên. Hạ tiên sinh, chẳng lẽ không còn biện pháp gì tìm ra kẻ đứng phía sau sao? Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Thật ra cũng không phải không có, còn có một biện pháp khá đơn giản. Biện pháp gì? Vân Thanh vội hỏi. Chính là theo chân những kẻ có thù oán với hai vợ chồng bọn họ, từng bước thẩm vấn, cuối cùng có thể tìm ra hung thủ đứng sau màn. Hạ Thiên trả lời. Lý Bình có chút sở khóc sở cười, đây là biện pháp đơn giản sao? Vân Thanh cũng suy nghĩ một lúc lâu mà không nói gì, vẻ mặt nàng biến đổi vài lượt, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Luật sư Vân, em không muốn làm như vậy đấy chứ? Lý Bình hỏi bằng giọng có chút lo lắng. Em là luật sư, em cũng biết làm vậy là trái pháp luật, chính em cũng rơi vào con đường không tốt. Em hiểu. Vân Thanh nở nụ cười miễn cưỡng. Lý Bình, anh đừng lo, em sẽ không làm bậy. Hôm nay em tìm đến Hạ tiên sinh chỉ là muốn thử vận may, nếu không có biện pháp thì em cũng không thể gò ép. Vân Thanh lập tức di chuyển chủ đề, nàng ra vẻ như chưa từng có vấn đề gì phát sinh. Thôi được rồi, hôm nay không bàn về vấn đề này nữa, mọi người dùng cơm thôi. Lý Bình thầm lắc đầu, với những hiểu biết của hắn về Vân Thanh, hắn tin nàng không đơn giản bỏ qua như vậy. Nhưng hắn cũng biết nhiều chuyện về vụ án này, bên trên có người tạo áp lực làm Lãnh Băng Băng nhanh chóng kết án. Tuy Lãnh Băng Băng tạm thời còn chưa kết án nhưng tình hình không tiến triển, sợ rằng sẽ không chống được bao lâu nữa, mấy ngày sau sẽ phải kết án. Điều này cũng đã nói rõ vụ án khó thể tiếp tục điều tra, mà nguyên nhân Mạc Tử Luân và Lê San bị giết chỉ sợ cũng không đơn giản. Vân Thanh cũng coi là luật sư có tiếng trong thành phố Giang Hải, nhưng dù có danh tiếng thì cũng chỉ là một luật sư, còn là một người phụ nữ. Nàng không có hậu trường vững mạnh, nếu bị người đối phó thì chắc chắn sẽ sinh phiền toái lớn, nhẹ thì vứt bỏ bát cơm, nặng thì theo chân Mạc Tử Luân và Lê San. Trước nay Lý Bình luôn có cảm tình với người phụ nữ xinh đẹp và độc lập này, hơn nữa hắn đã từng theo đuổi nàng. Nhưng hắn cũng dần phát hiện biểu hiện của Vân Thanh nhìn qua có vẻ gần gũi, thực tế thì trong lòng nàng lại từ chối tất cả mọi người. Sở dĩ nàng dễ gần vì chức nghiệp luật sư, nàng cần liên hệ với nhiều người, không thể quá lạnh lùng. Những ngày gần đây Vân Thanh liên tục đến cục cảnh sát tìm tin tức mới, nói rằng sẽ điều tra cho rõ ràng, điều này làm Lý Bình sợ nàng sinh chuyện. Cuối cùng hắn chợt lóe lên linh quang, quyết định giới thiệu Vân Thanh cho Hạ Thiên. Lý Bình thấy nếu có sự hỗ trợ của Hạ Thiên, dù Vân Thanh không điều tra được hung thủ đứng phía sau nhưng sẽ không có vấn đề trên phương diện an toàn. Nhưng Lý Bình nhìn thấy ánh mắt chằm chằm của Hạ Thiên với Vân Thanh mà cũng sinh ra chút buồn bực, ý nghĩ của tiểu tử kia đã quá rõ ràng. Nhưng nghĩ lại cũng bỏ qua, Lý Bình hắn không thể theo đuổi được Vân Thanh, nếu tiểu tử kia có bản lĩnh tóm cả Vân Thanh và người đẹp băng giá, như vậy Lý Bình sẽ tâm phục khẩu phục. Trong lúc Lý Bình miên man suy nghĩ thì điện thoại vang lên, cục cảnh sát thông báo có án, hắn phải nhanh chóng quay về. Gặp quỷ thật rồi, sao gần đây nhiều án như vậy? Lý Bình bực tức nói, sau đó hắn cáo từ hai người. Luật sư Vân, Hạ Thiên, tôi phải đi trước, hai người cứ dùng cơm, sau này gặp lại. Lý Bình, hôm nay cảm ơn anh. Vân Thanh đứng dậy tiễn Lý Bình. Cũng không biết sau này em có mắng anh không nữa. Lý Bình cười khổ nói một câu khó thể giải thích, sau đó hắn vội vàng bỏ đi. Mà lúc này trong phòng chỉ còn lại Hạ Thiên và Vân Thanh, đối với Hạ Thiên thì đây rõ ràng là sự việc khó thể cầu. Hạ tiên sinh, cậu thật sự đồng ý giúp tôi sao? Vân Thanh trở lại chỗ ngồi, nàng dùng ánh mắt khác thường nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Vân Thanh. Tất nhiên là thật, chị xinh đẹp như vậy, sao tôi lại lừa chị? Vân Thanh không thể nào hiểu rõ lý luận của Hạ Thiên, nàng tiếp tục hỏi. Chúng ta mới gặp nhau lần đầu, sao cậu tình nguyện giúp tôi? Vì chị đẹp. Hạ Thiên nói bằng giọng đương nhiên. Vân Thanh lập tức hiểu ra. Đây là một con sắc lang, nhưng sắc lang này có điểm khác biệt, hắn tương đối thẳng thắn, trực tiếp thừa nhận là nhìn nàng vừa ý. Hạ tiên sinh, tôi phải nói cho cậu biết,
nếu cậu giúp thì tôi chỉ có thể trả thù lao cho cậu, những thù lao ở phương diện khác tôi không cho được. Vân Thanh nói rất rõ ràng. Hạ Thiên không quan tâm. Không sao, tôi không cần thù lao. Vân Thanh lại sững sốt. Hạ tiên sinh, cậu giúp tôi mà không cần thù lao sao? Hạ Thiên gật đầu chăm chú. Đúng vậy, nếu tôi lấy tiền giúp chị điều tra hung thủ, như vậy sẽ là thám tử tư của chị. Tam sư phụ của tôi nói, thân phận của thám tử tư bây giờ rất thấp, với thân phận của tôi thì không thể làm chuyện này. Vân Thanh muốn hỏi thân phận của đối phương là gì, nhưng cuối cùng nàng cũng nhẫn nhịn, vì nàng thấy như vậy rất mất lịch sự. Nhưng nàng không biết trên đời thật sự có người tình nguyện trợ giúp mà không nhận tiền sao. Nàng biết rõ người ta có ý với mình, nhưng nàng đã nói chỉ có thể dùng tiền để chi trả, chẳng lẽ đối phương không nghe rõ sao? Nếu cậu giúp tôi mà không có ràng buộc gì, cậu không biết như vậy rất có hại sao? Vân Thanh vẫn phải hỏi lại, vì nàng muốn xác nhận người ta có thật tình muốn giúp hay không, chỉ như vậy nàng mới dám nói ra những tin tức bí mật. Hạ Thiên cười hì hì. Chị Vân Thanh, tôi mà thiệt thòi sao? Chị xinh đẹp, dáng người rất tuyệt, cũng sắp ngang bằng cảnh sát tỷ tỷ. Tôi giúp chị tìm ra hung thủ, sau này chị phải làm vợ tôi. Vẻ mặt Vân Thanh hơi biến đổi, trong giọng nói mang theo chút bất mãn. Hạ tiên sinh, tôi thấy cậu vẫn chưa hiểu ý của tôi. Vừa rồi tôi đã nói rất rõ ràng, tôi chỉ có thể cho cậu tiền thù lao, nếu cậu có ý gì khác thì tôi cũng không thể trả cho cậu. Hạ Thiên nói với vẻ mặt vô tội. Chị Vân Thanh, tôi nào có hiểu lầm, tôi chỉ giúp chị vài việc, không cần chị lấy thân báo đáp. Hạ tiên sinh, cậu nói câu vừa rồi là có ý gì? Vân Thanh cố nén giận, nàng có việc cầu người, tất nhiên sẽ không muốn gây loạn với Hạ Thiên. Chị Vân Thanh, ý của tôi rất đơn giản, bây giờ tôi giúp chị, đợi đến khi chúng ta quen thuộc, chị nhất định sẽ thích tôi, sau đó tình nguyện làm vợ tôi, vì vậy cuối cùng tôi cũng không có gì thiệt thòi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Vân Thanh nhìn Hạ Thiên mà một lúc lâu sau vẫn không nói lời nào, người này bị tự kỷ sao? Sao còn nói nàng nhất định sẽ thích hắn? Dù Vân Thanh đã nhìn kỹ bộ dạng của Hạ Thiên, nhưng bây giờ nàng cũng phải xem xét lại, cuối cùng nàng đưa ra kết luận. Người này không đẹp trai, tuổi còn quá nhỏ, còn chưa đến 20, đối với một người phụ nữ 30 như nàng thì hắn rõ ràng là con nít hỉ mũi chưa sạch, căn bản không phải món nàng thích. Dù nàng không thể lấy chồng cũng không muốn cho, phi công trẻ lái máy bay bà già. Vân Thanh có chút hối hận. Sớm biết Hạ Thiên là người như vậy thì nàng sẽ không tìm đến hắn, người này làm người ta sinh ra cảm giác không đáng tin. Khoảnh khắc này nàng lập tức thay đổi ý kiến, quyết định sau này sẽ không tìm đến Hạ Thiên, chuyện này sẽ tìm người khác hỗ trợ. Nhưng Vân Thanh nghĩ đến vấn đề Hạ Thiên là người bắt được sát thủ sát hại bạn mình, vì vậy nàng quyết định nói cho rõ ràng, để đối phương hết hy vọng. Đây cũng là nguyên tắc trước sau như một của nàng, những người đàn ông theo đuổi thường bị nàng từ chối thẳng thừng trước khi có quan hệ quá sâu. Như vậy hai bên sẽ tốt hơn, tránh tình cảnh ướt át bẩn thỉu. Hạ tiên sinh, xin hỏi cậu bao nhiêu tuổi rồi? Trong lòng có ý nghĩ, Vân Thanh lập tức mở miệng hỏi. Chương 105, tai nạn xe. Chị Vân Thanh, tôi 19 tuổi. Hạ Thiên cười hì hì nói. 18 tuổi đã được coi là thành niên, vì vậy tôi đã là người trưởng thành rồi. Cậu biết tôi bao nhiêu rồi không? Vân Thanh lại hỏi. Hạ Thiên lắc đầu. Không biết. Còn 2 tháng nữa là đúng 30. Vân Thanh nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Hạ tiên sinh, nói cách khác tôi lớn hơn cậu 11 tuổi. Hạ Thiên cũng dùng ánh mắt mê hoặc nhìn Vân Thanh. Có vấn đề gì sao? Vân Thanh lập tức cảm thấy đau đầu, người này sao ngu ngốc như vậy? Có vấn đề gì sao? Tuy những năm gần đây thường hay có tình cảnh chị em yêu nhau, phi công trẻ lái máy bay bà già nhưng cách biệt cũng đừng nên quá nhiều. Tuy nói phụ nữ có thể tìm chồng thoải mái, nhưng nàng tìm chồng chứ không phải tìm con. Không có biện pháp, nếu Hạ Thiên không thông minh thì Vân Thanh phải nói cho rõ ràng. Hạ tiên sinh, tôi nói cho cậu biết, chúng ta không thích hợp, tuổi tôi lớn hơn cậu quá nhiều, vì vậy cậu không cần mơ mộng tôi sẽ thích cậu, vì vậy tôi sẽ không thể làm vợ cậu. Hạ Thiên cười hì hì nói. Chị Vân Thanh, chị chỉ lớn hơn tôi 11 tuổi mà thôi, thần tiên tỷ tỷ còn nhiều tuổi hơn tôi. Chị Mộng cũng lớn tuổi hơn chị, nhưng nào có gì đâu. Thích, Hạ tiên sinh, anh nói ai là thần tiên tỷ tỷ? Vân Thanh không khỏi hỏi. Thần tiên tỷ tỷ là vợ của tôi, chị Mộng cũng là như vậy, tôi cảm thấy lớn tuổi hơn cũng không sao, tôi thích người cao tuổi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Vân Thanh không khỏi lắc đầu,
thì ra người này thích, lên người chị, nói chuyện quá dối, sao hắn có nhiều vợ như vậy? Nằm mơ sao? Nhưng lúc này Vân Thanh quyết định không khuyên Hạ Thiên, vì nàng cảm thấy người này quá khác biệt, căn bản không thể nào khuyên nhủ. Dù sao thì xong bữa cơm này hai người cũng chẳng còn gặp mặt, coi như chưa có gì xảy ra. Vân Thanh hạ quyết tâm nên quyết định giữ tâm tình bình tĩnh, Hạ Thiên thì đã sớm đói bụng, bữa cơm hôm nay vốn dành cho ba người nhưng bị hắn tiêu diệt hơn phân nửa. Còn Vân Thanh thì không muốn ăn, nàng chỉ tùy tiện ăn vài miếng, sau đó bỏ đũa xuống. Sau khi đợi Hạ Thiên dùng cơm xong thì nàng gọi nhân viên tính tiền, cuối cùng rời khỏi quán. Hạ Thiên sinh, cậu ở đâu? Tôi tiễn cậu một đoạn. Khi Vân Thanh biết Hạ Thiên không có xe thì chủ động đưa về, dù thế nào thì hôm nay Hạ Thiên cũng đến vì nàng, nếu xét theo lễ tiết thì nàng phải đưa đối phương về nhà. Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi nói. Đưa tôi đến Đại học Giang Hải. Được. Vân Thanh cũng không hỏi nhiều, Lý Bình không nói cho nàng biết nhiều tin tức về Hạ Thiên, vì vậy nàng còn cho rằng đối phương là sinh viên Đại học Giang Hải. Tất nhiên thực tế thì Lý Bình cũng biết rất ít về Hạ Thiên. Hạ Thiên muốn quay về cửa hàng của Tôn Hinh Hinh, bây giờ hắn vẫn là nhân viên cửa hàng, dù Tôn Hinh Hinh thông cảm, hắn không cần phải đi làm, nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình rãnh rỗi, cũng tiện thể đi đến cửa hàng hoa xem xét tình hình. Vân Thanh thuận lợi đưa Hạ Thiên đến Đại học Giang Hải, ngay sau đó Hạ Thiên còn chưa hỏi số điện thoại thì nàng đã chạy đi, nàng cũng không muốn có quan hệ gì với người này. Sau khi rời khỏi Đại học Giang Hải thì Vân Thanh chạy xe về phòng luật sư. Nàng đã hẹn một thám tử tư, chiều nay sẽ gặp mặt ở phòng làm việc. Vân Thanh không thích ký thác sự việc trên một người duy nhất, vì vậy nàng vừa tự mình điều tra vừa nhìn vào cục cảnh sát vừa thuê thám tử tư, hơn nữa vừa rồi còn xin sự trợ giúp của Hạ Thiên. Nói tóm lại chỉ cần nàng có phương pháp thì đều có thể sử dụng. Chuông điện thoại chợt vang lên, Vân Thanh nhấn nút nghe. Alo, ai vậy ạ? Luật sư Vân, bạn của cô ở dưới đang chờ cô. Đầu bên kia vang lên một âm thanh âm trầm, sau đó Vân Thanh cảm thấy xe rung lên thật mạnh. Hai chiếc xe va vào nhau, một âm thanh khủng bố vang lên, Vân Thanh không kịp khống chế, cảm giác đau đớn dữ dội truyền đến, sau đó nàng lập tức hôn mê. Cửa hàng hoa Hinh Hinh. Này, mặt trời mọc hướng Tây à? Khi thấy Hạ Thiên thì Phương Hiểu như chợt kinh ngạc. Tôn Hinh Hinh thấy Hạ Thiên thì vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc. Hạ Thiên, sao cậu lại đến đây? Không phải cậu đang ở chỗ Tiểu Kiều sao? Chị Hinh, tôi nhớ chị nên đến thăm một chút. Hạ Thiên rất tự nhiên nói. Trong lòng Tôn Hinh Hinh bùng lên cảm giác ngọt ngào, gương mặt có chút đỏ hồng. Người này đúng là luôn như vậy, cũng không chú ý đến xung quanh, bên cạnh còn có người mà hắn cũng nói ra những lời như thế. Em cũng không rõ vì sao Kiều Tiểu Kiều lại thích loại người này. Phương Hiểu như thầm nói, trước đó nàng cảm thấy Tôn Hinh Hinh không đáng làm người yêu của Hạ Thiên. Bây giờ lại cảm thấy xót xa cho Kiều Tiểu Kiều. Chị Hinh, đám cảnh sát kia còn tìm chị gây phiền phức nữa không? Hạ Thiên hỏi. Không, cảnh sát nói đã điều tra xong, không liên quan gì đến chúng ta. Tôn Hinh Hinh lắc đầu. Phương Hiểu như ở bên cạnh lại rất bất mãn. Này, nghe tôi nói này Hạ Thiên, anh không biết suy nghĩ sao? Hôm đó anh chạy đến đồn cảnh sát kéo chị Hinh ra mà không để ý đến tôi. Làm hai tôi ở đó chờ cả tiếng đồng hồ, cuối cùng mới được thả ra. Hạ Thiên cảm thấy rất vô tội. Tôi căn bản không biết cô cũng bị chộp vào đó. Hạ Thiên thật sự không biết, mà ngày đó tên mập cũng không nói Phương Hiểu như bị túm, chỉ nói Tôn Hinh Hinh bị bắt về đồn, sau đó Tôn Hinh Hinh cũng không nói gì. Tất nhiên hắn sẽ không nghĩ rằng Phương Hiểu như cũng bị bắt. Hiểu như, điều này không liên quan đến Hạ Thiên, là chị quên nhắc cậu ấy. Lúc đó Hạ Thiên đại náo trong đồn cảnh sát, chị rất lo lắng, vì vậy mà quên cả em. Tôn Hinh Hinh dùng giọng ngượng ngùng nói. Chị Hinh, sao chị cứ che chở cho anh ta? Phương Hiểu như bĩu môi. Người này dù tốt với chị, vì chị mà có thể náo loạn đồn cảnh sát, nhưng anh ta lại quá lăng nhăng, chị thật sự muốn làm vợ bé của anh ta sao? Hiểu như, em đừng nhắc đến vấn đề này nữa có được không? Tôn Hinh Hinh có chút tức giận. Được rồi. Em không nói nữa, dù sao cũng là chuyện của hai người, không liên quan gì đến em. Phương Hiểu như chợt hờn dỗi, nàng thật sự không thấy Hạ Thiên có quái quỷ gì tốt, dù đã rất chú ý nhưng vẫn không thể nhìn ra. Mà cũng kỳ quái, rốt cuộc là hacker nào chơi khăm chúng ta. Tôn Hinh Hinh đến bây giờ vẫn còn chưa nghĩ ra. Hạ Thiên lập tức đưa ra đáp án. Chị Hinh, chính là nha đầu lần trước đã làm đen màn hình máy tính của chị, nàng cố ý chơi tôi.
chính là người mà lần trước cậu đi đánh sao? Tôn Hinh Hinh sững sờ. Đúng vậy. Hạ Thiên gật đầu, hắn dùng giọng căm giận nói. Tiểu yêu tinh, đợi lần sau anh gặp được, nhất định phải cho ăn đòn, không có gì cũng hách máy tính của anh. Hạ Thiên thấy Tôn Hinh Hinh mở laptop ra thì đột nhiên nghĩ đến vấn đề không biết nhà đầu kia có online hay không, vì vậy hắn vội vàng đăng nhập QQ, ngay khi chuẩn bị xem có tiểu yêu tinh hay không thì màn hình đã đen ngòm. Hạ Thiên, anh là đại sắc lang, là đại lưu manh, quân khốn kiếp. Anh dám ư xê hiếp chị Hàm, sau này anh đừng mò lên mạng, nếu anh lên mạng tôi sẽ hách. Trên màn hình máy tính hiện lên vài hàng chữ, ngay sau đó máy tính tự động tắt. Tôn Hinh Hinh và Phương Hiểu như nhìn màn hình máy tính mà trợn mắt há mồm, hacker này đúng là quá pro, tốc độ phá hoại không nhanh như vậy chứ. Tiểu yêu tinh chết tiệt, anh không để em yên đâu. Hạ Thiên lúc này đã thật sự bị chọc tức, hắn lấy điện thoại ra bấm số Mộc Hàm. Vợ, tiểu yêu tinh đâu? Hạ Thiên tức giận hỏi. Mau nói cho tôi biết, tôi muốn đánh cô ấy. Tút, tút, tút. Điện thoại lập tức bị cắt. Hạ Thiên chuẩn bị gọi lại thì phẫn nộ phát hiện màn hình iPhone 4 của mình cũng đen ngòm, bên trên còn có hai hàng chữ. Ngu như heo, điện thoại của anh tự kết nối là hack. Tiểu yêu tinh, đừng để anh tìm được em. Hạ Thiên thiếu chút nữa thì tức ngất, đúng là số đen, hắn lên mạng thì bị tiểu yêu tinh hack máy tính, bây giờ ngay cả điện thoại cũng bị hack, đúng là quá đáng. Hạ Thiên, rốt cuộc anh đắc tội với hacker nào? Sao khủng vậy? Phương Hiểu như nhìn không được phải hỏi. Hạ Thiên không trả lời, hắn đang tìm biện pháp chụp gọn tiểu yêu tinh, nhưng suy nghĩ một lúc lâu mà cảm thấy khả năng tìm được là quá nhỏ. Thành phố Giang Hải quá lớn, hắn căn bản không biết nàng đang ở nơi nào, nếu cứ như vậy mà đi tìm thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Hạ Thiên, đừng tức giận, chỉ cùng cậu đi sửa điện thoại. Tôn Hinh Hinh dùng giọng dịu dàng an ủi Hạ Thiên. Được rồi. Hạ Thiên được người đẹp an ủi. Tất nhiên tâm tình sẽ tốt hơn. Sau đó hắn theo chân Tôn Hinh Hinh đến một cửa hàng điện thoại, sau khi loay hoay một lúc lâu, cuối cùng điện thoại cũng được sửa xong. Nhưng lúc nhận máy mới biết tất cả tư liệu bên trong đã mất sạch, vài số điện thoại ít ỏi bên trong cũng không còn, điều này làm Hạ Thiên rất bức bối, vì vậy mà hắn cũng không thể điện thoại cho Mộc Hàm. Hạ Thiên nghĩ đến đây lập tức nhờ nhân viên cửa hàng hủy bỏ chức năng tự kết nối, lúc này hắn mới không lo lắng điện thoại bị hack. Cuối cùng cũng sửa điện thoại xong, Hạ Thiên thanh toán tiền rồi cùng Tôn Hinh Hinh rời khỏi cửa hàng, đúng lúc này điện thoại lại vang lên. Khi Hạ Thiên nhấn nút nghe thì bên trong điện thoại vang lên một âm thanh vội vàng. Hạ Thiên, tôi là Lý Bình, bây giờ cậu không ở bên cạnh luật sư Vân sao? Không, có gì vậy? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Cô ấy gặp tai nạn, hiện nay đang cấp cứu trong bệnh viện. Lý Bình vội vàng nói. Nãy giờ tôi mãi điện thoại cho cậu nhưng không liên lạc được, nếu cậu đang rảnh thì nên đến một chuyến, tình huống của cô ấy hình như không ổn. Bệnh viện nào? Vẻ mặt Hạ Thiên chợt biến đổi, hắn hỏi ngay. Bệnh viện phụ nhất, phòng cấp cứu, tôi vừa mới đến, cậu đến ngay đi. Lý Bình nói xong thì cúp điện thoại, mà đúng lúc này Hạ Thiên cũng kéo Tôn Hinh Hinh chạy về phía bệnh viện phụ nhất. Tiểu yêu tinh, nếu em hại anh không cứu được chị Vân Thanh thì thù này không đội trời chung. Hạ Thiên vừa chạy vừa mắng yêu yêu, tiểu yêu tinh chết tiệt hack điện thoại của hắn, làm hại hắn không thể nhanh chóng tiếp nhận điện thoại của Lý Bình, như vậy cũng vô tình chậm trễ thời gian cứu chữa cho Vân Thanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 105.